Chào chị Bích Niên nha. Chào chị Trần Thu Hòa. Chào tất cả mọi người nha. Mời mọi người vào diễn đàn chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chào Lacey. Good morning Lacey. Chào tất cả anh chị em. Mọi người cơm nước thì chưa? Mọi người Việt Nam cơm nước thì chưa? Ok. Thì bên nhà Duy nó có ca sĩ câu giờ rồi. Thì bên nhà anh cũng rất là mong có một trợ lý, một thư ký, một ca sĩ câu giờ nữa chứ. Đúng không? Bà mẹ nó bây giờ nó có ca sĩ câu giờ, nó tinh tướng với anh lắm cơ. Mà đôi khi chả như anh em lại cứ phang nhau. Chứ cái kiểu kiêu kiêu của nó là anh bắt đầu không ưng ấy nha. Mình hơn nó có 2 tuổi mà nó cứ xếp mình vào cái thành phần gọi thế hệ trước. Đau đầu thật. Nhưng mà bây giờ xét này. Thì nó cũng độc thân thì anh cũng vẫn tự do. Đúng không? Kém anh có 2 tuổi thôi mà nó cứ bỏ mình thuộc thế hệ trước giả lua. À, mẹ vẫn còn ác lắm đâu ạ. Đùa đâu. Toàn dìm hàng nhau thôi. Đấy. Nghe có cay đắng không hả Nancy? Anh em mình không thể để cái cảnh này được đúng không? Bảo ông mới thằng hay khoe cái kiểu đi chơi bời ăn chơi trác táng, chứ còn anh vẫn giấu nhẹm cái chuyện của anh, nên anh vẫn là cao thủ đi chơi về mà cứ đi khoe, xong cứ bảo làm sao không có tiền mà không có gái. Ủa, ông cứ khoe đấy, ông đi chơi suốt, ông đào hoa như thế thì ai người ta dám theo ông, kể cả ông có tiền tấn. Phải lúc nào cũng như anh này, lúc nào cũng ở nhà không chơi bời, con gái nó mới cảm thấy yên tâm, mới lừa được con gái. Chào Dương Vi em, ăn cơm chưa Dương Vi? Chắc là tại em không mua bộ ba thần thánh của nó nên nó chê em gọi là vừa già vừa béo vừa lùn vừa xấu đúng không? Em mua bộ ba của nó xong em chạy em là nó lại khen em đẹp lại ngay. Mọi người chia sẻ đi. Như anh ai mà theo là chết cả đời đấy. Trời ơi, đã theo anh rồi thì phải nói chung là có thể nói là gì? Là đúng là chết trong tay anh đó. Nhưng mà đến tận 90 với 100 tuổi mới chết cơ. Hello Đinh Hoàng Long. Ngon thế, ở Việt Nam mày suốt ngày đi ăn lẩu mới lại ăn, đi ăn lẩu mới ăn đồ nướng suốt à. Trả bù cho bọn anh sáng dậy lại fast food mì tôm. Cuộc sống đất nước tư bản đấy, sáng dậy vội vội vàng vàng làm gọi là fast food mì tôm hoặc là cốc sữa với mấy miếng cháy. Chào anh Định Khải nhá. Chào Khuất Trung Kiên. Mọi người chia sẻ diễn đàn ra nhá. Bên Mỹ bây giờ là mấy giờ? Bên Mỹ bây giờ là 6:30 sáng à? Có thì nói không ai ép nhé. Nó thật sự đấy. Em nói với anh Nguyễn Trung đấy, ở những cái nước tư bản này thời gian buổi sáng ra nhá. Khổ lắm, sáng dậy là ngủ, cứ ngái ngủ. Bật mãi mới khỏi được cái giường.
Thế là thôi dậy vội vội vàng vàng, một tay thì đặt bếp nấu mì tôm, cùng nắm quẳng cho miếng thịt hộp vào đấy. Thế sau đó là một tay thì đánh răng rửa mặt, mắt thì vẫn còn nhắm. Anh có tin đời không ai có thể nói là ở bên sứ tư bản nó tại sao nó giàu, các anh các chị biết không? Vào buổi sáng nên một tay mặc quần một tay đánh răng đấy, mắt vẫn nhắm, làm cỡ đó thì nó mới giàu được. Chứ còn đâu phải như ở Việt Nam sáng ra còn cà phê cà pháo bát phở rồi là tèm lem chi khươn bắt đầu mới vào công xưởng đâu. Em nói ở bên Hàn hoặc là ở bên những cái nước ấy, những người mà đi lao động như bọn em đấy, mà em nói thật, cứ từ từ thì mới có hàng, chút nữa thì có hàng. Nói thật mấy các anh các chị chứ, sáng dậy bắt đầu nghe chuông chuông báo lần thứ nhất, tắt, phải đặt 3 lần chuông mới mới bắt đầu dậy được dậy. Bắt đầu được dậy xong cái nó bắt đầu mắt thì nhắm, tay thì đánh răng. Một tay đánh răng, một tay mặc quần. Có phải ông Lacy? Bên Lacy còn 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 làm công việc nó còn đỡ một chút thì còn vào sáng dậy chạy tập thể dục thể dẻo, chứ còn bên anh á đi làm về đã đau ươn ươn hết người rồi. Tôm ở đâu ra mà bỏ ở Nhật Đông, anh nói cho em biết, một là mì tôm trứng, một là mì tôm trứng, hai là cái gì, là thịt hộp quẳng vào xong cắt vội lá hành vào, ăn xong mà là đứng dậy là pha gọi là tách cà phê, gọi là cà phê pha sẵn đó, cà phê uống liền đó. Thế là hút điếu thuốc là bắt đầu đứng dậy đi làm thôi. Chứ còn gì nữa, cái kiểu mà sáng dậy mà ngái ngủ dậy còn ươn ai ươn này. Nhớ ngày xưa ở cùng bạn gái, nó phải dậy nó đánh răng rửa mặt rồi nó nấu nướng xong rồi mình vẫn chưa dậy. Anh không hiểu sao mọi người chia sẻ ra đi. Dạo này không biết làm sao Facebook nó không báo biết gì cả. Của em thế, em mà like ở trên cái nick của em đó thì không sao, chứ nếu mà em like ở trên cái fan fanpage của em nên là cũng rất là khó, cũng 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 không 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 thấy thông báo nha. Vào phải nhiều khi phải vào đánh tên ra bắt đầu mới tìm thấy. Thế mới kỳ lạ nha. Thế còn không biết kiếm đến một cô nữa. Thì nghe thằng em nó bảo rồi, sống đời độc lập tự do nó sướng. Quen cô này xong còn quen cô kia được nữa. Cho nên bởi thế cho nên là không không xác định gắn cuộc đời mình với ai. Mà anh nói thật, phụ nữ bây giờ nhiều khi anh cũng không dám trao thân gửi phận đâu. Tôi nói thật với các bạn, nhất là cái cảnh mà trong nhà thì bật sưởi lèn thì ấm áp, nhìn ra qua cái ô cửa kính là bắt đầu thấy tuyết nó đóng băng, nhìn nó thấy ngại đi làm rồi. Nói thật các bạn, chứ nhìn cứ qua cái ô cửa kính hoặc là nghe gió thổi đấy, bắt đầu nó nhìn nó thấy ngại đi làm rồi. Nghĩ cảnh này em đến xưởng trời nó lại lạnh lạnh nữa. Ví dụ như là mọi người mà làm ở trong các công xưởng, các hãng mà đứng máy đó, thì nó còn có cái sưởi, hoặc là trong 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 xưởng nó có hệ thống sưởi, nó ấm áp nó cũng đỡ. Mình thì làm cái công việc cơ khí, nó không được nó không đứng tại một chỗ nào, thời trời này đi làm ngại lắm. Đùa. Rồi chào Dung đi. Hello anh. Nhưng anh nghe một câu vừa nãy chú nói thì anh thấy là chú ế vợ thôi. Chú ấy bảo là tức là gửi thân gửi phận cho cô đấy. Thì chú ế đằng sắc rồi. Ôi anh Bây ơi, giờ phải bây bảo giờ là ngày ngày xưa thì bảo là thân gái kiểu như là như hạt mưa sa đấy mà. Hạt thì rơi hạt rơi giữa. phụ nữ thì người ta mới bảo là gửi thân gửi phận cho chú lại nói là gửi thân gửi phận cho phụ nữ thì là chú ế là cái chắc. Cái thời Với đại thứ hai này, là cái thời đại này em nói với anh, cái thời đại này đàn ông của mình nó rẻ rúng lắm. với thứ hai là suốt ngày đi làm về tối ngồi live stream không gái gỏng gì cả thì chú ế là cái chắc, anh hiểu không?
chú hiểu không? Đấy, ôi chết rồi, nên lên trên diễn đàn mà chẳng chào tất cả các bạn, cả các bạn bảo vô lễ, vì thằng em nó nói một câu nó hơi bị ngược. Thánh cùng với bảo nó bảo là thôi, thánh cùng nó mới bây giờ nó mới ngồi cô đơn như thế này, ngày chứ nó nói mà gửi thân gửi phận cho phụ nữ thì anh bảo là em nói với anh Bằng, ngày xưa đấy, ngày xưa phụ nữ nó lấy một thằng nào là nó lấy suốt đời, còn bây giờ phụ nữ bây giờ đấy mà xoạc xong nhưng mà xoạc không thích là nó cũng bỏ, xong nó còn cưới mình đi đâu, như đời nó đẻ đúng. Rồi hôm nay chủ đề chú nói là cuộc sống ở bên những người ở bên Mỹ, bên Hàn Quốc đúng không, sau Việt Nam đúng không? Không, chủ đề của em là hôm nay em hỏi tại sao mà cái chính phủ Mỹ nó cứ suốt ngày nó đe dọa đóng cửa hoài, bà mẹ nó ăn thuế của dân mà chúng nó không chịu làm việc à, cứ thích thì làm, không thích đóng cửa. Cái đóng cửa là nhìn do lại, cái luật lệ ở bên Mỹ. Nhìn lại ở Việt Nam đi, có bao giờ mà thấy Việt Nam mình có tuyên bố đóng cửa chính phủ không? Mà tại sao không, nhưng mà ăn thì ăn thuế. Không, anh nói với chú này, cái luật ở bên Mỹ nó khác, cái luật ở Việt Nam nó khác, hiểu không? Bây giờ cái luật của bên Mỹ ví dụ là chính phủ là được cấp bằng này tiền do quốc hội cấp, nhưng mà bây giờ ví dụ là mà chính phủ nó dùng nhiều tiền quá mà không nâng lên thì nó không có tiền hoạt động nữa, thì nó khác, hai cái chế độ cái nó khác vấn nhau đề hoàn nó nằm toàn. ở chỗ là thì em có cần biết là luật của mày thế nào, nhưng vấn đề của mày là bây giờ mày đang sống bằng tiền của dân đúng không, mày ăn tiền của dân đúng không, thì mày phải mở cửa 365 ngày một năm, còn tại sao mà mày cứ đe dọa đóng cửa lúc tao cần cái chính phủ của chúng mày ở đâu? Chứ ở Việt Thế Nam, mới gọi là cái luật mà. Ở Việt Thế Nam mới ấy, gọi có là bao cái giờ luật. chính phủ tuyên bố là đóng cửa không? Mặc dù chính phủ cũng quốc hội cũng tuyên bố cũng cấp cho một năm bao nhiêu tiền ngân sách để mà chi tiêu, nhưng mà nhiều thì chi tiêu theo kiểu nhiều, ít chi tiêu theo kiểu ít, ăn tàn phá hại sao mà hết tiền nó cứ đóng cửa. Chú nói thế là đam mạnh quá. Cái này là do cái luật của từng nước. Bây giờ ví dụ là đến bằng này nhá, thì cấp cho bằng này tiền, nhưng mà ví dụ là nó tiêu quá một tí, mà ví dụ quốc hội người ta không tăng cái mức cái tiền lên thì chính phủ hết tiền thì nó đe là hết hoạt động. Đó, Thế đấy là cái sức ép nhá, anh nói đấy là cái sức ép của cái chính phủ bắt quốc hội phải tăng tiền lên 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 lên, lên cho chính phủ đấy. Nó là cái đấy, đấy là mình nói gọi là ấy thôi, chứ còn đam thì nói chung là đam thì nó thoải mái, chứ mình nói chính xác ra là nó phải là như thế, đây hiểu này, không? Này, cái thằng tổng thống cứ đưa ra yêu sách gì mà không được thông qua, cái là y rằng ông lại bắt đầu kêu thế thì tao đóng chính phủ, bà mẹ mày tao bầu mày lên là mày phải làm, mà không được thì mày phải từ từ mày đàm phán, mày từ từ thuyết phục, mày chứng minh cho tao thấy nó có ích, đằng này mày cứ động tí mày đòi tiền xong cái là mày không được, cái là mày đóng cửa chính phủ. Nhưng mà nói chung ngày là nghỉ nó ra chính nghỉ phủ nghỉ. thì Mỹ thì Nó có lịch người đâu ta thì mà. đe vậy thôi, nhưng mà em thấy là đã đóng cửa lần nào chưa? Đóng cửa Cứ bảo nhiều là lần chứ. Nó đóng cửa nhiều lần chứ. thì nó đóng cửa một số cơ quan chính phủ thôi, nó đe vậy thôi, hiểu không? Kể cả đóng cửa Đấy. một chỗ, nhưng mà cái chỗ đấy đúng đúng lúc Ở người một ta chỗ cần thì thôi. sao? Ăn tiền của dân, ăn tàn phá hay sao mà tiền thuế của dân thì vẫn ăn đều đều. Mà cuối cùng rồi cứ đóng cửa. Nhìn lại Việt Nam đây, tao nghèo hay tao giàu không bao giờ tao đóng cửa, phục vụ dân trên 24/24. Mày Rồi, đạo còn bây nó giờ trên mình đường. nói về cái cuộc sống của chú bên đấy ấy, và cuộc sống của những người Việt Nam bình thường ở đây, thì anh nói như thế này, thực tế ra là nói chung tại sao người dân Việt Nam cảm thấy hạnh phúc, vì người ta cảm thấy cái cuộc sống người ta cũng thoải mái thỏa mãn đúng không? Tất nhiên là ở Việt Nam những người dân bình thường thì nói chung là kiếm tiền ít hơn chú đúng không? Chú thì tháng nữa là năm kiếm được 40-50 triệu. Đấy, ở đây người ta kiếm được hơn 10 triệu thôi, nhưng mà sáng vẫn cà phê, Vâng, vẫn rồi, ăn tại do phở. thằng Duy nó lên 2 phút thì nó đi tắm anh. Đeo tai Rồi, nghe ok. không lên đây, mày nói tao là phải ngồi im, bực lắm. Rồi, ok. Vâng ạ. Rồi, cho Duy lên đi. Vâng ạ. Alo. Cái vụ mà chính phủ Mỹ đó, đóng cửa đó là em rất đồng ý với anh Ly đó. Em không đồng ý với anh Bằng. Tại vì á, thật ra chính phủ Mỹ đóng cửa đó, cái góc độ mà nhìn quan sát của em nhiều năm á, thì em thấy á, chính phủ Mỹ chơi chiêu. Đó. Thật ra nếu mà nói về tổng thống mà nó không kiểm soát được ngân sách thì đuổi cổ nó mẹ đi. Hiến pháp tôi viết được, tôi quyền tôi sửa được đúng không? Không, tôi không cấm nữa. Ông mà xài ngân sách quá 2 lần trong nhiệm kỳ, ông get out. Thì vậy đó, em mới
tôn trọng đó là pháp Mỹ. Còn bây giờ nó tối ngày nó bệnh ra cái vụ cấm cửa đó, nó hù. Thứ nhất là nó hù cái thị trường chứng khoán. Má lúc nào cấm cửa một cái một á, tự nhiên thị trường chứng khoán nó nhao lên đó. Và nó hù những cái doanh nghiệp làm ăn nước ngoài giống như em nè. Má mỗi lần nó cấm cửa là teo giấy chứ bộ giỡn anh. Chính phủ nó không làm gì. Tất cả những cái hàng hóa, những cái đơn hàng của nó bị trì trệ. Nó những cái giấy phép, những cái giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký ở đầu Mỹ á, nó không hoạt động anh. Nó tạo ra sự bất an cho nhà đầu tư. Em nhận xét ngắn gọn vậy thôi. Chứ gì các bạn, chứ không Mỹ cấm cửa rồi, cái màn mà Mỹ nó chơi chiêu, nó làm cái tội phàm phàm thôi. Nó ra một cái vẻ rồi ta là dân chủ giả hiệu. Đúng không? Dân chủ tức là cái hàng quốc hội nó quyền nó giám sát tổng thống. Nhưng mà cái việc này nếu em làm như nó làm cho em không phục. Nếu mà giám sát, tôi cho ông tổng vụ tăng nhiệm kỳ của ông một lần, hai lần, ba lần cấm cửa, ông get out. Không nói nhiều, nó không cấm cái gì đó, phải để cho nước Mỹ nó lưu thông chứ. Bây giờ cái chuyện ông ăn về xài chạy mẹ không? Ông bắt cả nước Mỹ người ta hả? Ông hả đứng cái chơi coi chính phủ đóng cửa. Mấy thằng mấy thằng làm chính phủ nó nghỉ hết mấy cơ quan, từ giải trí cho tới những cái công việc của đó nó giảm lại. Thậm chí quốc hội nó cái gì quân đội nó bị tê liệt một phần nữa. Có những cái trường hợp thì nó còn hoạt động, mà những trường hợp nhỏ đó nó bị hoãn là nó bị đì rây. Em á thì đó, em đánh giá chỗ này là chỗ nó chơi thôi. Em rất đồng tình với Lưu mẹ, một bà mẹ nó. Rồi, quá. Đấy, nó phải như thế đúng không các bạn? Nó nằm ở chỗ là bây giờ chính phủ sinh ra là để phải hoạt động. Còn cái việc là mày đàm phán với quốc hội như nào là tao không biết. Nhưng ở đâu ra cái kiểu là bây giờ nó biến cái chính phủ nó như con tin của Tổng thống ấy. À bây giờ là tao mà được thỏa mãn thì tao không đóng cửa. Còn mà tao không thỏa mãn là tao đóng cửa. Chơi cái trò gì thế? Thế bây giờ người dân lúc người ta cần đến những cái cơ quan, những cái chỗ mà phải làm việc thì sao? Dân chủ gì cái kiểu đấy? Đấy là còn chưa nói đến cái vấn đề đó bây giờ là cái gì? Cái yêu sách của ông là xây dựng cái hàng rào của bên Mexico. Cái hàng rào này trị giá khoảng 5 tỷ USD. Mà tôi còn đang hỏi là bây giờ là ông có lợi ích nhóm ở trong này không này? Mà ông suốt ngày xuất sáng thế. Tôi hỏi cái ông Donald Trump là bây giờ ông có lợi ích nhóm không? Mà sao mà vụ này mà ông thấy xuất sáng mà găng thế? Cái chính sách nhập cư thì người ta bác bỏ. Ông cũng đồng ý, ông cũng chịu. Thế mà bây giờ có cái bức tường này thôi mà ông coi là đấu tranh đến cùng. Có phải liệu rằng đằng sau cái chính sách này là một cái công ty xây dựng do con ông hay là vợ ông hay là thằng cháu chắt dòng giống gì nhà ông coi như là đứng sau không, làm công ty xây dựng chuẩn bị chờ cái dự án 5 tỷ USD này không? Đấy là bây giờ đấy là người dân nào ở Mỹ, những Việt kiều nào Mỹ mà có quốc tịch Mỹ đấy là phải có ý kiến xem là liệu rằng có lợi ích nhóm hay không để bác Trọng bác gửi cho cái lò sang. Bà mẹ có cái đấy không xây năm nay thì sang năm xây, có cái gì khó đâu. Mà tưởng xây cái tường rào mà đã ngăn chặn được à? Xây tường rào thì nó đào hầm thì ông tính sao? Thằng ma có thằng buôn ma túy nào nó đi bằng đường bộ đâu, nó toàn đào hầm nó chui qua không à? Đấy. Ông cứ nhìn về Việt Nam đi, ông thấy cái chính phủ Việt Nam nó làm việc tốt cho dân chưa? Có bao giờ kêu đóng cửa đâu? Các ông bên đấy rõ ràng tổng thống thì hắn có hẳn một chuyên cơ riêng. Bảo vệ thì đến tận răng. Quan chức chính phủ thì gọi là thằng nào thằng ấy bụng phệ, giàu cóc đế ra. Đấy. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là bây giờ là Donald Trump liệu rằng là có lợi ích nhóm đứng sau không? Bởi vì gia đình thằng này đấy là nó là đứng gì? Nó mạnh ở cái khoản nào? Nó mạnh là mạnh ở bất động sản. Chuyên đi xây dựng những cái cao ốc đúng không? Dạo này chắc cao ốc ế ẩm đâu, quay sang ông đi xây tường à? Nên dạo này thấy nó làm găng lắm. Cái việc này đấy là nó không phải là bây giờ nó mới đưa ra. Bàn lên bàn xuống bàn một lần hai lần. Cảm thấy không được thì thôi bỏ đấy. Đi còn bao nhiêu việc khác. Tổng thống nước Mỹ cơ mà. Cường quốc thế giới cơ mà. Vậy mà có mỗi cái bức tường thôi cứ cãi nhau hoài. Có đúng không các bạn? Tôi nói thế có đồng ý không? Đồng ý thì nay mà xe đi còn gì nữa. Tim niếc mạnh lên.
Tôi là tôi đang nghi ngờ đằng sau Tổng thống Donald Trump là có một cái công ty xây dựng nào đó đang chuẩn bị cái dự án này rồi đấy. Chứ còn cái bức tường này có cái gì đâu. Ngăn mấy ông nhập cư thì không phải vấn đề. Nó còn ngăn cả cái bọn đấy, cái bọn ma túy nó toàn đào hầm xuống đây. Mày xây tường tao đào hầm tôi chui qua. Chắc gì đã ngăn chặn được người nhập cư, chắc gì đã ngăn chặn được ma túy mà ông phải xuất sắc thế. Cho nên chắc chắn là đằng sau là có một cái doanh nghiệp nào đấy sân sau của nhà ông Donald Trump người bắt đầu là đang chuẩn bị hứng gọi dự án một hứng dự án 5 tỷ USD này của Donald Trump sao mà nó làm găng như thế. Ôi trời, cái lương của nước Mỹ thì được bao nhiêu so với cái tài sản của Donald Trump? Lương nước Mỹ thì bây giờ cao nhất thì hình như đâu 300 ngàn USD một năm đúng không các bạn? Ai ở Mỹ có đánh ra cái lương tổng thống được bao nhiêu một năm? Lương tổng thống Mỹ chắc hình như 300 ngàn USD một năm sao đó. 300 ngàn thì thấm vào đâu so với lại cái dự án 5 tỷ USD. Nó mà nhận được thì nguyên cái tiền công thôi, nó đã rơi vào khoảng 1 tỷ USD rồi. Đó, cho nên các bạn thấy hơn 400 à, hơn 400 thì cũng không là cái gì, cùng lắm là hết một nhiệm kỳ nó được gần 2 triệu USD. Nó là tỷ phú USD cơ mà. Nó trong tay nó có hàng 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 hàng, hàng chục tỷ, hàng 1 3 4 tỷ USD. Thì 1 2 triệu nó thấm thoát gì. À, cứ gọi 500 đi. 500 thì 5 à 4 năm thì được 2 triệu đi. Hai triệu USD thấm gì với này cái tài sản của nó. Nhưng mà thấy được rằng ở đâu đó của trong tổng thống này thằng này lên làm là chắc chắn là đằng sau là có lợi ích nhóm rồi. Cho nên là tất cả anh chị em coi là mà ở bên Mỹ đấy là phải xem là đấu tranh xem tòa án nó bóc mẽ ra xem có lợi ích nhóm đằng sau lưng không để mà gửi gọi là để cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lò sang. Anh đang mời em đấy mà không thấy em lên được. À đúng rồi, anh Sơn Tây anh có lên anh giải thích vụ này cho ông Donald Trump không? Em biết ông Donald Trump chỉ nhận một đô la tượng trưng, cho nên có một cậu bé cậu gửi hẳn 3 đô la cho ông Donald Trump đấy. Thế nhưng mà vấn đề đó là chỉ là cái trước mặt thôi. Còn đằng sau lưng nó, những người bên Mỹ đó có nhìn thấy là đằng sau lưng nó có lợi ích nhóm không? Tại sao có mỗi cái bức tường này thôi mà ông ấy đấu tranh kinh thế, mở cửa ra là kêu đóng cửa chính phủ, mở mồm ra kêu đóng cửa chính phủ. Ông đấy mới này ông phó tổng thống Pence à, ông Pence còn ức uất đến mức độ nhắm mắt nghiến răng kiên kẹt. Anh mời nhưng mà em không 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 lên được đó. Đời nào tổng thống mới là phó tổng thống ngồi nghiến răng kiên kẹt để tranh luận. Chắc là bây giờ theo tôi đấy thì tôi chỉ thấy một điều như này thôi. Là bên anh dân chủ thì thấy là mẹ nó mà được cái dự án này là bên mình nhớ sơ múi được gì nên quyết định phá bằng được. Thế là bên Cộng hòa bảo bây giờ mày phá tao là tao mẹ đóng cửa chính phủ. Tôi lấy anh nhiều chuyện quá nghe. Bây giờ á, chúng ta đã thống nhất quan điểm rồi. Mỹ là fan, em là fan của Mỹ. Thì bây giờ chừng nào mà Mỹ nó xung đột Việt Nam á, thì anh ẩn được. Còn bây giờ má Mỹ nó bóc lột dân nó thì kệ mẹ nó đi. Anh ẩn cái gì? Đúng không? Bây giờ nó xây tường hay nó không xây tường đóng cửa chính phủ. Thì bây giờ cái chuyện mà đóng cửa chính phủ em phản đối là nữa tới em. Còn cái chuyện mà nó xây tường thì cái cha nó đúng không, bây giờ nó xây tường tiền thuế của nó tiền của ông sang tay với ba tiền của anh đồng hành anh kiếm cái trò cái gì anh quá chỉ càng ngày càng rồi, rồi anh chỉ có ảnh ở Việt Nam thôi không có được
thằng giàu đó thì bây giờ á con cừu nó nhiều lông á thì mình bắt nó nhiều nó cũng vẫn còn lông, không sao cả. Cái chuyện đó người dân Mỹ người ta cam tâm tình nguyện, người ta không biểu tình, người ta không phản đối thì thôi. Anh đứng lên anh làm gì? Anh có phải là anh nằm ở trong băng đảng mà Mỹ Tân không? Anh cam tâm đất Mỹ hả? Ông anh xúi dục biểu tình bạo loạn hả anh? Nó bây giờ cái chuyện đó anh không cần phải mời sân Tây, em là fan của Mỹ nè, để anh trả lời cho. Bây giờ tổng thống người ta có quyền, còn cái chuyện á mà ổng lương một đô á thì là ở ngoài người ta cảm thấy ừ tổng thống này làm nó giàu nó cần tiền thì ổng dùng cái bình phong á là ổng giàu rồi thì ổng sẽ không tham nhũng, ổng sẽ không tiêu cực, ổng không có lộ, thì ổng để cho con gái ổng làm mà đúng lật rồi, con rể ổng làm mà đúng rồi, chứ tại sao cứ thấy vô trâm cái gì. Đối với mình Việt Nam ổng không vi phạm lợi ích của mình là được. Ổng pem tầng Trung Quốc, chết mẹ Trung Quốc là ok, còn ngoài lại dân Mỹ đông khe hả. Nhưng mà vậy, nhưng anh mà lấy rồi Mỹ của em nghe chưa, thằng này nó không chịu đeo tai nghe vào. Nhưng mà cũng phải nói một điều là bây giờ mày là fan của Mỹ đúng không, fan của Mỹ thì mặc chả lõa chả nhẽ lại văng tôi kệ mày đúng không. Nhưng mà tao không phải fan của Mỹ, tao bèm Mỹ cũng là kệ tao, có cái gì đâu mà ý kiến ý cò đúng không. Tao có xúi dục biểu tình, có kích động biểu tình bạo loạn nước Mỹ thì nó cũng là chuyện của người dân Mỹ, chứ có phải là liên quan đến một thằng quốc tịch Việt Nam như mày đâu mà phải no. Chưa xây tường đã bị đội vốn gấp 3 lần rồi kìa, nghe quen không? Quen, lợi ích nhóm là quen, khổ. Thế cho nên mới nói rằng là cái người dân Mỹ thì cũng giống người dân Việt thôi. Có gì đâu mà phải đấu tranh, có gì đâu mà lấy nước Mỹ ra so. Thằng em không thể lên nổi, anh không mời em nữa nhá. Anh khi em mời lên mà em không lên được, cái anh rất mất tập trung. Cái vấn đề là nằm ở chỗ này này. Bây giờ những người ở bên Mỹ đấy, cộng đồng chống cộng cực đoan bên Mỹ đó, lo cho bản thân mình đi. Đấy cũng có khác gì ở Việt Nam đâu, cũng đội vốn, cũng là ít nhóm. Có phải không? Thế cho nên có nói rồi, không có nhóm thì nói thật cũng chẳng làm nên cái trò trống gì. Nói đơn cử như cái vụ mà bây giờ ở đây kêu gọi từ thiện, thực ra thì mỗi mình Lưu Ly với Duy Nguyễn với lại một hai chị em gọi ủng hộ nữa, cho nên kêu gọi cái sức mạnh nó rất là yếu. Đáng lẽ ra tất cả chúng ta nó trở thành những người cùng kêu gọi, cùng chia sẻ, có tiền góp tiền, không có tiền góp miệng thì rất dễ rất nhanh để chúng ta đạt được mục đích. Thế nhưng mà chỉ có đơn thương độc mã như chúng tôi thôi thì nó rất khó. Thì ở Mỹ hay là chính phủ cũng vậy, nó phải có những cái ở đằng sau lưng, nó làm nền cái xương sống cho cả một cái nền kinh tế, hoặc là lên cái xương sống cho cả một cái hệ thống để người ta quản lý. Chứ bây giờ mà cứ bảo là ông nào lên cũng gọi là thẳng tưng, không có bè phái, không có sự đoàn kết, có nghĩa là ông này một ý, ông kia một ý, thì hỏi là lúc đấy đất nước đi về đâu. Anh Sơn Tây chuẩn bị camera biết xem nào, lên tí chia sẻ với nước Mỹ, là nước Mỹ của anh đó. Nước Mỹ của anh Sơn Tây đó, trong diễn đàn này em gọi nước Mỹ của anh Sơn Tây. Đấy, còn ai không gọi thì là quyền. Đấy, xem là tại sao mà cái vụ gọi là cái bức tường này thôi mà ông Donald Trump ông ấy gắt thế. Mà nghe nói đâu là ông Donald Trump đấy là đằng sau lưng ông ấy là cả một cái công ty xây dựng, một cái đế chế xây dựng. Vì ông này ông giàu có chủ yếu là nhờ bất động sản, xây tòa nhà, xây building. Chắc dạo này hết việc hay sao, công việc ế ẩm quay sang xây tường. Cho nên em nói, nếu mà là nước Mỹ có quyền làm chủ đấy, người dân có quyền làm chủ, thì không bao giờ chính phủ được quyền đóng cửa. Ông đóng cửa tôi còn làm ăn cái kiểu đéo gì. Mà thậm chí đấy, chính phủ Mỹ đóng cửa đấy là một số cái công việc làm ăn của Việt Nam hay làm sao, nó ảnh hưởng đấy.
Cho nên là anh mới lên anh đàm nước Mỹ nha. Khổ, bố làm tổng thống mà không cho phép con được mở công ty xây dựng thì nghe cũng kỳ. Mà mở xong công ty xây dựng rồi không có việc làm cũng chết. Thế cho nên là cứ kiện thôi, dân Mỹ cứ ẻ cổ ra thôi. Mà đeo tai nghe vào mày lên đam, anh có bao giờ anh nói được đâu. Bây giờ thì chính phủ Mỹ đóng cửa là em không đồng ý em nói rồi. Nhưng mà cái việc mà ông Trump muốn xây tường á thì em rất là ủng hộ. Tại vì sao? Tại vì ông Trump muốn xây tường đó thì ổng nói cái gì anh nhớ không? Khi mà ổng tranh cử, ổng nói là Make American First Again gì đó. Make Again. Tức là mang lại sự hùng vĩ đại cho nước Mỹ, tạo công ăn việc làm cho người Mỹ, đúng chưa? Thì bây giờ xây tường, nó nghĩa một bức tường nó dài nó rộng như vậy đó thì tạo được công ăn việc làm cho rất là nhiều người Mỹ thất nghiệp, đúng không? Những người đang ăn welfare thì một tháng là 700 đồng, đúng không? Còn bây giờ xây tường ông trả một tháng 4.000, người ta sẽ bỏ welfare, người ta đi xây tường. Như vậy là tạo được công ăn việc làm cho một lượng lớn người Mỹ rất là nhiều. Rồi cộng đồng người Việt ở bên Mỹ á, có một phần là dân ngoan. Hôm qua cho coi clip 100 mấy chục người dân ngoan đó bị thu hồi đất, không có chỗ ở, thiếu tiền này nọ kia. Những người đó người ta đi xây tường luôn để tạo công ăn cho việc làm cho người Mỹ và tạo công ăn cho việc làm cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thì là một việc làm rất rất đúng, rất là hợp lý với cái tiêu chí đứng ra tranh cử của ổng. Thì em rất ủng hộ anh, cũng đừng có xoáy vào cái chuyện xây tường. Mặc dù xây tường đó thì ổng có lợi, ổng tư túi hay là nói chung làm ăn thôi chứ không chuyện gì tư túi cả. Nói chung là công ty con cháu ổng kiếm thêm, mà cái việc kiếm thêm nó phù hợp với luật pháp nước Mỹ, nó phù hợp với hiến pháp nước Mỹ. Hiến pháp nước Mỹ người ta không có bắt là giờ làm tổng thống là không được có những cái giò và tuột ra để mà làm ăn kiếm thêm như vậy. Nhưng mà cái việc kiếm thêm cũng mang lại một cái lượng lao động rất lớn cho người Mỹ đang thất nghiệp. Cái chuyện đó chúng ta phải ủng hộ nha anh. Ok, nhưng mà cái bực là một chỗ này là nó xây tường ấy thì nó đéo bảo cho mình chuẩn bị sẵn đi để tao còn xuất khẩu gạch. Việt Nam là một đất nước rất là nhiều gọi là các lò gạch, nhưng mà nó xây tường một cái bức tường 15 tỷ USD như thế thì chắc cần nhiều gạch lắm. Mà anh Việt Nam mình mà nó đéo mời gọi là hợp tác ký kết gì cả mà nó định ăn cả. Bây giờ thử hỏi bảo cho anh Sơn Tây ra đóng gạch như thế nào, anh Sơn Tây đóng nổi gạch không? Nó kêu là việc nó kêu, chứ còn nó kêu được hay không mới là vấn đề. Các bạn có công nhận không? Cái vấn đề nằm chỗ là bây giờ ở Việt Nam với Mỹ là đối tác gọi là gì? Đối tác chiến lược rồi. Vậy mà cuối cùng coi như là nó xây, chuẩn bị xây tường mà nó cấm mua viên gạch nào từ Việt Nam cả. Mình cay, mình bực thì mình nói thôi. Còn cái chuyện những cái thằng ăn welfare hoặc những cái gọi là cái cộng đồng ăn welfare đấy, những tên ăn welfare đấy thì có mà đi xây tường được vào mắt. Rồi lại nôi trai tráng nước Mỹ ra xây tường. Đúng rồi. Ít ra thì bức tường nó chỉ 5 tỷ USD thôi. Chưa đến 15 tỷ. Vâng, chào cô Lý Mặc Sầu, chào cô Nguyễn Bạch Yến. Ít ra mày xây cái tường đấy mà Việt Nam tao mà xuất được một ít gạch với một ít xi măng sang, tao cũng thôi cũng đồng ý. Đằng này mày cấm mua cái gì của Việt Nam tao cả. Cái thằng Nhật Tân này hay là Hữu Nhật này, cẩn thận ông anh lốc đấy, vào chưa gì đã nó mắng khách mời của anh rồi. Anh ngồi mai thay điện thoại đi. Đúng không anh em? Ví dụ nó chuyển, nó bảo thôi ở Việt Nam mày xuất cho tao khoảng vài chục nghìn gọi là tàu gạch ba banh với lại gạch giếng đáy thế nào. Mua được ít xi măng Hoàng Thạch, cái xi măng Bỉm Sơn Thanh Hóa chẳng hạn. Ok. Đấy, lại còn mua được ít phế liệu chai thủy tinh lên cắm tường. Ít ra thì tao ủng hộ mày chút, đằng này mày định ăn cả. Đến ngay cả mấy viên gạch ba banh thì mày cũng ăn.
Thế thì thế giới được hưởng lợi gì đâu. Cho nên tao ghét là tao bem đấy. Bao giờ mà ký kết hợp đồng đóng gạch với tao thì tao không bem thôi. Không, mình nói vui như thế nói được rồi các bạn đúng không? Gọi là vui vui một chút. Thế nhưng mà vấn đề đấy mình thấy, mình qua đây mình mới thấy được cái bản chất của nước Mỹ. Cái người dân nước Mỹ đâu có được gọi là dân chủ đâu. Dân chủ gì mà mấy ông chủ chưa cho phép thằng thằng gọi là đầy tớ nghỉ việc mà đầy tớ sẵn sàng đóng cửa nghỉ việc đình công à, đúng không? Đấy, rõ ràng là chính phủ của Mỹ nó vẫn là thằng có quyền mà. Thôi đôi lúc mình nói chuyện một chút cho nó gọi là chém gió cho nó vui vui. Thế nhưng mà mình đi gọi là trên diễn đàn chính trị, chúng ta phải đi thẳng vào chính trị. Chúng ta nói ra nước Mỹ cái việc người dân nước Mỹ sống như nào, người dân nước Mỹ được hưởng cái quyền lợi gì mình không nói. Thế nhưng mà nếu mà lấy nói ra cái gọi là thể chế của nước Mỹ so với thể chế của Việt Nam thì chúng ta vẫn tự hào một điều rằng có những điều Việt Nam chúng ta hơn nước Mỹ rất nhiều lần. Đúng không ạ? Có những việc mà có những cái mặt Việt Nam chúng ta hơn rất nhiều lần. Ở chỗ ví dụ đơn giản, tôi chưa thấy bao giờ từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trên đất nước Việt Nam mà một ngày chính phủ đóng cửa. Tại vì sao? Bởi chính phủ là chính phủ phục vụ. Chứ còn ở đấy là chính phủ làm gì? Chính phủ coi người dân như là con tin. Nó coi người dân như con tin để đàm phán với quốc hội. À, bây giờ tao mà mày mà không 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 cấp thêm tiền này, không cho tao làm cái này, không cho tao làm kia, tao đóng cửa chính phủ đấy đấy, chúng mày mà làm ăn đi. Chúng mày xin xỏ cái gì xin đi. Đúng rồi. Đây là chúng ta mới nói đến Mỹ thôi đó. Chúng ta chưa nói đến Pháp. Chúng ta nói đến Pháp thì chúng ta mới lại thấy một cái nó ê chề hơn nữa. Bây giờ ngay kể cả người dân nước Pháp thôi, bao nhiêu người đã những cái phong trào áo vàng đó là những người vốn dĩ đang sống dưới mức độ gọi là mức sống trung bình của nước Pháp, thậm chí là nghèo khó. Chính phủ Pháp chưa lo. Thế nhưng chính phủ Pháp lại muốn tăng thuế. Tăng thuế gọi là xăng. Tăng thuế để làm gì? Chỉ để đơn giản bù đắp vào những cái ô nhiễm môi trường do những cái thằng gọi là tư bản tài phiệt, những công ty của nó mà thôi. Đấy, thế làm sao mà người dân người ta không 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 phản đối, không biểu tình? Nó khó thế. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái nước Pháp chưa? Nhìn cái thủ đô Paris trắng lệ chưa? Những cái thủ đô mà nổi tiếng với liên hoan phim Cannes, nổi tiếng với những show diễn thời trang chưa? Bây giờ nó khác gì gọi là một cái bãi rác của thế giới không? Đừng có nói dân chủ nhân quyền ở đó. Mà hôm nay mình vừa nghe một cái tin tức đó là bên Pháp ở một cái chợ Giáng sinh nào đó vừa mới có một cuộc xả súng làm 5 thường dân bị chết. Các bạn thấy chưa? Biểu tình bạo loạn và thậm chí kể cả xả súng. Xảy ra một đất nước như thế thì có cái gì gọi là tự hào? Nỗi khổ của những cái người dân ở ở những nước tư bản nó nằm chỗ đó đó. Khi mà họ còn ổn định thì họ coi đó là thiên đường.
Thế nhưng nếu như giả sử đất nước mà chỉ có một chút gọi là mâu thuẫn thôi thì đó là địa ngục. Đó là địa ngục. Mỹ nó không có tham nhũng vì hợp thức hóa tham nhũng bằng cách vận động hành lang rồi còn gì. Thì đó, cho nên nó đơn giản, nó giống như kiểu thằng Pháp mà đi xâm chiếm thuộc địa thì nó bảo đi khai hóa văn minh đúng không? Nó chỉ là một cái, nó vẫn là như thế thôi. Nó vẫn chỉ là cái gọi là bình thì mới nhưng rượu thì vẫn cũ. Bóc lột thì cũng vẫn là bóc lột. Người dân Mỹ tôi nói thật với các bạn tự hào được cái là gì? Là chăm lo sức khỏe tốt. Mày có đi khỏe tốt thì tao nói thật, khỏe tốt thì làm gì? Thì đi cày nhiều lương cao thì đóng thuế nhiều. Đi học miễn phí à? Ở thì sau này mày học xong ra trường thì đi làm lương cao thì làm sao? Lương cao thì đóng thuế nhiều. Đời mà. Nuôi béo thì thịt, cho thịt nó ngon thôi mà. Nhân tiện đây tôi mới nói cho các bạn nghe một điều, tại sao Việt Nam mình nếu mà đọc báo chí đấy hoặc là đọc những cái tin tức mà các công ty chứng khoán đăng lên mạng đấy, chúng ta nhìn thấy một cái nền kinh tế rất là ẻo lả. Tôi thấy đầu tư cả nghìn tỷ, thu về cả mấy nghìn tỷ, thế nhưng mà lãi sau thuế là chỉ có 12 mới 13 14 tỷ thôi. Tại sao lại ít thế? Đầu tư ra cả nghìn tỷ mà lãi có ít như thế, thậm chí nó còn lỗ nữa. Vì sao? Vì các công ty như thế là làm gì? Khai báo ra như thế là chỉ nhằm một cái mục đích duy nhất, đó là trốn thuế. Đấy. Lãnh đạo một cái đất nước mà những cái doanh nghiệp tỷ đô đó mà họ trốn thuế nhiều như thế mà Việt Nam vẫn còn phát triển được đến như ngày hôm nay. Thì các bạn phải hiểu được. Chính phủ đã phải làm như làm tốt công việc của mình như thế nào. Ừ thì em muốn phe nào thì phe, nhưng mà phải đeo cái tai nghe vào, chứ bây giờ em không đeo cái tai nghe vào khó nói chuyện. Nói chung về lý lẽ thì anh thấy là em là một thằng lý lẽ cũng rất là chặt chẽ. Nếu mà nói về mặt lý lẽ thì sẽ rất là khó để đấu với em. Anh phải công nhận một điều là như thế. Nhưng mà mình bảo vệ cái chính nghĩa, mình sợ cái gì? Nói thật với các bạn, ở bên nước ngoài nhà nước nó không ôm đồm như Việt Nam đâu. Chuyện cầu đường nó chỉ làm với đường dân sinh, làm đường trong thành phố hoặc làm đường ở trong các cái những cái gọi là thị trấn thị trước thôi. Còn ra đến ngoài là lên đường là bót. Lên đường là bót, lên đường là giả tiền, lên đường là đường của tư nhân hết. Bót bót cả đời đấy, không phải bót vài chục năm nó bàn giao đâu. Cho nên người dân nước ngoài bước ra đường là phải tiêu tiền. Không xài được cái gì miễn phí cả. Mẹ đến khổ đến mức độ nhà không có tivi, không xem tivi. Mình là thằng ngoại quốc, không xem tivi. Bởi vì là mình có cái điện thoại với máy vi tính rồi. Tivi làm gì đâu, có thời gian đâu. Mà xem thì tiếng xì xà xì xồ, tiếng của Hàn Quốc biết gì đâu. Nhưng vẫn phải đóng một tháng 4 đô tiền tivi. Bà mẹ, thế nó mới ác chứ này. Đúng rồi Nancy, đường của tư nhân hết, còn chỉ ở trong thành phố thôi. Ở Mỹ thì vẫn gọi là phí, thuế trồng thuế. Mà chẳng có thằng dân chủ quậy nào, mới lại cái thằng đấu tranh nào mà nó kêu ca cả. Ở Việt Nam mà có mỗi cái bot thôi mà. Thậm chí có một hai cái bot nó làm ăn dư não, nó thu quá hạn một tí thôi. Mà các ông các bà kiện lên kiện xuống, biểu tình lên biểu tình xuống, bạo loạn lật đổ, chửi đảng chửi nhà nước, mất dạy. Nếu như anh em nào ở bên Hàn Quốc mà đi thuê nhà đấy, nhìn vào cái giấy tiền điện đó, lúc nào cũng có một cái chữ TV to đùng đó, 4.500 rơi vào khoảng 4 đô la. Kể cả là cô Lý Mặc Sầu có nói với cô, kể cả đóng gọi là xem cáp rồi, xem gọi là có cái gọi là gói truyền hình cáp rồi,
Nhưng tiền TV cô vẫn phải đóng. Vì đơn giản đóng đấy là gì? Là để cho đài truyền hình quốc gia nó phát thời sự cho mà xem. Có miễn phí đâu. Ở Việt Nam có cái giấy tiền điện có cái chữ TV nào không? Nói thế để cho các bạn hiểu được. Các bạn đang sống ở một cái xứ mà có thể nói là các bạn được coi như là những thượng đế đó. Tất nhiên là ở Việt Nam cái điều kiện kinh tế rồi điều kiện phát triển rồi là hình thái phát triển có thể là hoặc là cái thời gian xuất phát điểm nó thấp thì các bạn cảm thấy rằng nhìn sang nước ngoài các bạn thấy rằng mình còn thua kém nhiều quá. Thế nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là các bạn không nhìn thấy nỗi khổ của họ. Không, ví dụ như ở bên này thì có một số công viên hoặc ở một số các cái khu đô thị nó cũng có phát wifi free, ní mặc sao. Nó cũng trong các cái công viên nọ kia nó cũng phát. Đổi điện thoại này hết mang rồi nè, đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Đó, em mà bây giờ là em fan Việt Nam nha. Tại vì á, anh đam Việt Nam với đam Mỹ là em đam anh đó. Việt Nam mình nhìn ở nước ngoài là thua người ta hả? Em không có đồng ý với vậy anh. Em á, thì anh nói về anh cái mặt đó, thì em thua thì đó là chuyện của anh, đúng không? Chứ còn em không có đồng ý là ở Việt Nam này là thua người ta. Tại vì sao? Tại vì ở Việt Nam này á, em có tài. Cái vấn đề là anh nói như này, cái vấn đề nó đơn giản như này là chúng ta những người mà ở bên này, chúng ta những người hiểu biết, những người mà nhìn thấy cái cuộc sống đó thì chúng ta thấy là ok, nó rất là ok. Thế nhưng mà đối với những người mà gọi là vẫn đầu óc vẫn còn mơ tưởng gọi là vọng ngoại đó thì thấy là ở Việt Nam mình khổ thế. Nhưng không có. Ở bên nước ngoài nha, mọi người bước ra khỏi đường, bước ra khỏi cửa nhà thôi là các bạn mất tiền. Tôi nói thật, không có một cái dịch vụ nào là các bạn phải được miễn phí cả. Các bạn có thể chê là lương Việt Nam thấp, chê lương Việt Nam thấp thì các cái đồ đạc ở Việt Nam cũng rẻ. Nó giống nhau thôi. Đam Việt Nam đi, tôi đam lại dáng chịu nha, cái là đúng thì thôi. Ok, thoải mái mà. Chúng ta mở diễn đàn lên là chúng ta gọi là tranh luận nhau đủ điều về cuộc sống. Có cái gì đâu. Nhưng cay nhất là cái nói thật với mọi người, cay nhất là cái khoản tivi đó. Alo, Facebook nó gắt quá. Em mới có đàm Mỹ còn cầu nó bút em luôn anh. Lối còn lối còn sùi như nói vậy được nha, cũng có lý. Em nói chung là thì em cũng muốn đàm anh gây gắt. Nhưng mà em thì nãy anh nói lại gì, người có tư tưởng mà gọi là hiện đại thì người ta không nhìn ra vấn đề đúng không? Còn những người mà tư tưởng vọng ngoại á thì họ không nhìn ra vấn đề. Thì bây giờ vọng ngoại thì cũng được thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà đối với em á, bây giờ vọng ngoại á thì mình cứ xài đồ ngoại đi, đúng không? Nếu mà em á thì em thấy trong một cuộc sống mà bình thường, giữa cái nhu cầu sinh hoạt của người một người dân bình thường đó thì đâu có cái gì mà Việt Nam không có đâu, đúng không? Đúng, anh thấy cái đó ok. Bây giờ anh đừng có đòi Việt Nam này có dạng Lý Trường Thành thì cái đó là nhu cầu người dân, ta đâu cần. Nhưng mà bây giờ á, anh đòi hỏi Việt Nam có xe mạc, không phải đây người có xe mạc. Anh đòi hỏi Việt Nam có Lamborghini, đây người có Lamborghini. Anh đòi hỏi Việt Nam có iPhone, có thiết tra gì. Thì bây giờ chừng nào anh chứng minh được cái gì đó mà ở Việt Nam không thể có mà ở nước ngoài người ta có thể có đi thì em mới đồng ý được, em mới phục anh. Còn ví dụ như khả năng của anh mua không nổi, nó tại nghèo thôi, chứ đâu phải là cái tại mà Việt Nam không tạo cơ hội cho anh. Anh đồng ý với em không? Cái đấy anh nên mình không thể nào lấy cái nghèo của mình ra, mình lấy cái bất tài, cái vô dụng của mình ra mà mình cân cho cả xã hội hết.
không biết xã hội này đâu phải là toàn là những thằng cu bắp như vậy đâu, xã hội này có thằng này còn kia, có, mà mình có không nhiều cần khi xã hội mình nhìn cho mình chứ. Có nhiều khi mà có những người bên Mỹ chẳng hạn nói chuyện ở bên Mỹ làm tèng tèng tháng được 3-4 nghìn đô, 3-4 nghìn đô đang kiếm sống gì nhỉ? Nếu mày nói câu mà làm 3-4 ngàn đô thì mày mua vé về Việt Nam đi, ngược lại tao mua vé qua Mỹ đúng không, tèng tèng cãi mày chứ, mày sống sao sống về Việt Nam đi, đổi ngược lại tao mua vé qua Mỹ, tao thừa nhận cái nền kinh tế của Việt Nam là tốt hơn Mỹ, thì mày cầm 4 ngàn đô mà về Việt Nam mày chơi đi, tao cầm tiền tao qua Mỹ tao chơi, phải không, công bằng không? 4 ngàn đô mày xài điện thoại gì đúng không, mày đi xe gì, mày ăn bữa ăn nhiều, bữa ăn như bà ăn thôi, lại nói, lại nói cái điện thoại, anh nói cho Duy ở bên Mỹ họ vẫn lúc nào cũng tự hào là iPhone XS ra đời phát là họ ra cửa tiệm lấy luôn, không cần phải trả tiền. Cái mèo đâu, đâu có bây giờ anh cứ nói đi, trả góp bán mày, mày làm 4 ngàn đô mà dư được nhiều, cái iPhone X giá 1 ngàn hơn rồi đó, mày đừng nói mày mua cái đập mày trả tiền liền nha, không, ra coi tất cả đều là trả góp và mua thông qua một cái mạng nào đó này, em hiểu không? Nói chung á thì bây giờ mấy thằng trả góp là mấy thằng em coi thường, nếu mà nó làm ăn mà nó mượn á thì ok em phục, còn nó ăn xài mà nó mượn em khinh, anh sao cãi anh, không có ai mà có cái đạo lý đi mượn nợ để mà ăn xài đó anh ơi. Ví dụ bây giờ anh đi mượn gia mượn hàng xóm đi, ai nói ai chờ giờ cho tao mượn 10 triệu tao xài chơi coi, ông cố nội nó cũng cho anh mượn nữa, nhưng mà anh nói giờ tao mở cái tiệm tóc tao thiếu một chút vốn, tao mà cho tao mượn 10 triệu tao làm thêm mảng neo nữa, nó nghe hợp lý đó, cho anh mượn chứ. Cái này em nói chuyện rất là bình thường, không có dùng tiền đè luôn á. Tất nhiên, tức là mình mà cảm thấy được là cái đồng tiền của mình khi nó ra nó đẻ nó sinh lãi thì là mình sẽ ok, còn cái đồng tiền của mình mà cho nó vay mà nó tiêu xài không thì nó không có lãi là không được. Ừ, vậy thì anh chỉ cho em coi, mày mượn nợ mày mua cái iPhone mày tự hào chỗ nào? Có chỉ cái iPhone chẳng hạn là nó liên kết, nó kết nối với bạn bè của nó chẳng hạn. Kết nối cho máu mẹ. Cạo neo với làm công nhân thôi, kết nối bạn bè hả ba, rủ đi nhậu hả? Đừng có dẫn chơi nha. Có mối chẳng hạn nó giới thiệu cho nhau. Giới thiệu gái hả? À, anh vừa phải thôi. Nó nói vậy sao nói được? Mà bây giờ em chỉ cho em người nào làm 2 ngàn đô mà đập cái bục một mà mua cái iPhone liền đâu, iPhone X liền đâu? Có em là em mua đấy á. Tất cả đấy ở nước ngoài mà vốn dĩ là được xài xe, được mua điện thoại nọ kia đấy, hoặc là ở trong cái những căn nhà đấy, là tất cả đều là trả từ từ đến suốt đời. Thôi bây giờ mình đừng có khoe cái xe này. Tại vì cái xe bên Mỹ nó cũng mắc lắm, coi đồ khoe. Khoe đồ hiệu nhìn sang Tây đi, đồ hiệu nó mới mắc. Xe đồ bỏ, mẹ cái xe có 10-20 ngàn, khoe mẹ gì? 10-20 ngàn á? Xin lỗi Duy, xe cái loại 5 ngàn, 7 ngàn đầy. Thôi cái đó là hụt về máy tôn chơi di động rồi. Vừa phải thôi. Anh nói vậy ai chịu được, đúng không? Chịu gì? Đi xe ở bên Mỹ hoặc đi xe bên những cái nước tư bản mới biết được. Đây, xe cái loại xe cũ ra, toàn ra cái bãi xe cũ đấy, em hiểu không? Còn mấy cái xe mà qua cái bang của bắt cầm chạy gặp tuyết chết mẹ máy rồi đó hả? Bây giờ cái gì? Đó. Nói chung là bèo phải chơi luôn à, co chút đỉnh mới gọi là xe. Bây giờ cái loại mà khi thay lốp là đẩy lốp sau lên lốp trước. Thôi. Ông em cái này là anh bôi bác nước Mỹ của em quá rồi đó. Nước Mỹ làm gì có? Không phải là bôi bác, tí hỏi Len Xì hoặc hỏi An Nhiên xem ở bên đó đầy những người đi kiểu đó. Cái đó là mấy cái thằng mẹ nó thất bại mà gọi là nó fail, mà nó fail nhất ở trong xã hội Mỹ luôn, nó mới vậy. Nói em chứ bây giờ ở bên đó kiếm 4.000-4.500 đi, em sống cũng chỉ là cái thằng tèng tèng như kiểu công nhân ở Việt Nam kiếm 3-3.500 thôi em. Không thì cái mẹ mày chứ. Bây giờ mày ở bên Mỹ mày kiếm 4.000 tháng rồi mày nghèo rồi mày khoe với ai? Tại vì lương trung bình bên Mỹ 5.000 tháng hả? Nó đập thôi. Nói chung thì quan điểm của em á, mẹ đối với em người Mỹ là tháng kiếm 10.000 là chuyện bình thường. Còn mày kiếm 4.000-5.000 là mày cặn bã của xã hội rồi, khoe cái gì nữa? Không ai mà tính cái bài toán dựa trên thằng kiếm 4.000-5.000 đó. Tại vì bình quân GDP của người Mỹ là 5.000 rồi, mà bảo đảm nhanh xã hội nào phải là một người nuôi từ một người tới hai người. Thì bây giờ cho là soi Mỹ nó công bằng, nó tiến bộ, nó văn minh đi, thì nước Mỹ của em là phải là một người nuôi một người, mà một người nuôi một người thì cũng có thằng nó nhập 10.000 tháng thì mới là trung bình của xã hội thôi. Còn bây giờ anh tối ngày anh lấy dân nghèo ra nói hoài à, anh phải soi với dân trung lưu của Mỹ chứ. Trung lưu của Mỹ là 15.000 tháng, không nói nhiều, 300.000 năm.
Em có biết tự hào nhất của người Mỹ là cái gì không? Là gì? Anh chưa nói đến người Mỹ. Nhiều cái tự hào quá. Anh chỉ nói đến người Mỹ gốc Việt thôi. Cái tự hào nhất của họ đó là họ ăn. Tức là đồ ăn bên đấy nó rẻ lên là họ đôi khi họ xuống tay nghe nó có vẻ nhiệt tình thôi, chứ còn không còn cái khoản nào là họ có thể tự hào. Anh thề luôn đó. Trời đất ơi, ăn mẹ đồ đông lạnh mà tự hào cái gì. Anh bỏ người Mỹ gốc Việt qua một bên đi. Bây giờ mình phải cởi mở đầu óc, mình so với người Mỹ chung. Chứ anh không thể nào so với một cái cộng đồng dân tộc thiểu số. Mà họ dân, như cộng đồng dân tộc thiểu số họ có những cái khó khăn của nó. Mẹ có mấy thằng dân quan kìa mà mấy ông nào giúp đổi kìa. Nhưng mà vấn đề là khi mà ăn xong lên họ sẽ ăn live stream, họ post lên YouTube, xong bắt đầu họ nói ở Việt Nam làm gì có thứ thế này. Bà mẹ nó, thế nó mới ác như này. Cái đó là mấy cái thằng xàm lông, ở bên Việt Nam đâu ai đi ăn đồ đông lạnh, đúng không? Ở Việt Nam mình là rừng vàng biển bạc này nọ, hải sản cá nùi, hải sản toàn lựa nữa. Ăn đồ đông lạnh cái gì? Anh so nó vậy nó khập khiễng quá. Anh không so mà đây là anh đang nói cho em biết là cái niềm tự hào của người Mỹ gốc Việt ở bên đó là một cái khoản ăn uống đấy. Và anh nói cho em nghe là cái chuyện trả góp nó lại khổ lỗi như này cơ. Nếu như em mua, ví dụ anh nói đơn giản như cái điện thoại, em mua thì em phải dùng cái mạng của nó thì em mới được gọi là hưởng được một chút gọi là cái giá ưu đãi đó, sau đó trả góp. Nhưng khi mà em chưa hết hợp đồng mà em muốn cắt cái mạng này em chuyển mạng khác thì em bị phạt. Ủa mẹ, có cái điện thoại có ngàn mấy làm chi khổ vậy. Ví dụ như mua trả góp cái xe, cái nhà thì em đồng ý, cái đó là tài sản lớn. Còn bây giờ cái điện thoại thì mua trả tiền mặt mẹ nó cho nó xong đi rồi đừng có trả tiền mặt thì góp đến bao giờ mới đủ cái tiền cái điện thoại. Hả? Nếu mà trả tiền mặt không thì góp đến bao giờ mới đủ mới được cái điện thoại mà mang tiền mặt ra trả. Nó khổ thì lo làm mà lo làm kiếm tiền cho bằng người Mỹ đi. Cái đó làm kiếm tiền chứ giờ một tháng không được 5,000 nữa là mình dở thôi chứ mình trách ai bây giờ. Bây giờ đúng anh nói không? Đơn giản như này thôi, anh nói đơn giản này thôi, kiếm được 3,500 một tháng đi, khoảng 4,000 đi, trừ mất 1,000 tiền xe, 1,000 tiền nhà, xin lỗi 1,000 tiền nhà, 500 tiền xe, là mất 1,500 rồi. Ai biểu mày có nhà, đúng không? Mày... Bây giờ anh càng nói là anh càng biện minh cho cái dở của anh, em là con người em không chấp nhận cái tư tưởng đó, tại vì bây giờ một thằng sinh viên nó mới ra trường đó, nó học có cái bằng kỹ sư thôi là tháng, một năm nó là 70,000 rồi, đúng không? Mà anh già hai thứ tóc rồi, anh làm một năm có 40,000, 50,000 thì anh dở đập đầu chết mẹ cho rồi đi chứ. Có phải giờ, thằng nào cũng là anh làm thằng được. Nào cũng là bác sĩ đâu. Đúng không? Khổ. Mình là mình dở là mình phải nhìn ra mình để từ đó mình khắc phục, mình vươn lên, chứ không phải là mình dở mình bắt cái sao mình kéo nguyên cái tội nó ì xuống như mình luôn. Tư tưởng nó sao được? Đấy, bây giờ các bạn thấy chưa? Như thằng Khải Đào mất cái laptop có 920, ngồi khóc như chết cha chết mẹ. Ở bên ở Việt Nam thì nghe có vẻ nói đến cái từ đô thì nó vẫn còn lấy đô nó dọa được người Việt, cho nên là đôi khi là nó vẫn tính như từng đồng chứ nói cái laptop 800 đô khóc hả kêu la Mỹ đấy. Nhiều khi là nó khóc là nó tiếc, nó mất mấy cái dữ liệu hồ sơ nhiều khi của khách hàng nó tiếc thôi, chứ em không nghĩ thằng đó nó tiếc gì tiền. Nó có 800 đô em cho nó cũng được mà tiếc gì trời. Trời ơi, em kiếm tiền, em nói như thế nó dễ. Ở bên này nha, những người mà gọi là đủ sống ấy, tích ra một khoản tiền, một cục 800 đô, cầm ra trước khi cầm ra tiêu ấy là tay cứ thế này thôi, đấy. Gì? Đừng có đùa. Mua cái quần thôi, cái áo, hàng hiệu thôi, giả 6 tháng. Anh là anh đang đam cho cái tầng lớp siêu nghèo của Mỹ rồi. Chứ bây giờ nói chuyện người ta trung bình mới nói được, chứ giờ mình có bắt sao bạn giống như Việt Nam làm lương 4 triệu một tháng sao bạn em có đúng không bạn bạn phải 5-6 triệu chứ. Em có tin không, 70% bên Mỹ mà mua một cái quần áo giả 6 tháng, chủ phòng nó quần áo mà cũng trả góp nữa hả? Ôi trời, thôi mất mặt Mỹ của em quá, không được rồi, cứ ai làm vậy thôi, mỗi tháng trừ một ít, mỗi tháng trừ một ít. Công dân số 1 thế giới mà mượn nợ đi ăn xài vậy đó hả trời. Anh nói thì sao đó chứ em nói lạo anh ơi. Anh hỏi em các cái gọi là các cái công ty tín dụng lớn nhất thế giới nằm ở đâu? Mỹ. Đấy thì rõ ràng nhiều khách hàng. Mỹ anh siêu cường rồi. Mỹ anh siêu cường rồi. À sai. Cái gì sai? Nancy nói ai sai, anh sai là hay là Duy sai? Anh nói thật đó. Nói nhiều không phải 70% á, thì là bao nhiêu phần trăm mà Lenzy?
chắc chừng 7% mà, chứ người Mỹ người ta giàu lắm chứ ai như anh nói bỏ bác nước Mỹ bỏ mẹ đi được. Giàu cái méo khổ em à, được. Ở Việt Nam này ở đại sứ quán Mỹ người ta xếp hàng qua Mỹ người ta xin làm visa mà anh cứ nói vậy không à. Mai mốt nó bỏ qua là tháng đấy ví dụ như là ở nhà trọ tiêu tiết kiệm như anh như này, một tháng coi là không quá 500 đô này chẳng hạn hoặc là không quá 700 đô này thì lúc đấy thì mới có tiền chứ còn mà sống cuộc sống vậy thì nếu mà cuộc sống mình còn thiếu thốn quá mình bảo mình làm mướn mình ở nhà trọ rồi sao mình có thời gian lên mạng ẵng ghê vậy ba, ta phải rảnh rỗi người ta dư tiền ta mới ẵng được chứ này mẹ ngoài nhà nghèo khổ ẵng sao có tiền anh khổ lắm sao thế đó. Nhiều ông ấy còn trả góp xong còn không có tiền, đến tháng còn không có tiền để mà trả vào cái tiền tín dụng đó, đến lúc nó cắt cơ, nó khóa tài khoản cơ mới đau cơ. Thì thôi nói chung là kệ mẹ mấy thằng đó, em quan điểm của em mượn nợ mà ăn xài là em coi thường, em khinh bỉ luôn á. Sống trên đời không ai đi mượn nợ bị ăn xài hết ông ơi. Hả? Thí dụ như bạn Nhiên đi bà mở tiệm nail ra bà kinh doanh thì bà đi mượn là đúng rồi. Chứ ai đâu mà mượn nợ đi mua đồ chứ đi mua đồ trời. Đúng không? Thì các bà đấy là gọi là có điều kiện nó cũng đỡ. Chứ phải ai cũng được như thế đâu. Má nó dân gì đâu mà ngu dữ vậy. Đã nghèo rồi còn làm giàu cho ngân hàng nữa. Bà mẹ nó anh kể xong ấy, nghe dân tình gì đâu mà cái gì cũng có cái não là méo có à. Đã nghèo rồi còn làm giàu cho ngân hàng nữa. Anh mới biết là vay lãi tín dụng như đó là mắc. Mà không ai vay ăn xài anh ơi. Thằng nào ngu nó mới vay ăn xài thôi. Tất cả đều dùng thẻ tín dụng đến tháng trừ lương. Đấy là nguyên tắc. À, những nước bạn nó là như thế thua cho nên đấy là họ xuống tay họ mua những bộ đồ đó rất là thoải mái đấy, vào cứ chọn thôi tí ra quẹt thẻ mà quẹt thẻ xong trừ trong vòng 6 tháng bởi vì là nếu như bình thường đấy người ta trả một cục là 1.000 đô hoặc là 500 đô nó rất là khó thế nhưng mà nếu như mà trả trong vòng 6 tháng chẳng hạn, mỗi tháng trừ đi có 60-70 đô chẳng hạn. Nó đỡ mới lại cái cảm giác. Anh nói cho Duy nè. Bây giờ anh nói thật nhé. Anh là... Bậy. Phải dùng anh... cái chữ là lượm recycle. Chứ cà flát là gì? Ờ được rồi. Thì mày muốn nói nào nói. Nhưng mà anh kể cho mình nghe này. Có đôi khi anh cầm bên này. Ừ, anh tiêu cũng tính tiền đô là tính ra tiền Việt to phết ấy. Nhưng mà về Việt Nam cái cảm giác mà cầm cái tiền mặt ấy, đưa ra 1 triệu, 1 triệu 1 ấy. Anh cũng run. Đấy chính anh đó, anh thấy sót. Em hiểu không? Nhưng ở bên này được cái là mua bao nhiêu gì nó cứ quẹt mà cũng không bị trừ ngay cho nên là nó đỡ thốn. Chứ còn cầm cái cảnh cầm cục tiền đưa cho người ta là tay là cứ giữ chặt cái đồng tiền nhưng bắt đầu bị tuột dần đi. À, ghê vậy. Thôi nói giờ mình nói về giới nhà giàu của Mỹ đi, mấy nghèo kệ mẹ nó đi, mấy thằng dưới 5.000 đô một tháng rồi nó nghèo rồi, bàn với nó làm chi nữa. Bàn tôi nói thấy cuộc đời nó tới thui vậy à. Còn bây giờ ai làm nghèo thì người ta có cách, ta làm 2-3 nghề. Đó, làm 2-3 nghề thì nó mới có tiền. Chứ bây giờ sao giờ? Có cái cảnh người làm từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều cái nó bắt đầu lên xe ăn vội ăn vàng cái đùi gà tây hoặc là ăn cái hamburger cái lại phi sang hãng khác làm tiếp đến tận 8 giờ tối mới về. Nó phải chịu thương chịu khó vậy mới được. Rồi sau này ông Trump không có xây tường thì lại xin chân phụ hồ kiếm thêm được mang tiếng làm chính phủ rồi đó. Lại nói cái chân phụ hồ, anh đang bảo là thằng Trump mà nó mua được ít gạch mới anh về anh đóng mấy cái container mà làm nhà ở đấy gửi sang bên đấy để cho công nhân nó ở trong đấy thì tạm. Đúng rồi, nhà container nước ngoài nhiều lắm anh. Ở Việt Nam mà không có chứ nước ngoài mấy container dư để làm gì làm nhà không á. Thì đó, người ta có hẳn công ty nó chuyên sản xuất container để làm nhà ở mà. Thì đó, em đó là bộ mặt tích cực của nước Mỹ đó. Thì mấy thằng dưới 4.000 nhanh nó không có tiền nó mua nhà, tao nó mua nhà container. Nhà container thì nó rẻ mà, ví dụ sống thì cùng lắm bảo hành cũng 30 năm mà tao đó ngụm của tỏi là vừa rồi. Chứ mình mua nhà chỉ cho nó mất tiền rồi xong rồi mình cũng trả nợ chết mẹ, không còn tiền ăn nữa, muốn chết sớm cũng vậy thôi. Nó em nghĩ là nhà container là một cái sự rất là tích cực của nước Mỹ mà Việt Nam chúng ta phải nhân rộng lên. Ví dụ như 50 cái container nó chồng lên nhau là chúng ta có được tòa nhà 50 tầng. Thằng máy lắp ở đâu cũng biết được.
bảo với anh leo leo bộ mà lên đến 50 tầng công nhân lợi tao cũng thua đấy. Không anh, 50 tầng mình sắp kiểu hình kim tự tháp anh. Đẹp. Không phải nói mà chỉ mắc nợ đâu bạn lãng mẽo ạ. Ở bên Mỹ đó thì có những người mà họ khôn đấy, họ tiết kiệm đấy, thì họ hay mua nhà, mua cửa, mua cái nhà nhỏ, sau đó kinh doanh dần hoặc cho thuê đó thì cũng đỡ. Chứ còn nếu mà cứ đầu tư vào xe đẹp, điện thoại đẹp, quần áo hàng hiệu đấy, khổ lắm, làm cả đời trả nợ. Thấy ở Việt Nam không, mẹ sống về đêm về mới khá chứ. Anh nói thiệt, bữa hổm anh nói chuyện mà mấy thằng cha nội mà làm ca tăng ca xong về nấu cơm cho vợ ăn, em tức lắm. Nó xã hội nó phải như Việt Nam vậy nè, hả ông, anh nhìn không, đèn phải rực lửa vậy nè thì người ta mới có động lực, người ta phát triển, người ta mới kiếm tiền, phải đổ ra đường như vậy nè, thấy không? Chứ còn bây giờ anh bàn tới mấy cái làng quê của Mỹ thôi cũng chán bộ mẹ đi, cái làng gì đâu. Nói chung là nhịp điệu nó phải là sôi động thì tuổi trẻ chúng ta mới gọi là làm ăn được, chúng ta mới cảm thấy giá trị cuộc sống mà chúng ta phấn đấu. Còn như anh nói là tuổi già rồi, lúc đó người ta muốn ngủm rồi, người ta muốn tìm về đất mẹ rồi, người ta mới sống cái kiểu đó. Trẻ vừa thôi em, trẻ anh đã nói rồi. Thường thường đấy là khi nào mà em bằng tuổi anh đi rồi em sẽ hiểu. Không anh, hơn em có 2 tuổi làm như hơn không có 20 tuổi giờ hiểu gì trời. Thế thằng nào mà cứ bảo anh thuộc về thế hệ cũ, thế hệ trước. Tại vì tư duy của anh nó lạc hậu quá, tư duy của anh nó không chịu đổi mới. Đúng không? Anh là còn đổi mới gì đấy? Chẳng qua là em đổi mới nó nhanh quá thì theo không kịp. Anh nói không là mình sống ở Sài Gòn tối mình ra đường thì mình mới có hứng. Đúng không? Mình mới có hứng. Chứ còn mẹ sống cái gì đâu mà đường xá vắng tanh nè. Mình đi ra ngoài quốc lộ á. Mình ra quốc lộ mà sao lộ mình nhìn thấy có 2-3 chiếc xe chạy, trời nó buồn hiu hắt luôn. Thật sự anh nói với Duy đấy, tư duy của anh là nó cũng bị chai sạn là vì ở bên Hàn mấy năm đấy. Có nhìn này đẹp không? Nó tươi không? Vậy mới được chứ. Ở bên Hàn này những quán ăn là những cái khu của anh đang ở đấy, nó chỉ mở cửa đến 9 giờ. Trời. Những cái quán ăn mở 24 can nó phải nằm ở những cái 24 giờ. Đấy, nhà vui Việt Nam. Chỗ ăn chơi riêng. Bây giờ thì có người ta làm ở Sài Gòn tới 5 giờ nó tan ca tập tạ này nọ tới 7-8 giờ mới xong. 9 giờ đóng cửa chơi gì nữa trời. Thì đó, 9 mấy giờ nhà không? Thế cho nên là nhiều khi mình muốn về tắm rửa xong, ăn uống xong, đi uống đi cà phê hay là ngắm cảnh nọ kia. Ra đóng cửa hết bố rồi hoặc là ra còn dư được 30 phút thì còn ngồi làm gì nữa. Bởi vậy nói chuyện với giống như nói chuyện với mấy ông nhà quê mẹ chưa lên phố. Có được có cái nhà, có được có vài trăm triệu trong nhà tưởng đâu mình đây bố thiên hạ. Ông mới vô Sài Gòn ở đi mấy ông nội. Còn qua Mỹ thì phải đi vô cái bang nào nó giàu giàu xíu. Ở cái vùng đâu mà tối ngày quê không đi làm về nấu cơm cho vợ. Tưởng là cuộc đời ta hạnh phúc lắm, hạnh cái con khỉ biết mẹ gì ngoài đời đâu. Thực ta lên không, internet không được thì sao? Rồi đưa cho được con internet không được. Trời ơi, không có hiện đại, không có fashionable gì hết à. Rồi để cho len xì lên, len xì nó. Ok, cho chị len xì lên đi. Len xì đâu rồi em? Nói chung là cuộc sống của những người ở bên đây thì chỉ vào cuối tuần mới rảnh rỗi mới đi chơi mới ngắm nghía một tí thôi. Chứ còn những ngày đi làm về người Việt hay người Hàn hay là người người nhập cư hay người thổ địa của nó đều giống nhau hết. Nó nằm ở chỗ nó đi làm về cái này nằm ườn ra nhà hoặc là đi nhậu đi nhẹt ở đâu một tí thôi. Xong bắt đầu là về là nó năn quay ra ngủ để ngày mai còn đi làm. Mà anh nói cho biết ở cái nước ngoài đấy, cái áp lực công việc nó nhiều. Tại này nó đã xoáy lắm, đừng đùa. Phải toàn thân bọc thép như Newly thì mới chịu được. Đâu rồi Nancy? Nancy giận dỗi anh à? Nancy còn đây không? Ô, Nancy chạy ra ngoài thì sao? À, Nancy còn đây mà. Ok, anh đang mời Nancy lên đó. Hello. Hello.
Hi, Nancy xin chào cả nhà. Chào anh. Chào em. Mỗi lần em thấy anh nói chuyện với Di là em cứ có cảm giác như hàm một con long với một con phụng nó múa ở trên bầu trời gì đó. Em lại mình như thế. Đó là em mà nịnh á. Em hiếm khi nịnh ai lắm anh ơi. Thế, đó là sự thật. Thật vậy đó. Mình khác với người ta là như vậy đó, không lên là lúc nào cũng phải chửi, với lại bắt người ta phải hô các cái khẩu hiệu chửi bác, chửi đảng, chửi đất nước rồi mới cho vô nói chuyện. Thì không biết là dân chủ ở đâu trời, ngay cái đó là đã không thấy dân chủ rồi đó, đúng không? Rồi bây giờ là em Duy á, em Duy hơi bị kỳ cục đó nha, em Duy nói xấu nước Mỹ đó. Thôi cái phần này thì em biết nhiều nè, để em nói nghe. Ok. Lúc nãy anh nói là 70% người Mỹ đi mua quần áo chịu ấy, thì cái đó em không đồng ý, nhưng mà người Mỹ ấy hầu như là mua tất cả mọi thứ bằng tiền thiếu thì cái phần trăm đó rất là cao. Em thấy ít nhất á, nếu mà em nói khiêm tốn nhất cũng phải là 50-60% là người Mỹ họ mua đồ là giống như họ tới họ xách rồi họ chỉ bỏ tiền down xuống bao nhiêu đó rồi họ trả hàng tháng. Cho nên rất nhiều người cái tiền, người ta cứ nói cái tiền bill là nặng á, thì tiền bill là do vậy, mua cái gì cũng mua thiếu. Đúng rồi. Họ, em nghĩ là họ biết chứ không phải họ không biết. Họ biết rằng là cái tiền thiếu đó là nó là mình phải e cổ rồi mình trả tiền lời, nhưng mà họ vẫn cứ như vậy. Và cho nên á, nhiều người Mỹ mà mình thấy họ nhà cao cửa rộng hay gì đó đó nhưng mà họ nợ đầy đầu. Khi mà cái hồi em mới tới á, em thấy người ta rất là sợ thất nghiệp. Có người nhá, hai vợ chồng làm 180 mấy ngàn một năm mà rất sợ, và khi mà thất nghiệp á là họ la lan lên, họ ấy lắm. Em nghĩ chứ thu nhập như vậy thì có mà thất nghiệp ở nhà mấy năm cũng được, mà đi làm mấy chục năm rồi cơ vẫn sợ thất nghiệp anh. Khi em nhìn thấy cách tiêu xài của họ em mới thấy, có nghĩa là nếu như họ mà đúng ra cái số tiền để mà mua căn nhà đó, họ chỉ nên mua cái nhà mà nó ở trong cái khả năng của họ là khoảng 25% cái số tiền lương họ làm ra thôi. Anh hiểu ý em không? Tức là nếu mà mình làm được 5.000 một tháng thì mình chỉ nên mua một căn nhà mà mỗi tháng góp 1.000 thôi. Nhưng mà họ lại mua lố, và chính cái tụi mà nhà băng với lại những cái tụi công ty credit đó nó cũng bất nhân lắm. Nó không có quan tâm tới mình đâu nha. Nó không quan tâm, mình cứ mua bao nhiêu cũng được. Đôi khi á, nó cũng canh xem là mày thu nhập được bao nhiêu thì tao cho mày mượn ở cái mức đó. Nhưng mặc dù là cái giới hạn nó là như vậy, nhưng mà nó lại không có hoàn toàn đi theo cái giới hạn đó, nó luôn luôn để cho người ta mua xài một cách khá là thoải mái. Cho nên là thường là người Mỹ làm bao nhiêu chứ mà đến cuối tháng đó là cứ xài hết sạch vậy đó. Nó cũng kích thích nền kinh tế chứ, nó cũng tốt chứ không phải không. Nhưng mà trong đó cái hại cho người ta rất nhiều, cho nên nhiều người giống như cái hồi em mua cái căn nhà này nè, ông đó ổng ở đây là hồi đó em mua là gần 300, mà ổng ở cái căn nhà này khoảng được 22 năm rồi, ổng vẫn còn thiếu nợ 90 ngàn. 22 năm trời đó anh biết không, hai vợ chồng ở 22 năm mà vẫn còn anh giải thích cho Vi một cái này á, em xin cho anh cắt lời một chút. Ok anh. Tại ngu bị lừa mà không biết, cái này nó không phải là ngu đâu Vi ạ. Anh nói cho em biết này, nếu như ở Việt Nam chúng ta có cái kiểu như này, có kiểu sống như này, bây giờ mình thiếu đúng không, mình chưa có điều kiện thì mình sống thiếu thốn tằn tiện. Chính xác. Mình mua. Nhưng ở bên Mỹ em muốn sống như thế không được. Anh nói đơn giản một không được chứ anh, không đủ điều kiện. Một cái ngôi nhà em không đủ điều kiện để sinh hoạt, để sống. Nó cũng đến, nó kiểm tra xong, nó không cho ở nữa chẳng hạn. Thì bắt buộc mình phải trang bị những cái thiết bị đủ điều kiện để được gọi là ngôi nhà. Anh không biết là bên Mỹ có nhiều nhà này. Không,
không có như vậy. Ví dụ ở bên Hàn của anh nhá, ví dụ như này, nó sẽ đến trước mùa đông, nó sẽ đến thăm nhà mình, nó đến không. Kiểm tra xem nhà là có đủ hệ thống sưởi nền sưởi nước không. Dạ yeah, không, đây không có hệ thống sưởi nền đúng không, là nó sẽ lập biên bản ghi nhớ đây. Nhưng khi mà em sử dụng tiền điện, tức là em sử dụng bằng điện đấy, bằng các cái la lô hoặc bằng các cái máy sưởi bằng điện đó, em bị vượt quá số tiền điện nó quy định cho trong nhà ấy, em sẽ bị phạt. Không, Mỹ thì không có như vậy anh. Cho nên anh nói là có muốn cũng không được thì lại không 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 đúng ý em. Cái ý của em là do người Mỹ á, họ muốn làm như vậy, họ muốn có những cái thứ tiện lợi trong cuộc sống của họ, mặc dù là cái khả năng để anh họ hiểu, anh hiểu, có anh thể hiểu thì đó, họ chưa có. Dạ yeah. Thì ở đây anh thì anh cũng có cái ý định nói cái điều đó, có nghĩa là gì? Ừ. Người Việt mình có thể sống khổ nhưng người Mỹ là không thể khổ. Không không ừ. Nó phải đầy đủ, mua đầy đủ và họ những cái thứ có một và họ dùng. Họ lãng phí lắm anh. Dạ yeah. Họ mua đồ sang. Thế cho nên ấy, ở đây có một cái ông mà tụi em hay nghe và tụi em cũng rất là thành công. Thực ra thì vốn tính của người Việt Nam thì em cũng đã tụi em mua nhà 3 năm là trả dứt. Vốn tính của em thì cũng như mình là người Việt Nam, đó là tặng tiện, làm nhiều mà tặng tiện đấy. Thì khi ở đây có một cái ông tên ổng là Dave Ramsey, ổng luôn luôn lên giảng giải cho mọi người là mua tất cả bằng tiền mặt, không có ủng hộ cho tụi các cái hãng các cái hãng credit card, hãng gì vậy, hãng nhà băng á, các cái nhà băng mà nó cho mượn tiền đó. Mình nên nhớ là cái tiền lời á, cứ một là nhân lên, nhân hai, nhân ba, nhân bốn, tùy theo càng thiếu nợ nhiều thì càng lâu khá. Rồi bắt đầu ông nói là mình có rất là nhiều người gọi lên, tức là họ công việc của họ là kiếm trên 100.000 không à, mà anh kiếm trên 100.000 một năm, một cá nhân mà không tiền và thiếu nợ rất nhiều. Ok, nghe cái câu này nó hơi bị vô lý đúng không? Như vậy đó, cách xài của người Mỹ là như vậy. Còn cách xài của người Việt á, bản thân em gì khi mà em làm á, là ok, tới tháng này thì em sẽ mua món này, tới tháng kia em sẽ mua món kia, không mua có tiền em không mua. Ừ. Chứ em không từ. Ừ, em không có cần phải hào nhoáng ngay một lúc các thứ. Dĩ nhiên là có thể là xài như mình thì chưa chắc là tốt cho kinh tế, nhưng mà em cũng hưởng chứ đâu phải em không hưởng. Nhưng mà em có tính toán. Không? À, còn người Mỹ là và người Mỹ họ một cái nữa là cứ cái đến cái mùa thuế đó, ở đây họ xài dữ lắm. Cho nên là An Nhiên á thì sẽ biết rằng này tới mùa thuế mà ở khu Mỹ Trắng đó. Khu Mỹ Trắng thì nó giàu, nó phải đóng thuế nhiều đúng không? Thì tới cái mùa thuế là nó bớt đi làm nails lại. Mà cái khu Mỹ Đen với khu Mỹ á, là tới mùa thuế đó là đi làm nails dữ lắm. Nó đi làm đẹp, tại vì nó có tiền mà. Anh không biết là ở bên Mỹ có cái như này không? Nhưng ở bên Hàn này nó có kiểu như này. Tức là em mà xài tiền thông qua thẻ nhiều đấy, là sau này tiền thuế của em nó sẽ giảm bớt đi. Không, đây không có. Làm gì có cửa. Bởi vì này ở bên anh này thì đối với lại những người lao động như của anh này, là một năm nó sẽ tổng kết là được bao nhiêu một năm, mà trong năm nay mình thu nhập được bao nhiêu, thì vào cái tháng 2 đấy, thường thường là lĩnh lương thì tháng 2 đấy là cái tháng mà bị trừ tiền thuế. Có những người mà trừ chỉ còn được 500-600 đô thôi. Đây thì nó khởi ra yeah. Công ty lớn, còn công ty nhỏ thì không có nhá. Nói với các bạn mà ở bên Hàn này, các bạn phải hiểu là công ty lớn đó, công ty mà được thưởng 450% một năm đó, là đến tháng 2 nó sẽ trừ thuế. Thì dạ. Ai mà tiêu tiền thông qua cái thẻ mà công ty bắn lương vào đấy, tiêu tiền nhiều đấy, nó sẽ trừ thuế đi. Ai mà tiêu tiền ít, tiêu tiền mặt nhiều ấy, mà sẽ bị trừ thuế cao. Không, ở đây thì không có cái gì như thế. Nói chung á, và nhìn chung là như vậy, người Mỹ có kiếm trên 100.000 một năm, anh cũng được nghĩ là người Mỹ đã có nghĩa là họ giàu có, họ khá đâu. Họ vẫn phải nếu như họ biết tính toán á, thì họ sẽ rất khá. Mà họ không biết tính toán là ngược lại với cái điều đó, vô cùng là thiếu nợ rất nhiều. Đến nỗi mà bạn của em
Hai vợ chồng em á, ông xã em thì ổng là người khai thuế. Thì cái người bạn đó hai vợ chồng kiếm là gần 200.000 năm. Mà tới cuối họ họ nghĩ trong năm á thì anh đó, cái người bạn đó lấy cái tiền tức là thường là mỗi tháng mình lãnh á, thì mình trừ ra 1% nào cho cái tiền thuế để cuối năm mình khỏi phải đóng, đúng không? Nhưng mà cái người này á, vì hai chồng chi xài rất là rất nhiều, cho nên là họ mới trừ cái số đó ít, thì đến cuối năm họ phải đóng ngược lại, đúng không? Đến lúc đó họ lại khó khăn, anh bông, hai chồng lại gây lộn cãi nhau vì vì họ không dư cái khoản đó ra để cho thuế. Họ nói họ đã không dành được cái khoản đó, mà hai vợ chồng gần 200.000 một năm, hai đứa con gái. Tức sống như vậy. Bố, cả thuế người ta tiêu hết, yep. Không có. Đúng, hai vợ chồng đó mà nhà thì từ cái đồ cho con mèo cũng phải là hàng sang. Chơi đấy, phải sang. Đồ vậy đó. Mua cái đồ cho con mèo là cũng phải có chỗ leo lên leo xuống, rồi tiện dụng rồi này kia, rồi lồng cho chó rồi này kia kia nọ đó. Cái cách xài của họ là như vậy. Nói chung là cái bẫy nước ngoài nó như thế này các bạn. Là các bạn đi ra siêu thị đấy, nhìn đồ thì các bạn rất muốn bê hết về nhà. Thì các bạn không phải trả tiền ngay, cho nên là bê thoải mái. Ví dụ lương của bạn 5.000 một tháng chẳng hạn, thì bạn sẽ được cấp cho tiêu là vào khoảng 5.000 một tháng ở trong cái sẻ thẻ tín dụng, cộng với tiền mặt của các bạn bê thoải mái. Cái tư bản á, nó nhớ nha, những nhà tài phiệt họ khôn lắm, cho nên họ giàu là họ cứ giàu truyền kiếp là vậy đó, biết chưa? Họ cứ giàu mãi là vì họ tính người nghèo thì càng nghèo. Chụp ngay hình cái ổ con chó, rồi cái chăn quấn cho con chó, áo con chó, bảo gì cũng phải. Anh bảo là mày mặc như thế này không, bảo thôi tao như này thì bố mẹ mày ở Việt Nam còn chắc chưa được như này anh táo. Thì em chỉ nói nhanh cái phần đó, tại vì nói chung là người dân Mỹ họ xài như vậy. Cho nên chúng ta thấy họ làm rất nhiều tiền. Và rồi, đến cái phần thứ hai mà em muốn nói với người dân Việt Nam. Có những một số bạn là tới, ví dụ như các bạn tới tuổi 30-35 rồi mà vẫn chưa thấy có sự nghiệp, thì các bạn cũng đừng buồn, tại vì chuyện đó là chuyện bình thường. Ok? Rất nhiều người rất bình thường. Em thấy tới 35 tuổi mà chưa, sự nghiệp nó chưa tới với mình á, dĩ nhiên trong đó là có điều gì đó mình làm chưa đúng, nhưng chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Và nếu mà cái sự thành công đó, các bạn nhớ giùm mình nha, nó sẽ bao gồm những thứ này. Đây là kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của rất nhiều những người mà người ta đang là triệu phú. Thứ nhất á, là phải chăm chỉ. Làm mà chỉ là 8 tiếng một ngày á, thì đừng có kêu tại sao, đừng hỏi tại bà, sao, ok? Lại đang nói anh à? Anh làm ngày có 8 tiếng. Anh chịu hy sinh đi, lỡ em nói anh thì bây giờ em biết làm sao? Nếu như anh cũng nằm trong số đó, em biết làm sao bây giờ? Luôn đạp thẳng chủ nhà luôn. Anh làm có 8 tiếng đồng hồ. Thì số anh sướng. Chưa có sự nghiệp. Mà lên làm gì mà ác với anh chứ em. Giờ có chịu cho em nói không? Không nói, anh rồi, lại rồi. Giống Tân Thái hay là ấy, nói không đúng ý là đuổi xuống ngay, đúng không? Nói thoải mái, nói thoải mái. Ai bảo dạy gái anh biết. Dạy gái. Thôi dạy gái là cái dạy khôn nhất đấy anh ạ. Tại vì em đưa ra một chút kinh nghiệm, tại vì em biết rằng có rất nhiều các bạn cũng không có nhiều lúc nói cứ bị hết tự mệt quá, không có được hài lòng với cái hiện tại của mình, thì chúng ta nên thay đổi. Nhưng tất cả những người, mình không nói là những người được thừa hưởng tài sản của gia đình nha, những người mà tự tạo nên ấy, thứ nhất là họ phải lao động trên 10 tiếng một ngày, ít nhất thì cũng phải như vậy, lao động cật lực, ok? Thứ nhất là điều đó. Thứ hai á, là mình phải thông minh và có sáng kiến trong bất kỳ một ngành nghề gì. Mình sáng kiến và mình đi đầu trong cái ngành đó là thành công sẽ đến với bạn, không nay thì cũng mai. Thứ ba là cái điều may mắn, có nghĩa là cũng có cách khác nói đó, gọi là gặp thời. Chịu không ạ? Chịu cho em trái tim đi, em nói tiếp.
Tìm nên cho em gái đi mọi người ấy, mọi người ngồi dưới nghe mà tay chân không hoạt động, con mình thì không con mình giỏi, tim thì không tim. Đấy là những yếu tố để tạo nên thành công của hầu hết tất cả mọi người, ok, trừ những người mà trúng số rồi đó. Còn không á, đầu tiên phải là lao động các bạn ạ. Lao động mà gọi là lao động và sáng kiến, có nghĩa là trong đó phải có trí tuệ và sự thông minh, hoặc là tạo ra những cái điều khác biệt. Còn không ạ? Còn, vẫn đang nghe mà em. Sao em thấy nó ngắt. À, và thêm một cái nữa là gặp thời hay là trúng vào cái, và hay gọi là sự may mắn đó. Thì các yếu tố đó theo anh thì sao? Nãy giờ Trang không đồng ý đâu. Anh thì đồng ý thứ nhất là làm ngày 10 tiếng. Vì câu này nó là chân lý rồi em. Làm trên 10 tiếng. Bởi vì làm như thế bạn chả có thời gian tiêu tiền, chắc chắn nó sẽ giàu. Không anh, nhiều khi á mà không tiêu tiền ra thì cũng chưa hẳn là đã là giàu, chỉ gọi là đủ ăn hoặc ổn định thôi. Giàu là cũng vẫn phải có chi anh ạ, phải có tiêu. Còn mình không nói về cái chuyện mà đi đầu trong cái ngành của mình thì nó khó lắm. Ví dụ như ngành, nói đơn giản như ngành nail của em chẳng hạn, bên đấy em phải đọ với tầm khoảng 1,5 triệu người mà em đi đầu thì nó cũng khó. Thôi đi đầu trong số nhóm bạn mình thôi cũng được thôi. Ngành nail thì không phải là ngành của em, nhưng mà nếu như các chủ tiệm nail nào đó mà có những sáng kiến hoặc phục vụ khách hàng nè, sáng kiến làm một cách thức nó hơi khác đi mà nó có hữu hiệu nha, chứ em không nói là tối kiến đâu nha, vẫn được anh. Em vẫn, tức là trong ngành nghề nào các bạn phải tập trung, phải yêu cái nghề đó, gọi là say đắm hay là đam mê với nghề. Nó phải có cái sự đam mê. Và có sự đam mê làm việc với nó bằng một cái tâm của mình, làm hết sức mình, thành công sẽ đến. Vì hiện tại ở đây có những tiệm nail làm ăn rất là đông khách, nhưng cũng có những tiệm không ai vô. Đó, có An Nhiên ở đây là em được một like rồi đấy. Nó đơn giản, nó nằm ở chỗ là đôi khi nó còn ở cái duyên nữa em. Nó còn ở cái duyên, làm cái gì nó có cái duyên của nó. Ví dụ như là cái duyên thì mới nói đó, đó gọi là gặp thời hay thành công, hay là ấy đấy, may mắn đó. Nếu mà mình có tài lắm mà không trúng vào cái thời của cái đó nó được trọng dụng, anh thì nói đơn giản này chịu thua thôi. Kể cả trong cái ngành mà anh thấy có cái ngành gọi là đi bán ở Việt Nam, nó gọi là bán hàng rong thôi. Có người bán vừa chửi vừa la vẫn đắt hàng, có người thì mời khách lên khách xuống mà cũng chẳng ai mua, mà rõ ràng nhưng mà hàng là như nhau. À, cũng chưa chắc là như nhau. Cái bà chửi đó có thể bà có cái gì đó khác chứ bộ. Làm sao mà đơn giản, em đã nhìn thấy gọi là cái ở Việt Nam nó có cái gọi là môn gọi là cái quán gọi quán phở quán gì quán bún chửi đó, quán bún chửi Hà Nội đó. Bà ấy ngồi nhưng bà chửi từ sáng đến tối, chửi khách như nhưng mà có thể là không, có thể bún của bà ngon hơn người khác chứ, cái đó làm sao mà như nhau được. Mỗi người nấu là mỗi khác nhau chứ anh. Ngon thì nó cũng không thể nào mà gọi là, thì dĩ nhiên đối với em là em không vô rồi đó. Cái mức độ mà phải chấp nhận chịu chửi em mà không có đâu. Ví dụ như bảo bao cấp đó, một cái quán rất là tành toàn, cách nấu nướng cũng không có gì đặc sắc, anh nhìn bác bảo đó cũng không phải là cái gì là nổi tiếng, thế nhưng mà người ta vẫn cứ bán mà ở mức độ. Thế nhưng mà có hương, có cái hương vị đặc trưng không? Cái quán phở đó nó có hương vị đặc trưng không? Nó bình thường à? Bình thường như thế nào? Nó nằm ở chỗ, đôi khi nó chỉ là lịch sử, đôi khi nó là cái tiếng. Đấy, cái tiếng người bán hàng. Thế đôi khi người ta phải có lý do chứ anh. Đâu phải mọi chuyện nào cũng chỉ xảy ra một cách hoàn toàn là không có lý do gì đâu. Bởi vậy á, cái thì bây giờ vấn đề là có mỗi anh Sơn Tây, nhưng mà dạo này anh Sơn Tây hình như là anh ấy làm sao ấy, anh ấy dỗi dỗi chả lên chia sẻ. Anh Sơn Tây nhỉ? Anh Sơn Tây nên xem là anh Sơn Tây vừa còn một cái câu là bức tường ở Mỹ nó không đội vốn, bởi vì nó đã xây đâu mà đội vốn. Anh thử xây xem nó có đội vốn lên không. Cho em một lời với lại các bạn mà dân chủ ở trong Việt Nam nha. Cũng là cùng những khuôn mặt giống nhau thì các bạn là chắc chắn là bất mãn với xã hội đó. Xã hội nào cũng có người bất mãn hết á.
Nhưng mà mình nói thì phải đúng chứ, cứ chị có đánh xoáy vô cái thực phẩm bẩn với lại không được nói tiếng nói của mình, đó không có thuyết phục. Người Việt Nam mình vẫn nói như bình thường. Đúng không anh? Đúng. Bây giờ anh chỉ nêu lên một cái ý kiến là ví dụ ở bên Mỹ em thấy được là có một cái điểm vẫn hơn ở Việt Nam. Và đây nó cũng là đặc trưng cho những nước đã phát triển. Đó là gì? Đó là bên Mỹ đấy, cái giá cả hàng hóa đấy nó rất ổn định. Có thể là cái ví dụ như là 1 kg gạo là $2 chẳng hạn, thì phải mấy năm sau nó vẫn cứ là $2 hoặc $2.1, $2.2, chứ không có chuyện nó tăng vọt như Việt Nam, có đúng không em? Anh nói lại câu đó anh cho em. Anh thấy rằng là giá nó ổn định đấy hả? Cái giá cả nó ổn định được cái là ở những nước mà nó phát triển, nó ở cái tầm như của Mỹ rồi đấy, thì là giá cả nó rất ổn định. Nó cũng có phần, nhưng mà để nhiều phần lắm. Hôm bữa em nói bên chị Hà My những cái công ty mà nó thôn tính cái thị trường Mỹ đó, thì bây giờ em không muốn nói lại nữa, nhưng mà cho em nói nhanh một câu nè. Các nhà tài phiệt của Mỹ đó các bạn, lúc nào họ cũng giàu, mà họ giàu bao nhiêu đời đến nỗi mà họ có những cái tiếng nói và những cái quyền trong chính thể, quyền điều khiển chính thể của Mỹ đó, là những nhà đó họ khôn lắm, họ rút tiền của người dân mà một cách êm đềm mà em ơi, cực kỳ. Anh nói cho em biết nhé, về cái bản chất của cái chứng khoán là thằng Mỹ nó đứng đầu cái gì, thị trường chứng khoán phố Wall đấy gì. Anh nói cho em nghe chứ, anh nói đơn giản này thôi, những cái thằng tài phiệt đấy nó thường làm sao, nó bầu lên một thằng tổng thống nào đấy. Cho nên thằng tổng thống ấy, là khi mà nó chuẩn bị nó ra một cái chính sách gì đấy là nó biết trước rồi. Dẫn đến anh nói đơn giản, ví dụ như thị trường, khi mà nó biết chính sách rồi thì nó sẽ biết thị trường chuẩn bị nó như thế nào. Nó đã chuẩn bị tiền sẵn rồi. Nói đơn giản như thằng này, thằng Donald Trump thôi, nó tuyên bố là chuẩn bị đóng cửa chính phủ. Anh đừng có gọi tổng thống em là Donald Trump đi. Không được, anh không được gọi là thằng. Thì gọi ông Donald Trump đi. Ông Donald Trump, ông chứng khoán một cái là đỏ sàn đúng không? Cái đỏ sàn ấy, thằng nào chịu được thì vượt qua, thằng nào không chịu được thì trước khi em sụt bán tháo là thằng kia nó lại thu gom thế thôi, nó cứ lùi béo lên xong nó lại thì trước khi cho nên là ghép vịt của đúng bị trong một cách trong một cách nói khác là tài phiệt nước Mỹ ấy, là nó thôn tính cái đất nước Mỹ này dữ dàng lắm nha. Trước khi em xuống cho em nói nhanh, lý do mà chúng em bầu cho Trump là ổng có những cái ổng á, bản chất của ổng á là mình không quan tâm, nhưng mà mình lựa tổng thống thì mình không có lựa cái người cần mình quan trọng cái người đó đó không, cái người đó nice, mình không có cần quan trọng cái chuyện đó, mà quan trọng là cái ông này ông ý như thế nào. Ông qua ông la lối bên châu Âu là chúng tôi không có là cái nhà băng cho các ông nữa đâu, các ông muốn thì các ông phải tự góp, chứ nước Mỹ đó giờ cứ phải góp cho các cái phần này là nếu là 1 triệu thì nước Mỹ phải góp 900, còn cả một cái khối châu Âu các ông chỉ góp được 100 ngàn đó, lại đại khái là vậy. Và giảm thuế cho tụi em thì hiện tại mà, thì tụi em rất hài lòng. Giờ, anh nói đơn giản, không bầu Donald Trump thì em lại phải đòi bầu bà Hillary Clinton chứ thôi, chỉ có 2 người đó. Thì rồi còn cái vấn đề nhập cư nó cực kỳ là nan giải, vấn đề nhập cư nó luôn luôn là một vấn đề của nước Mỹ. Nhưng mà thôi để cho Duy nó lên, Duy đừng có đâu rồi, Duy lên chưa? Anh cho Duy lên đi, em chỉ nói phần sơ sơ vậy nha. Bye bye. Rồi, bye bye mọi người. Ra đề tài để cho Duy nó làm. Thì thực tế mà nói đấy, các bạn ở bên Mỹ đấy thì mình thì thấy được ông Donald Trump, ông ấy cái gì ông cũng nói là American First đúng không? Có nghĩa là nước Mỹ trên hết đúng không? Thì khi mà nước Mỹ trên hết thì được cái là nó sẽ lôi kéo các công ty về sản xuất về Mỹ. Thế nhưng mà đấy nó chỉ là cái miệng nó nói thế thôi. Chứ còn thực tế mà nói nó đã đưa được cái việc làm nào về cho nước Mỹ đâu. Mà ngược lại bây giờ nó đang chuẩn bị là gọi là cái vụ vừa rồi đấy. Cái vụ vừa rồi mà gọi là thuế thu nhập, thuế cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc ấy. Thì tưởng rằng, nói thật với các bạn, tưởng rằng là nước Mỹ được lợi.
Thế nhưng mà nước Mỹ cũng thiệt hại rất nhiều. Tôi nói đơn giản như vừa rồi Trung Quốc nó cấm bán iPhone ở thị trường Trung Quốc đó. Thế là coi như là nguồn thu nhập của nước Mỹ ra ảnh hưởng gì đấy. Một cái tập đoàn là 1.000 tỷ USD mà bây giờ mất đi một cái thị trường lớn như thị trường Trung Quốc là ảnh hưởng ngay. Cổ phiếu của Apple là xuống ngay. Lừa hết các bạn này. Tôi nói thật với các bạn, cố gắng xây bức tường đấy chỉ vì là nó có công ty xây dựng thì mà thôi. Tất cả là lợi ích nhóm hết. Tổng thống nào đứng đằng sau lưng cũng là một vài thằng tỷ phú, một vài thằng tài phiệt. Cho nên bất cứ một chính sách nào mà thằng tổng thống ra đấy, nó đều có lợi cho những thằng tài phiệt đó. Em không có camera. Em ấy lại xong rồi vào ấy nó có camera. Đằng sau tổng thống toàn là các nhà tài phiệt, mà tài phiệt nó bầu lên thì chắc chắn là phải có lợi cho nó. Chuẩn bị ra một cái chính sách gì, chuẩn bị ban bố một cái lệnh gì thì bao giờ nó cũng đã, mấy thằng tài phiệt đã biết bố nó rồi. Thế là nó đã chuẩn bị hàng hóa, chuẩn bị gọi tiền nong, chuẩn bị dự án để nó đi đi tắt đón đầu rồi. Người dân Mỹ thì chỉ không có camera em mà. Em xin lên đi, kiểu như là hỏi bấm vào cái đấy đấy. Yêu cầu đấy. Anh đưa. Nó thật với các bạn ấy. Nó làm cái gì nó cũng thế thôi. Bầu thằng dân chủ thì thằng dân chủ cũng có một đám tài phiệt đằng sau. Bầu thằng cộng hòa thì thằng cộng hòa cũng có một đám tài phiệt đứng đằng sau. Người dân Mỹ nó chỉ là những con vịt thôi. Còn ở Việt Nam có chuyện đó không? Tôi khẳng định Việt Nam có. Việt Nam có chứ không phải không. Anh đang thêm rồi đó. Đó được rồi. Alo. Alo, nghe rồi. Ok. Đang massage thông cảm nha. Đó thì em á thì em đam hai người luôn. Ở chỗ anh Luli á thì em cũng không đồng ý anh nói xấu về chính phủ của em. Thì cái chuyện tài phiệt không tài phiệt chuyện đó anh cũng quan tâm đi. Chuyện đó nói chung là ít nước lợi nhà. Thì, công bằng dân chủ văn minh là được rồi. Còn em không có đồng ý cái quan điểm chính trị của chị Nancy. Cái quan điểm chính trị của chị Nancy là chị rất ích kỷ, đúng không? Đối với chị giảm thuế thì chị là chị vui hề hề. Đối với chị thì mai đem lại sự công bằng nước Mỹ đóng ngò kép, mở ngò kép là chị ok, ủng hộ. Thì em nói cái đó quan điểm rất đàn bà. Em là em rất không đồng ý với ông Trump ở chỗ đó. Tại vì em thì em cũng có nể ông Trump ở cái chỗ chơi gái. Em nãy ông Trump cái chỗ là công tử đúng không, em rất thích con người của ông Trump mà chị lại nói là chị không khen con người của ông Trump mà chị đi đồng ý quan điểm chính trị của ông Trump thì em rất ư là đối nghịch với chị luôn. Em á thì đương nhiên hai 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 người tổng thống đó thì em bầu là bầu cho ông Trump rồi, tại vì em nói quan điểm của em rất là nhiều lần, em không thích ở nước Mỹ mà có hai tổng thống chịch nhau, đó là lý do quan trọng nhất để cho em bầu cho ông Trump. Mà Hillary Clinton bảo là vợ của tổng thống Clinton rồi thì không bầu được, chồng làm tổng thống, vợ làm tổng thống nữa thì nó lộ quá, mà nó lại mang tai tiếng nữa. Nó cũng ông má nước Mỹ của mày là có hai ông tổng thống chịch nhau, hai tổng thống chịch nhau là tổng thống Mỹ, nó rất ư là mất thể diện và rất mặt mày, mất mặt em không bầu cho bà Clinton, mong bầu cho ông Trump. Em bầu cho ông Trump không phải là em bầu ổng ở cái chỗ quan điểm chính trị của ổng, nhưng mà em bầu cho ông Trump ở cái chỗ ổng có chất chơi người dơi, tao có tiền tao méo không phải nghe thằng nào cả, rất giống em. Mày mày muốn tao nghe mày mày phải có tiền hơn tao đi đó, rất giống quan điểm của em. Ông Trump ổng rất là chơi bời tới tuổi tuổi trẻ của ổng, mà ổng đi chở gái đi chơi, chở gái xe sang đàng hoàng. Ông ấy còn giống em một chỗ là xuất phát điểm cũng từ tay đầu cơ bất động sản đấy. Không, nhưng mà cái phát điểm thì ổng là con đại gia, em là con nông dân, nó không giống anh đó. Ổng đi chơi gái ổng rất có chất chơi, ổng đi xe sang con nhỏ kia đúng không, con nhỏ kia mà gọi là đáng lẽ đàn đàn ông lại xuống mở cửa cho phụ nữ đúng không, ông không đâu, ông mở khóa thôi, mày bò lên đi, mày con nhỏ đó phải mặc váy đủ, nó leo qua cái xe hai chỗ của ông mặc rót 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 đó. Rất là đẳng cấp đó. Em thích những người sốc sốc vậy đó, và trong cái cuộc đời của ông là ông quấy rối tình dục rất là nhiều người đó, nhưng mà người ta phê người ta im đúng không, người ta im hết chứ sau này á là ông lên làm tổng thống là mấy con mẹ nó mới câu nem thôi, mấy con mẹ đó giả bộ là tung ra rồi bị đặt kiện bị đặt cáo này nọ kia
Riêng em đánh giá những con đàn bà đó rất bẩn. Tại sao ngày xưa mày không kiện mà bây giờ mày kiện? Có phải là mày đú tao không? Đó, em thích là thích con người của Trump. Trump em bầu là bầu của con người, cái chất chơi, một cái vị chính trị gia rất là ngông cuồng. Nhưng mà em không đồng ý với Chinasi đi bầu. Ông này ông làm chính trị, ông gác khác em ở chỗ là em thì quan điểm em là nuôi chó, còn ổng mà ổng thả chó, đúng không? Bây giờ chỉ nói là ông Trump ổng không có đồng ý với NATO, cái vụ mà ngân sách của NATO. Thì em hỏi ngược chị Nancy nè, bây giờ nước Mỹ của chúng mình là cường quốc thì mình phải bỏ ít đồng đô la mình nuôi chó thì chó nó mới cắn kẻ thù giùm cho mình, đúng không? Còn bây giờ chị không nuôi chó nữa thì những con chó đó đó, thằng nào nuôi nó theo đó. Chị có nghĩ tới một ngày nào đó cái viễn cảnh đó là hàng châu Âu nó phản bội mình hay không, đúng không? Tại trong khi châu Âu nó rất là quan trọng, nó là cái vùng đệm quân sự cho Mỹ. Nga nó không đem tới Mỹ, nó đem châu Âu trước. Bây giờ chị dùng ít đồng tiền á để chị mua máu tụi nó mà chị không chịu. Mà bao đời tổng thống này cái cần cả thế kỷ á, nước Mỹ họ vẫn mạnh không yếu đâu. Mà tại sao bây giờ chị nhờ đây? Có bọn chó đấy, nhờ có những cái thằng gọi là tay tay chân sừng sỏ đấy thì nước Mỹ nó mới có cái ảnh hưởng thế giới mà nó mới kiếm được tiền chứ. Đúng, đúng không? Rồi bây giờ á, chị quá rắn với thằng châu Âu thì thằng nó phải suy nghĩ chứ. Không có tại sao ngày xưa mà vậy vậy đang làm ăn ngon lành mà giờ mày đổi chính sách với tao. Thì ngược lại nó phải đổi chính sách với mình. Đúng không? Trên cái thế giới hiện đại như vậy mình mất đồng minh là mình thiệt hại hơn rất nhiều so với mất tiền. Mẹ của bây giờ dân Mỹ nó giàu chích cha nó ra, tao tăng thuế chút đỉnh này nọ để tao ổn định thế giới. Trong nước nó đã là một tổng thống thì đối ngoại và đối nội nó phải cân bằng. Bây giờ cái chị nhìn được là chị nhìn ở mặt đối nội, nhưng mà chị bỏ rơi cái thị trường đối ngoại thì sau này Mỹ nó lẻ loi nó trước thằng Trung Quốc trỗi dậy, trước thằng Nga chưa đào đào cởi cổ được, mà chỉ còn có cái Trung Đông cũng chưa ổn nữa, chỉ có thằng châu Âu thôi. Mà bây giờ chị nào là tăng thuế, không phải tăng thuế mà là giảm chi tiêu bên châu Âu lại, xong Nhật Bản, Hàn Quốc chị cũng nói là bây giờ tao đóng quân mày, mày phải trả tiền. Riêng những chính sách diều hâu của ông Trump thì mà em cũng có phê, em vẫn ủng hộ cái thời ông Obama hơn. Cái gì cũng vậy cả, mình có một bầy chó xung quanh mình rất an tâm, đúng không? Cái vụ TTP cũng vậy nữa, đúng không? Ông lên rồi ông cắt mẹ TTP rồi, trong khi á mà ông để cái TTP đó là cả có gì 11 nước là vành đai Thái Bình Dương là theo chống lại Trung Quốc cho, đúng không? Chứ chưa còn gì nữa. Còn bây giờ mà bỏ cái TTP đi, tạo một kẻ hở Trung Quốc, bây giờ TTP không Mỹ thì ai biết nó rước thằng Trung Quốc vô rồi sao? Thì có phải là Việt Nam này sẽ thoát khó thoát Trung hơn không? Việt Nam thoát Trung là nhờ cái gọi là cái gì? Việt Nam thoát Trung là phải nhờ thị trường của Mỹ và châu Âu. Mà bây giờ chị là một người dân người Việt gốc Mỹ mà lại chị ủng hộ chính sách là gọi là bảo hộ mậu dịch của Trump, thì đứng trên góc độ Việt Nam em có thể khẳng định chị là chị phản quốc đó, đúng không? Chị phải là như em mày đam gì thốn thế, em phụ nữ họ đâu có nghĩ sâu xa đến thế. Bởi vậy mới nói lại cái tính quy chủ làm thì chị phải như em nè. Đối với mình là mình là hai đất nước, Mỹ là Mỹ và Việt Nam, hai cái đó nó quan trọng. Mà đối với Mỹ Việt Nam cái chung là cái gì? Có phải là hợp tác quân sự không? Có phải là chiến dịch xoay trục về Á Châu không? Có phải là sự thoát Trung bằng đường kinh tế không? Mà muốn thoát Trung bằng đường kinh tế thì phải nhờ có thị trường của châu Âu, Nhật Bản, đúng không? Và Mỹ, Bắc Mỹ nói chung đó. Thì như vậy cái hiệp định TTP là ông Trump muốn rút là em không có đồng ý. Nói chung quan điểm của em chỉ chốt một câu thôi. Muốn nước Mỹ cường thịnh mình phải cân bằng cả đối nội và cả đối ngoại, đúng không? Chó là phải nuôi mỗi vùng vài con chó vậy đó. Châu Âu, Trung Đông thì phải nuôi Ả Rập Xê Út này nọ, Israel, đúng không? Châu Á thì phải nuôi Hàn Quốc và Nhật Bản, và ngược lại châu Âu là phải nuôi Đức, Pháp, đúng không? Mấy nhỏ nữa, để sau này có biến mình xin qua mình đặt cái tên lửa, cái hệ thống phòng thủ cuối tháp đó, nó dễ. Còn bây giờ đó, thí dụ như chị á, chị rắn mà chị ngu, chị rắn quá trời rắn đi, rồi xong rồi nó bem tới quân sự rồi sao? Chị nhắm Mỹ một mình có cân nổi thế giới hay không, đúng không? Vì chị nó là chó cùng cắn dậu đó, chó cùng cắn dậu thì bây giờ nó là không có bạn bè vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích là trường tồn. Mà trong khi chị cắt đi một miếng bánh lợi ích của nó thì nó tiềm ẩn những rủi ro về sau này rất là nhiều, đúng không? Có phải là chị suy nghĩ chị quá kỹ không? Chỉ vì đồng tiền, cái tiền túi của chị thôi. Mỹ Trump nó hứa giảm thuế chị có chút đỉnh nè,
xong rồi chị lại là mù quáng mà theo những cách như vậy, chị phải khuyên tổng thống chứ. Nhưng mà khốn nỗi em không, nhưng mà khốn nỗi là bây giờ là em nay xin của anh nên là em mới chỉ là chủ một cái hãng nhỏ nhỏ thôi, chưa phải là dân tài Việt để mà có để đưa ra lời khuyên được. Đứng đằng sau chung là những cái thằng tài Việt nó lớn hơn kìa, chứ còn người dân Mỹ nó chỉ là nó chỉ là đàn cừu thôi, nó mùa đông thì nó cắt lông để nó, để làm chăn thôi. Thì mình làm mình làm sao có thể đam tài phiệt được anh? Thì mình chỉ đam những cái suy nghĩ mà nó mang tính chất bất đồng thôi, chứ làm sao mình đam tài phiệt được. Nhưng mà có khốn nói bây giờ có suy nghĩ thế, có suy nghĩ khác đi chăng nữa thì cũng vẫn cái cuộc sống nước Mỹ, con đường nước Mỹ nó vẫn thế, nó ảnh hưởng gì đâu. Nó cỡ như anh Sơn Tây, cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, nhưng mà anh nghe khổ. Nó đã bảo rồi, con tất nhiên là lên đây thì thôi thì đằng nào mình cũng không no được cho chuyện quốc gia đại sự thì no cho bản thân của mình, như Nay Xỉ cũng đúng. Bởi vì Nay Xỉ là quan trọng là cái gia đình, một người phụ nữ Á Đông là chỉ no đến cái gia đình. Còn cỡ như anh Sơn Tây nó phải ra đánh đông dẹp bắc. Thế nhưng mà khó nói là cái em là thấp nhỏ thì tiếng nói nó không có trọng lượng thì nói cho anh nghe đâu. Nói thế thôi, em chốt một câu với chị Nay Xỉ để cho em xuống. Đối với chị Nancy á, là em chỉ bất đồng về cái quan điểm của chị nhìn về ông Trump thôi. Còn tất nhiên em á, thì em vẫn chọn ông Trump. Tại vì em đã nói rồi, trong hai cái mình chọn cái mà đỡ xấu nhất. Chứ còn ông bà Clinton thì chắc chắn không chọn rồi. Tại vì chọn bà Clinton là hai tổng thống chịch nhau. Cái điều đó nó vi phạm đạo đức, đúng không? Còn chả có cái gì nhé, anh thấy em phong kiến gì nhé. Chịch nhau chuyện bình thường, người ta là vợ chồng thì người ta chính là bình thường. Tổng thống không là con người. Tổng thống không được quyền, tổng thống còn chưa động chạm gì kìa. Em nói là em sống hình ảnh em nó quan trọng lắm. Hình ảnh hai tổng thống mà chịch nhau nó đem nó trôn chịu không nổi anh ơi. Đấy, bây giờ anh hỏi em tổng thống mà vợ chồng chịch nhau bình thường. Đây tổng thống mà đem chịch cả thư ký kìa. Nước Mỹ còn phải e cổ ra chịu kìa. Thư ký là cái gì? Thư ký mà là cái gì? Thư ký mày đúng rồi. Nhưng mà thôi anh đừng cắt lời em, để em nói xong rồi em xuống, em còn massage nữa. Ok. Còn cái đó là quan điểm chính trị của chị Nancy là em không ủng hộ. Nhưng mà về chị Nancy là em rất đồng tình. Tại vì chị đã có tiền ủng hộ từ thiện bảo kê rồi. Nên mà ai á, mà có tiền từ thiện ủng hộ bảo kê nói sao cũng được hết. Còn ai á, mà nói nhiều mà không ủng hộ là em đã chết mẹ luôn. Tại vì từ thiện em đi mà. Đó, chốt là cậu vậy. Chị Nancy đừng buồn nha. Quyến rũ ông xã đi, ủng hộ tiếp nha. Rồi em xuống từ những đàn cho người khác có tiếng vui. Đừng làm những đàn khác. Nói thì các bạn thì phải suy nghĩ như này. Bây giờ có thể là đối với lại Duy chẳng hạn là một người có tư tưởng lớn, đúng không? Thì suy nghĩ thì ở đấy là suy nghĩ của ta. Đấy, Duy là người Việt Nam, Duy nói chuyện nó rất là bình thường. Thế nhưng mà vấn đề là chị Nancy hay là Nancy đấy thì đơn giản là cái việc đầu tiên Nancy nó lo cái bếp nhà mình, cái tài khoản của mình nó cứ đầy 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 theo năm tháng, cái đấy mới hay. Có đúng không các bạn? Bởi vì Nancy có nghĩ thoáng thế, suy nghĩ rộng thế. Nancy cũng chỉ là một người dân Mỹ bình thường. Cái tiếng nói thì được mang chữ là dân chủ. Chủ gì đâu mà đầy tớ, nó thích đóng cửa lúc nào đóng cửa, thích mở cửa lúc nào mở cửa. Nói nghe thì là nó mở cửa, nó phục vụ. Mà không nghe là nó đóng cửa. Có tác dụng gì đâu. Vẫn phải chịu thôi. Dù có suy nghĩ cao hơn nữa, dù có suy nghĩ đúng hơn nữa, thì cũng vẫn chứ chỉ là một người dân thôi, thì thả không no được chuyện đại sự quốc gia, ta no cái gia đình của mình, thế là ok. Thế là cả hai người cùng vui vẻ. Còn ví dụ như là Nancy xếp về tư cách một người phụ nữ Á Đông, thích một người lịch thiệp, thích một người chu toàn như kiểu Lưu Ly chẳng hạn, đúng không? Thế là Nancy bảo không quan tâm đến Donald Trump. Còn đối với An Nhiên thích cái kiểu gọi là tròn tròn như kiểu là độc tài như kiểu Duy Nguyễn, như kiểu Donald Trump chẳng hạn, thì Nancy An Nhiên bảo em thích con người của Donald Trump. Đấy là cái chuyện mỗi người một sở thích, tùy. Anh Sơn Tây dạo này có vẻ ngồi im thế nhỉ, nói chuyện đến nước Mỹ của anh mà Phang cũng tới tấp liên hồi thế mà cũng cứ ngồi im một chỗ mà thôi. Nếu như anh Sơn Tây cảm thấy không có cái gì để phản biện thì thôi vậy. Thầy có lên thầy chia sẻ gì không, thầy Bình Phương?
Tóm lại dân giàu nước mới mạnh, phải hơn. Thế nhưng mà giàu nó quan trọng, nó giàu bền vững. Ý thằng Duy nó nói nó muốn dân giàu, giàu bền vững. Cô Lý Mạc Sầu hiểu không? Có nghĩa là mình, nước Mỹ vốn dĩ nó giàu được là vì nó có sự ảnh hưởng đến toàn cầu. Đấy, nước Mỹ vốn dĩ nó giàu là giàu, nó phải có sự ảnh hưởng toàn cầu. Thế mà bây giờ cái cách của Donald Trump ấy, nó có thể lo được cho trong một nhiệm kỳ. Thế nhưng về con đường, về lâu về dài là nó không có lợi cho nước Mỹ. Khi mà anh rút hết, thoát hết tất cả mọi thứ. Chum với Putin, tôi thích chum. Chum thì chẳng qua được dựng nên là cũng bởi Putin. Danh Kiên hiểu không? Ông Putin ông ấy ngồi tận nước nước Nga xa xôi đấy, nhưng ông có thể điều khiển cả một cái hệ thống gọi là bầu cử nước Mỹ. Sắp tới thì chum đa ra đứng đầu, đứng 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 tòa bỏ mẹ lên kìa. Các bạn phải hiểu được, ở chum đấy nó là con người của những cái thằng tài phiệt bình thường, nhưng mà ở ông Putin đấy là một con người kiệt xuất về từ đường lối chính trị đến cái sự tiềm ẩn ở trong một cái sự bí ẩn của một điệp viên KBC, à, KGB. Ủa chi đâu? Nó có tập hợp của một cái hình bóng của một nhà tài phiệt, nó tập hợp của một cái hình bóng của một nhà chính trị lẫn với lại một cái sự bí hiểm. Nếu mà nói về người phụ nữ đó thì phải thích Putin mới đúng. Vì Putin ấy, cho em nên tí, em ở huyện nghèo nhất cả nước đây. Mẹ nghèo mà nghèo nhất cả nước mà bây giờ cũng đã có smartphone rồi, tôi thấy cũng được đó. Mấy ông ăn cơm nhà so nói chuyện chính trị thì có ảnh hưởng gì không? Tao bao giờ tao ăn cơm mà gọi là ăn cơm nhà ông Hùng Phạm này này mà nói chuyện chính trị tao mới sợ. Chứ còn nếu mà ăn cơm nhà tao, tao nói cái gì chẳng được, chả liên quan gì đến thiên hạ cả. Chúm chỉ đao to búa lớn tung đòn nhờ vào nước Mỹ nó quá mạnh thôi. Các bạn hiểu không? Chứ còn nếu mà chúm ấy mà sang lãnh đạo bên Campuchia xem. Chết mẹ ngay mà. Không lên được nhá. Còn mình nói một lý do nó đơn giản như này thôi. Em không lên được Đình Phong. Anh mời mà không lên nổi. Nói đơn giản với các bạn này thôi, vì sao thằng Donald Trump nó chống người nhập cư vào, các bạn biết không? Các bạn thì cứ nghĩ là nó bình thường thôi, nhưng mà đằng sau của nó vẫn cứ chỉ đơn giản đây là cái lợi ích nhóm, các bạn hiểu không? Chum nổi tiếng với lại cái gì? Hãng gọi là McDonald's đúng không? Đồ ăn nhanh đúng không? Chẳng qua đấy là chum sợ người nhập cư vào Mỹ nhiều. Khi mà người nhập cư vào Mỹ nhiều thì cái giá lao động nó sẽ rẻ xuống. Lương không tăng được. Lương không tăng được thì dân nó cũng chẳng có tiền để đi ra gọi là McDonald's ngồi ăn bánh hamburger, uống Pepsi với lại Coca-Cola. Cho nên là chum nó mới chống cái bọn nhập cư vào đấy đấy. Mày vào đây là bây giờ giá công nhân lương nậu là không tăng được. Nên là tao là chỗ cái cửa hàng nhà tao là không có khách. Đúng không các bạn? Cho nên là chẳng qua vì cửa hàng nhà nó thôi, chứ còn người nhập cư vào có ảnh hưởng nồi cơm bát gạo của nó đâu mà nó lo. Mà nó chống đến kinh thế. Anh lại mời Mai Đình Trường lên lần nữa này mà mạng của em nặng quá, mà không hiểu sao mạng của mấy người nặng chứ, mời Duy mời Nancy phát lên ngay mà tại sao mời mọi người không lên được. Chưa thấy ông tổng thống nào vào tù cả. Bởi vì nói đơn giản ở Mỹ đấy là các tổng thống nó sợ luật pháp lắm, cho nên không có tổng thống nào vi phạm, chẳng qua là chỉ có P. Clinton chịch tí thôi. Mai Đình Trường anh không mời được nhá. Tại sao có người khác mời thì lên ngay mà Mai Đình Trường với lại chú Phú Nguyễn này không cũng khó lên này. Nói tóm lại cứ cấm mấy thằng chống cộng cực đoan về nước là chuẩn. Cần gì phải nó cấm. Em nói thật với các bác chứ bây giờ Việt Nam mình mà cứ bền vững thêm khoảng 10 năm, người dân cứ yêu nước 15 nữa thôi là chống cộng cực đoan tự gục mà.
Bây giờ ông nào tuổi thấp thấp cũng 60 rồi, tuổi cao thì 70-80 rồi. Sống được bao nhiêu lâu nữa đâu. Chú Phú không lên được, ô lạ thật. Không biết ai sẽ hốt hết bãi chiến trường của Trung để lại. Thì đời tổng thống sau thôi, tổng thống trước nó làm thì tổng thống sau lại đi hot thôi. Biết làm sao được các bạn. Ông Trung này thì ông ấy bốc đồng, các bạn hiểu không? Trái gió trở trời. Trên thế giới này chỉ có ông Donald Trump là không ai đoán được ông ấy chuẩn bị làm cái gì. Đổi mấy thằng phản động về nước để nó phá lát cả đi à? Gớm. Anh nói thật với Nguyễn Hữu Bảo thì làm gì mà có từ nó về nó phá lát được. Ở bên Mỹ thì chúng nó có thể tự do gào thét, chứ về Việt Nam mở miệng ra thì vỡ cái mõm ngay. Làm sao mà thông báo với các bạn hôm nay vừa có một mình vừa biết một cái tin tức là công an toàn quốc đã công an Bộ Công an đã ra cái lệnh truy nã toàn quốc đối với lại một cái thằng nào ở thằng Dũng Dũng nào ở trong Thanh Hóa đó. Chuyên gọi là tích cóp rồi là tích trữ tài liệu nhằm lật đổ nhà nước Việt Nam đấy. Và toàn dân có quyền điều kiện nếu mà ai mà gặp ở đâu được quyền bắt và giải đến cơ quan công an gần nhất. Đó các bạn thấy chưa? Ở Việt Nam đất nước của pháp quyền. Mày làm gì thì làm nhưng mà lật đổ nhà nước là không được. Nhà nước này là nhà nước của 96 triệu dân, không phải của riêng mày, mà mày muốn lật là lật, muốn muốn để là để đâu. Chung ngu thấy bà. Bên Hàn bây giờ chắc nhiệt độ rơi vào khoảng âm 3, âm 4 hoặc âm 7, âm 8 độ gì đấy. Cũng chưa biết. Không, nó gốc Thanh Hóa, quê Thanh Hóa. Chung ngu thấy bà. Quang Nguyễn ơi, ông nói thật, tôi nói thật với ông, ngu mà được làm tổng thống, ngu mà trở thành tỷ phú. Ông nói cái gì chúng ta cũng phải nói công bằng. Em không có camera. Các bạn phải hiểu rằng ông ấy không ngu. Nhưng cái vấn đề là cái trình chính trị của ông ấy nó cực đoan quá. Nó cực đoan, nó vì nước Mỹ quá, cái chủ nghĩa dân tộc ở trong ông ấy nhiều quá. Lê Văn Thương khác bạn. Còn thêm một người nữa cơ. Thằng Dũng sinh năm 1985 à? 1985 hay 1986 gì đó. Đang mời đấy chú Phú Nguyễn. Nói với các bạn thì chẳng qua nước Mỹ nó mạnh, nước Mỹ nó giàu chưa? Cho nên là cái đất nước của nó yên ổn thì mọi người cứ tưởng rằng nó có một thể chế rất là tự do, rất là dân chủ và nhân quyền. Chứ còn nếu mà nước Mỹ mà èo ọt xem lúc đấy là tan đàn xẻ nghé ngay mà. Bạn có tin không? Nước Mỹ mà bây giờ mà kiểu như là khủng hoảng kinh tế thôi là coi như là dân da đỏ họ lại lại vùng lên ngay mà. Lúc đấy thì Tổng thống Mỹ này là người da đỏ đó. Cha nó giàu thì nó đến khi mà nó thay quyền cha nó vận hành được cả một cái tập đoàn như thế, các bạn có nghĩ được không? Tôi nói thật, đôi khi các bạn chỉ có lãnh đạo cái nền kinh tế ở trong gia đình của bạn thôi, bạn còn 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 sân si, còn chưa biết làm nào để phát triển. Còn nó lãnh đạo cả một cái tập đoàn của nó trên toàn cầu. Nhân viên của nó bao nhiêu, nói đủ các thứ tiếng. Dũng Phiểu khác mà nó vẫn còn lãnh đạo được. Cỡ của chúng ta thì không thể nào mà nói mà ông ngu được. Thế nhưng mà nếu mà xét để mà xét giữa ông Donald Trump và ông Putin thì phải nói là Putin thì không tuổi, à gọi là Donald Trump thì không có cái tuổi gì để so với ông Putin được. Có thể là nhờ cái sức mạnh của nước Mỹ thì Donald Trump làm Putin đau đầu một tí thôi. Thế nhưng mà càng đau đầu thì con người của Putin nó lại càng thể hiện được cái phẩm chất gọi là tuyệt vời của ông ấy.
nghèo lên đây không biết đam cái gì, hay lại kiện cáo gì chính phủ nhà nước đây không biết, mà hăng quá ta. Cũng không phải làm cho vui đâu các bạn, nó có cái vali hạt nhân đấy, nó bấm nút cái là cũng nguy hiểm phết đấy. Rồi nó thay mặt cho coi là nó là tổng tư lệnh của quân đội Mỹ, nó quyết định chiến tranh ở đâu cái là cũng vỡ mồm đấy. Các bạn đừng có nói vào tổng thống Mỹ nên làm cho vui, không vui đâu. Chẳng qua đấy là cái nước Mỹ nó có một cái thể chế đặc biệt, nó được lãnh đạo bởi cả một cái hệ thống tài phiệt ở đằng sau lưng của nó nằm cái quan trọng nhất là cái hệ thống tài phiệt đằng sau lưng. Mà nghe đâu nó cái hệ thống tài phiệt này đấy, nó lại là thuộc cái người Israel đấy, người Do Thái đấy, số nhỏ người Do Thái. Kết nối không thành công nhá. Thôi các bạn, ví dụ ai mà lên được thì lên, cứ mãi mời. Chú Nguyễn Bình Phương giờ không có camera chú ơi. Chú thay à, chú ra rồi vào lại đi, có camera. Không nói gì nói các bạn, nó Donald Trump thì có thể là đầu óc không 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 cao thủ, nhưng mà đứng đằng sau Donald Trump là một một trong những cái hệ thống tài phiệt nó là loại giỏi nhất thế giới. Các bạn phải hiểu nó như thế. Cho nên là kể cả một người cao thủ như Vladimir Putin chăng nữa cũng rất khó để đỡ được Donald Trump. Nói gì thì nói, chúng ta phải phải biết được điều đấy. Ô tài thật sao mọi người. À đấy, đấy có chú Bình Phương lên được này. Alo, chào chú. Alo. Chú nghe gì không? Mạng của mọi người ở Việt Nam sao yếu thế nhở? Và nghe gì ạ? Nói chung là mạng của mọi người ở Việt Nam quá yếu. Thôi chúng ta tạm thời nghỉ giải lao tầm khoảng 10 phút để cho Lưu Ly tiếp tục kêu gọi mọi người tham gia vào chương trình từ thiện nha. Thì như các bạn đã biết đấy, thì đối với Lưu Ly thì thật sự mà nói với các bạn như này, đối với Lưu Ly đấy thì nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Thì Lưu Ly cũng giống như các anh chị em mà tham gia trong cái chương trình mà gọi ăn Tết cùng chị em vùng cao này đó, thì đã cố gắng ra một cái phong trào và cũng cố gắng gọi đóng góp để được một cái phong trào cho nó đẹp đẹp, cho nó gọi là thành công. Thế nhưng mà với sức của chúng tôi đấy thì cũng không thể nào đủ được, không thể đủ để mà trang trải, không thể đủ để mà làm được cái công việc đó. Vì vậy đấy là Niu Ni cũng kêu gọi tất cả mọi người, tất cả anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau đóng góp. Nếu như chúng ta có tiền thì chúng ta đóng bằng tiền, không có tiền thì chúng ta đóng bằng 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 cái cách vận động, cách chia sẻ, cách đưa ra với mọi người về cái chương trình này để giúp cho cái chương trình nó được thành công. Bởi vì từ nay cho đến 31 thì nó chỉ có hơn chục ngày nữa thôi. Hiện nay cũng đã có một sự đóng góp không nhỏ từ các anh chị em ở khắp mọi miền trên toàn quốc cũng như các anh chị em trên khắp thế giới. Nhưng mà hy vọng rằng mọi người tiếp tục ủng hộ cái phong trào để làm sao chúng ta có được một cái Tết thật là vui vẻ. Vui vẻ là bởi vì trong gia đình chúng ta vui vẻ. Vui vẻ là một phần nữa là bởi vì là chúng ta đã làm được một cái việc có ích đối với các em ở trên vùng cao. Thì nói thật với các bạn,
khi mà chúng tôi làm các cái chương trình từ thiện như này đó, thì chính chúng tôi cũng mang tiếng rất nhiều, bị chửi bới rất nhiều. Bởi vì thực tế mà nói chúng tôi chưa phải là những đại gia. Thực tế mà nói thì nói nghèo thì cũng không còn là nghèo. Thế nhưng giàu thì lại chưa phải là giàu. Thế nhưng mà đã lên đây, đã gọi là yêu nước, đã gọi là một cái phong trào nào đó, thì chúng ta làm, chúng ta cũng làm đến nơi đến chốn. Nên dù có bị chửi bới, dù có bị là quy chụp, thì chúng tôi vẫn cứ sẵn sàng chấp nhận tất cả những cái điều đó. Chỉ mong làm sao cái tiếng nói của chúng tôi, cái sự đóng góp của chúng tôi cùng với tất cả anh chị em trên diễn đàn, tất cả anh chị em trong cộng đồng, để cho các em nó được một cái Tết. Đấy là cái mục tiêu cao nhất. Năng Mèo Nguyễn, địa chỉ thì mình để ở trong trong cái trang Facebook cá nhân nhé. Trong cái trang đó bạn vào thì có cái status ấy, mình đã ghi rõ số địa chỉ, ghi rõ số tài khoản của Duy Nguyễn gì đó. Thì chúng tôi đấy, nói thật các bạn cũng biết được là hiện nay chúng tôi bị đánh phá rất là nhiều rồi, đặc biệt đối với cá nhân của Lưu Ly, đối với lại các anh chị em khác thì chưa, nhưng đối với Lưu Ly đấy, Lưu Ly bị chửi bới rất nhiều. Đôi lúc mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, bởi vì tại sao mình lại bị chửi? Hai nữa, mình làm thế để làm gì? Có ai biết mình là ai đâu mà mình lại phải nghe chửi. Thế nhưng mà trên hết, đấy là gì? Đấy là muốn góp một cái sức nhỏ mọn của mình để cùng nhau làm nên một cái niềm vui, một cái mùa xuân của đất nước. Cho nên là rất là mong tất cả mọi người, tất cả anh chị em trong diễn đàn, chúng ta hãy ủng hộ phong trào. Tôi nói gì nhá, ủng hộ có rất nhiều cách. Các bạn có điều kiện bằng tiền bạc thì các bạn có thể chia sẻ với các em một chút tấm lòng của mình. Còn không có, cũng không sao cả. Nhưng các bạn hãy đem cái phong trào này đến với mọi người, đến với bạn bè của mình, vận động, nói chuyện, có thể nói là chia sẻ với bạn bè của mình, để làm sao cái phong trào nó có được một cái sức mạnh, nó lan rộng. Thực tế mình biết ở trên diễn đàn này thì đa số là các chú về hưu, các cô về hưu, các anh chị cũng là công nhân viên, thì nó cũng bình thường thôi. Điều kiện kinh tế thì nó không phải là quá là dồi dào. Cho nên là cái sự ủng hộ nó cũng rất là khó. Nhưng vì cái sự gọi là điều kiện nó không dồi dào như này thì chúng ta phải tìm cách lan rộng nó ra. Chứ chúng ta không phải là chúng ta đứng đằng sau cái phong trào là có những doanh nghiệp hay có những cái này cái kia chẳng hạn, thì nó rất đơn giản. Nếu như nói thật, nếu như mà có hai cái xe mẹt, nếu như sẵn sàng bỏ 300 hay 400 triệu ra để gánh cho phong trào ngay. Nhưng mà tiếc rằng Lưu Ni chưa có xe mẹt, chưa có ba cái building, nên là không làm như thế được. Đó thì nhân tiện này thì mình rất là mong mọi người cùng nhau đoàn kết, cùng nhau ủng hộ nhau. Hello, chào chú. Mạng của chú yếu lắm. Nói thật thì mọi người rất muốn Duy Nguyễn, rất muốn Lưu Ly đam chuyện, đam nước Mỹ, đam hoặc là ngồi nói chuyện cho mọi người nghe, đúng không ạ? Thì tức là mọi người phải ủng hộ. Nói thật sự với mọi người phải ủng hộ những lời nói của bọn mình. Đấy là cách mà các bạn ủng hộ. Chứ còn bây giờ chúng tôi thì giơ đầu chịu báng, các bạn thì chỉ ngồi không thôi chẳng hạn, thì như vậy đây là tiếng nói nó không có trọng lượng. Như Duy nói, đam không ra tiền, đam làm gì, đúng không Duy? Cái thằng em không tên này anh không mời lên được.
Nancy còn đây không em? Dạ. Dạ. Gớm. Thôi tạm bờ nha ba. Rồi nói vụ từ thiện ha. Thôi. Nói vụ từ thiện nó tụt quy. Nhưng mà nãy anh em nghe đâu mua 12 con mạc thì 300 triệu, 400 triệu gì đó. Đúng không? Thì em cũng nói với anh Loli như nè. Ví dụ như 300 triệu, 400 triệu á, thì em cũng nghĩ tới rồi. Nhưng mà không phải là vấn đề là em ngại tiền. Tiền thì em không bao giờ ngại đâu. Nhưng mà em thấy cuộc đâu, chơi anh, nó anh nói là đấy, anh nói là nếu anh có như thế thì anh có nói em đâu. Em cứ em sợ cái sự cô đơn. Em sợ sự cô đơn lắm. Em thì cuộc đúng sống rồi. Em cô đơn em sống được. Nên trong cuộc chơi này em cũng ngại cái sự cô đơn lắm. Đúng giờ 300 triệu, 200 triệu rồi cái chuyện đó là không phải em ngại, nhưng mà em thấy là mọi người không có đồng lòng cùng mình. Anh hiểu không? Bây giờ em thấy cái chuyện mà xuống tiền nó nhẹ, nó như lông hồng vậy đó. Còn cái chuyện mà đứng ra chịu trách nhiệm nó mới ghê, đúng không? Mình á, mình vừa xuống tiền nha, mình còn phải vừa đứng ra chịu trách nhiệm nữa. Đó, có chuyện gì ăn chửi, làm không xong á thì nó cũng gọi là nó mang tính chất lây rứt. Không phải là nhận cái đồng tiền quyên góp từ các bạn xong rồi nó thôi đâu. Mình làm sao để nó đến được đúng những cái gọi là những cái hộ mình gọi là người ta cần thiết, người ta khó khăn thông qua sự trợ giúp của chính quyền địa phương. Này nọ kia mình phải làm sao cho nó rõ ràng và nó minh bạch. Không có để cho mấy thằng sọc sọc kia, mấy thằng gọi là nó ăn rồi nó kìm hãm phát triển đất nước, ăn rồi nó xuyên tạc đó. Đó, mình phải nghĩ ra trăm phương vương ngàn kế, bỏ thời gian ra mình lặn lội, mình leo đèo. Mấy dân Sài Gòn leo đèo rủi lật đèo ai chịu. Nó rất là nhiều trong đó. Mà ngay cả cái việc nhỏ nhặt nhất á, mà bỏ tiền ra mà bỏ cũng không được, nhưng thôi chứ. Nói gì giờ, em cảm thấy cái sự lẻ loi, em sợ làm sao cái đó, chứ không phải em sợ tiền. Anh hiểu không? Nên đây á, trong nước có, ngoài nước có, ta nói giàu nghèo gì 1, 2, 3 triệu. Đúng không? Bây giờ minimum là 1 triệu rồi. Không có, em cảm thấy nhưng bạn nói là khổ quá, nhưng mà khổ gì 1 triệu đúng không các bạn? Mà thêm cái nữa là ở ngoài Việt Kiều đó, 100 đô là cái gì? Đúng không? Một ngày làm 100 đô thì ta làm 5 ngày đi. Lâu lâu á, mình phải sống, mình phải có cái thể diện, mình phải có cái sĩ diện. Đúng không? Mình mở mồm, mình nói về đất nước, quê hương. Mấy cái tụi bên kia nó cũng mở mồm, nó nói. Nhưng mà tới hồi đụng chuyện hai bên như nhau, cùng lắm khác quan điểm thôi. Cùng lắm khác quan điểm, trong khi cái động thái này á, mà mình không cố được thì mình làm sao mình thuyết phục bên kia. Đối với em ở đây nó còn cái sự tự trọng nữa, chứ không phải không đâu, nó nhiều cái vấn đề đó, không hiểu đâu. Thì rõ ràng theo anh nghĩ cũng vậy, bởi vì là bên kia nó nói tao không nói thế, nhưng mà bọn mày cũng nói thế, nhưng mà vấn đề đến khi mà thằng nào bỏ tiền thằng nào làm ấy, nó mới quan trọng chứ nói thì ai chả nói. Nói thì nói ai nó chả được, đúng không? Giống như anh Sơn Tây nói anh cho đồ hiệu nhà thờ, bây giờ nó thiệt á, người nghèo quá, người nghèo pha lên Sơn Tây là mặc đồ hiệu luôn đó, chứ không phải là chuyện mà một hộ được 1 triệu, 2 triệu như mình đâu. Của ít lòng nhiều đúng, không sai cả. Nhưng mà cái của ít nó phải đủ cái lượng cái đã. Chứ bây giờ người ta tới 371 hộ, 317 hộ nghèo. Bây giờ các bạn đi sau đây. Không lẽ một hộ 1 triệu. Một hộ, ví dụ trong cái hoàn cảnh mà nó thiếu tốt, một hộ 1 triệu thì cũng được. Nhưng mà lỡ nó không được 317 triệu nữa. Thì nó được, ví dụ như được chừng phân nửa đi. Rồi không lẽ cho phân nửa hộ nghèo, phân nửa hộ kia, người ta nghĩ sao? Một hộ nó gồm có nhiều người. Chứ không phải một hộ nó có một người. Mình mất công đi mà. Mình đi lên tới trên đó rồi mình còn phát phong bì, mình làm này nọ kia. Mình phiền tới mấy cái nhà chức trách của xã này nọ, đưa danh sách rồi gọi bà con lặn đèo lội suối tới lụm nữa chứ bộ. Chứ đâu phải là ở nhà người ta nằm ngoài mặt tiền mặt phố đâu. Người ta lặn đèo lội suối này nọ kia, xong rồi nhận cái bao thơ có 500 ngàn, coi đó hợp lý không? Chứ thiệt cho em làm em cũng có sĩ diện của em nữa chứ. Anh nghĩ hợp lý không? Em ta lội đèo lội suối mấy cái số đi nhận bao thơ 500 ngàn, cũng nó chửi cho mà nghe. Nó thằng Duy Nguyễn, cái thằng Lưu Ly chơi từ thiện lấy số lấy má hành độc bào. Trả lời sau đây, nó khó nhiều cái lắm chứ mấy ông Lưu Ly ơi.
Thì bởi vậy đó thì anh mới nói rồi, đấy là cái sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Chứ còn thực tế anh như hôm trước em nói là thôi anh cứ kêu gọi một giờ em mới này An Nhiên sẽ bù thêm, anh bảo rồi, nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta phải có cái cộng đồng. Chứ đúng, không phải là một mình thì không nói làm gì. Nhưng mà cái vấn đề nó là cộng đồng Hàn Quốc với Đài Loan kỳ này được không anh? Hồi đợt rồi tới Hàn Quốc với Đài Loan cũng nhiệt tình đó. Thấy giờ chia phe chia phái ngủ mẹ rồi. Đủ phòng. Thấy giờ chia phe chia phái ngủ luôn rồi. Trước có các anh chị cũng kêu góp, khuyên góp cùng nữa, nhưng mà bây giờ thì mỗi một người một lơi, mỗi một người một bên chuyến tiến, thành ra cũng khó nói lắm em. Gì ghê vậy? Đâu bởi vậy mấy ông nội sầm lông thấy mẹ luôn. Cũng đồng bào người ta thì nghèo mà ở đây cũng phe chia phái. Biết làm tôi sao? Bởi vậy đa đảng là vậy đó. Cái gì quan trọng là người dân người ta được lợi, chứ mấy ông cứ phe phái bên này kêu gọi bên kia mấy ông hộ thua. Có người thì còn bảo thế thì hai thằng đã quyên góp được 10 tỷ chưa, bà mẹ nó nghe nó bực bội, tiền thì kéo được cái đồng nào cuối thì... cùng chỉ đâm mới chọc. Hai thằng 10 tỷ quyên góp chưa gì đã sợ gọi là gọi là gì là đằng sau là vụ lợi cá nhân, vụ cái ma gì không biết được. Nó lại bảo bây giờ đừng nghe thằng Newly nó kêu gọi nên là nó đi vụ lợi cá nhân đấy. Nhưng mà cái căn bản là anh kêu gọi anh chỉ vô tài khoản của em mà. Chừng nào ví dụ như anh kêu gọi mà chỉ vô tài khoản của anh đó thì may ra. Chứ còn nói chung mà em có hai con mẹ em thấy chấp đó, ông em chắc chắn là cái tiền quyên góp không bao giờ bằng được một trong hai con đó của em đâu. Có lo đi, nó bài ra thì làm cho tới nơi tới chốn. Chứ làm bài ra mà được cái Mỹ không thôi thua luôn. Rồi nhất là mấy chị em Việt Kiều bên Mỹ nữa, ráng đi mấy ông nội ơi. Bên Mỹ, bên nước ngoài kìa tiền nó bự hơn. Còn Việt Nam thì tùy lòng minimum 1 triệu được rồi. Thôi cái vấn đề em kêu gọi minimum 1 triệu, nhưng mà với anh ấy thì chúng ta cứ có lòng cứ đóng góp là 500, 300 rồi nọ kia, cũng đối với anh cứ kêu gọi như thế đấy, mọi người cứ đóng góp vào, em cũng nhận, cũng phải nhận, đừng có kêu. Em nói Việt Kiều bên Mỹ nghèo như chó, bây giờ muốn kêu làm từ thiện sao họ mướn em. Em nói là mấy thằng mẹ nó nghèo như chó mà nó chê Việt Nam, còn bây giờ không chê Việt Nam thì với đầu mình bỏ. Đúng không? Mình em quan điểm của em là không bao giờ á, mình gọi là em dùng đồng tiền để em nói chuyện cả. Nhưng mà nếu mà bạn đủ đẳng cấp bạn chê nghèo thì bạn phải có một cái đẳng cấp nào đó bạn mới chê nghèo được, đúng không? À, còn bây giờ đúng rồi, anh nếu mà anh mà thu nhập dưới thì anh đừng chê Việt Nam nghèo, tại căn bản bản anh còn nghèo mà anh chê ấy. Nhưng mà người ta nói là lá lành đùm lá rách, đúng không? Em làm thì em đùm nhiều, còn mấy anh chị bơi thì đùm chút đỉnh. Cuộc chơi mà nó lẻ loi quá chơi sao bền trời. Ừ, bằng em thì em 4-5 ngàn rồi, anh chị 4-5 ngàn không? À, bây giờ bỏ mở diễn đàn ra cứ 100, 200 rồi xong đến khi kêu gọi từ thiện trả đi đâu thì mở làm quái nữa, đúng không? Có ông nội gì mà hổng 2.000 đô, Hùng Dương 2.000 đô, giờ ông xin vợ đó, nhập tổng anh hỏi tôi xin vợ cho chưa? Thì anh ý thì hôm trước có nhắn tin với anh bảo là vợ anh cũng làm từ thiện nên cái vụ này anh xin lỗi. Đồ anh cũng bảo tôi cũng cái chẳng sao anh. Nó không ám bảo vậy, mấy thằng cha mà đụng tới vợ em khinh, em nói không có lý do đâu, em nói không có sai đâu. Nên đừng bao giờ nói chuyện sợ vợ ra mà đem tự hào, thằng Duy Nguyễn này chém bay đầu luôn á. Đúng không? Cái thứ đàn ông nộm ăn sống nói gió. Bây giờ đã đời hứa 2.000 xong rồi giờ vợ nó đập cho ông phát tịch ngồi rồi hả? Thà em bỏ ra 2.000 em đam cho ông đó không ngóc đầu lên nổi luôn á, xin lỗi. Mẹ bà Việt Kiều già cú đế có 2.000 đô lên mạng chém gió cho em út. Thì anh ấy đã xin lỗi rồi, anh cũng không nôi cái chuyện không đó. Không xin lỗi được, xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Em không giờ tha rồi. Ta nói là tuổi nhỏ dại dột, tổ tre không nói. Còn cái này cái quan tài nó cách cái bản thân mình có 2-3 bước chân à. Mà ăn nói chữ đó là em không có tha lỗi rồi.
bởi vì em cực kỳ lên án và em rất là gọi là không đồng tình với những người mà gọi là sợ vợ cứ nể vợ, sợ vợ cứ nể vợ, mẹ nắm mẹ tay chấm rồi. Bây giờ á, ông có thấy thằng nào khổ mà méo có lực thì hành vi mà gọi là sợ vợ của ông làm được cái gì cho người ta? Nên mấy người mà hổng đam em cái vụ sợ vợ đó, bữa nay coi lại đi, thúi cái mặt hết chưa? Rồi. Sợ vợ nhưng cái vấn đề là cái con vợ đấy nó còn làm từ thiện ác hơn mình thì làm sao? Nó còn hào sản hơn mình thì sao? Không có giải thích. Từ thiện không từ thiện gì quan trọng là nó làm ở diễn đàn nào. Còn bây giờ tôi là chồng bà, tôi chơi có diễn đàn của ông Duy Nguyễn thôi. Mà bây giờ mà má không nhả cái đồng bạc nào hết trơn. Có 2.000 đô. Tôi nói thiệt với anh chị, có 2.000 đô là nhiêu? 50 triệu chứ nhiêu. Mẹ mở mồm ra chửi ông Sơn Tây. Đi xem mẹ cũng thường thôi. Bà mẹ em Sơn Tây đâu vô đam chết bà ông đó cho em đi anh. Nói ông Sơn Tây cũng thường thôi, cũng nghèo thôi. Bị đặt khích ông Sơn Tây làm từ thiện. Lỗi kèo thì em quay ngược là ông Sơn Tây đó, cha đúng không? Khích ông Sơn Tây làm từ thiện. Bây giờ trốn mẹ rồi, cái thằng phát cái mặt chưa, nhục chưa? Đó. Bởi vậy mình cũng đâu có hơn đâu người ta đâu. Bây giờ ông Sơn Tây ông nói làm sao giờ? Ông nói bên mình kém gió. Cũng Duy Nguyễn rồi đứng ra cứu thôi. Thua. Má ông Hùng Dương đó, mốt mà vô diễn đàn em là thấy mẹ nữa nè. Ủa, khôn hồn tạo nít mới luôn đi. Nhưng cái đời thì đời một người đàn ông mà đi không thay tên, ngồi không đổi họ, cái tạo nick mới thì còn nói làm gì nữa em? Còn có gì là thú vị nữa? Chứ bây giờ hứa cho đã có 2.000 đô rặn ra không nổi. Thí dụ không nổi sụp xuống 1.500 đi, còn mai còn lý do tha thứ. Bây giờ sorry làm sao? Là không đồng luôn gì? Sơn Tây về gửi 2.000 đô chứng tỏ đẳng cấp Mỹ đi. Ủa anh đập 2.000 đô đi anh mới có tư cách anh nói ổng chứ. Ông không nói câu này ông giống như ông kia thôi. Nó bởi vậy em nói là trên mạng là đa phần là chém gió thôi à. Bởi vậy cứ tối ngày hẹn em hẹn lại mấy con khỉ gì khỏi có hẹn đi mấy ông nội. Mấy ông sống ảo vậy VL ra tôi biết mà. Thực ra thì cái này thì anh em mình cũng đã nhận ra từ lâu lắm rồi đúng không? Chẳng qua là không nói thôi. Biết từ lâu rồi mà. Ly không riêng bảo... anh Ly là em ok, em không nói gì anh hết. Anh là sống thật. Ủa anh ví dụ như tiền bạc thì anh cũng không có nhiều, em hiểu. Nhưng mà cái đợt vừa rồi anh chơi cũng đủ đậm chất đàn ông. Vụ gì vậy Duy? Em đang chửi cái thằng cha bữa hổm sọc dưa anh Sơn Tây đó. Cái thằng cha Hùng Dương anh nhớ không? Ngày trước chơi anh đi con mẹ cùi này nọ đó. Sơn Tây nghèo rất giái, Sơn Tây làm từ thiện đi. Bữa nay ông trốn mẹ rồi. Ông đó ông hứa từ thiện 2.000. Ông trốn rồi về Việt Nam em biết ở đâu em làm livestream em đăng lên mạng luôn á. Cái thứ đàn ông mà tao nói đàn ông mà sợ vợ với đàn ông mà nể vợ méo làm được cái gì hết. Ra ngoài xã hội dẹp mẹ vô trong hết cho tôi đi, mấy thằng đó được cái chém gió thôi à. Khi các bạn không cầm đồng tiền trong tay là các bạn nhục, nó xin lỗi các bạn nhục như con chó luôn. Các bạn đừng có nói nể vợ với sợ vợ. Cuộc đời tôi gặp nhiều thằng như vậy rồi mà hôm nay tôi gặp thêm ông nội Hùng Dương nữa kìa. Mô Phật khẩu nghiệp thiếu chủ ơi, xin lỗi bần tăng chứ má, xin lỗi thầy chứ con hả, đồ sát 8.000 thằng rồi giờ khẩu nghiệp không cái phê đâu. thêm một thằng nữa bình thường thế nào không nhập rồi đúng không? Thí dụ như thà ông Sơn Tây ông nói là ông méo từ thiện thì kệ ok không nói, còn mấy cái màn mà đi hai hàng á, mấy cái màn mà bên nào cũng kích hết á. Lúc thì bị kích bên ông Sơn Tây, lúc kích bên này. Đàn ông sợ vợ chết đỡ nhục đúng rồi đó chú Phú. Mình thương vợ khác mình sợ vợ. Đúng không? Con vợ nó biết điều là nó phải sợ là mình. Chứ còn cái này tối ngày mấy đàn ông mặc váy, mấy đàn ông bất tài vô dụng sội ra ngoài đường chém gió hụt nít. Về nhà vợ nó biểu quỳ không dám đứng. Đụng tới tiền còn nhục hơn nữa. Thì thực ra mà nói cái hôm đó mình sau đấy anh em mình bảo rồi lại bằng nước bọt rồi, nhưng mà vấn đề là anh thì anh biết là khi mà nói cái vấn đề này ra đối với em đó thì sẽ em đam là rất là thốn. Thế không mà... em thì em không ngại đâu, nhưng mà em ở trong đây có rất là nhiều người nhiệt tình tao từ thiện đúng không, có những người người ta nhiệt tình người ta hỏi ở dưới tới đâu rồi,
Rồi giờ anh kêu mấy ông xã chuẩn bị nha, từ từ đi ông nội ơi, má ơi, kêu nhanh lẹ lẹ, em chưa có đâu đi đâu hết. Cũng có những người rất là nhiệt tình chứ không phải không. Nhưng mà ngược lại có những cái thằng sàm lông lắm. Tôi nói thiệt với bạn, tôi thế giới mạng là nó chém gió đầy vậy đó. Nhất là cái khoản mà tiền nó nổ. Tôi nói thiệt, ở ngoài nước nó nổ, ở trong nước nó cũng nổ nữa. Anh mới bảo rồi, ăn uống, ăn nhậu thì linh đình đúng không? Nghĩ đến từ thiện văn là yêu nước thì lồng nàng. Nghĩ đến, thì đó đến mở từ mầm thiện là tiêu mất yêu nước bằng nước miếng không à. Xong rồi cái mấy ông nội tên Tây Bắc nói, ủng qua tụi bay bớt chém gió đi. Tụi bay có cho thì cho mẹ, không cho thì biến. Đừng có lợi dụng tao để tạo tên tuổi. Thật nghĩ tội cho đồng bào. Nhiều khi mà có đồng bào nào mà có cái smartphone mà xem livestream của anh em mình ấy, lúc mình kêu gọi từ thiện thấy mọi người ủng hộ nhiều đang mừng đúng không? Bây giờ mình nghe anh em mình nói cái màn này nó muốn đập mẹ điện thoại ra thôi lại trở về với rừng. Anh Sơn Tây, em khẳng định là ông Hùng Dương giả nha, nhưng mà em cũng không nói anh thật nha anh. Tại vì căn bản anh với ông đó cũng như nhau thôi, chỉ khác nhau cách nói thôi anh. Hiểu không? Chỉ có chuyện Nancy chị chuyển khoản rồi là chị mới thiệt nè. Đó, chị Nancy chị chuyển khoản rồi chị mới thiệt. Nói đến tiền thì lần sau thì đó. Nói thiệt chứ nhiều thằng nó nghèo rớt trái ra luôn á chú Phú. Má chém như gì vậy? Nó nghèo nó nổi mà họ nó chém tới xe hơi, nó chém tới xe xịn không à. Mấy ông bật báo bằng xe đó, chém kinh mạng luôn á. Bần tăng lên giảng đạo cho thí chủ giác ngộ. Bây giờ nha, thầy giảng đạo mà cứ ra tiền từ thiện thì thầy lên nha. Thầy giảng mà không ra tiền từ thiện thầy ở dưới luôn nha. Đâu có bây giờ đồng bào Tây Bắc người ta cần cái áo ấm chứ người ta không cần giảng đạo. Ba trăm mười bảy. Em nói đi. Sao đi? Công ty anh vừa từ thiện Bắc Cạn hồi tháng 11 thì cãi anh chứ giờ cứu định có tham gia không mà được phe với em. Em là em đam công bằng hết, ai sập sàm em đam hết. Cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân trước nhé. Bây giờ méo có tiền cũng cần liên hệ. Bây giờ có tiền nói chuyện anh. Cái điều kiện cần là có tiền. Còn bây giờ Ủy ban Nhân dân ta không cho phép đi chỗ khác. Thằng nào lỗi biết liền à. Xin lỗi với em, định lý của em thằng cầm tiền trong tay nó không cho nó lỗ. Đúng không? Bây giờ anh công lý có vô thì vô, còn không vô thì tao hỏi mà mấy cái điều mà sầm sàm nó phía ngoài đúng không? Nhiều người bên nước ngoài không tin tưởng về từ thiện nên họ ngại làm lắm. Bà mẹ ngại mẹ gì? Thôi khỏi con ngại đi mẹ ơi, chẳng qua là nghèo rất trái ra chứ ngại cái gì? Bây giờ ngại 100 200 lừa ông người ta giàu hả? Đúng không? Chẳng qua là ông nghèo, ông chém gió, ông béo có năng lực. Còn bây giờ anh Sơn Tây thử anh ủng hộ từ thiện cho dân quan bên Mỹ coi. Em bỏ mẹ nó 2,000 vô cho anh lừa luôn đó. Cái đẳng cấp mà nằm ở chỗ này. Ngại ngại của khỉ. Mẹ gặp ai múa rượu bất thợ, gặp Duy Nguyễn này sống thẳng lắm. Anh Sơn Tây kêu gọi đi. Em làm từ thiện em bất cần một cờ luôn á. Duy cho họ xem danh sách anh gửi đi. Trời đất ơi, danh sách của anh gửi là ít đó anh. 200 thôi đúng không? Ông có danh sách bên Hà Giang đưa cho em 317. Trời ơi. Cái anh Trương Thế Dũng này là bên Điện Biên nha. Anh khác chỗ. Anh bên Điện Biên. Bây giờ Điện Biên hay là Hà Giang nè. Làm cho giữ vô đi. Vấn đề là có tiền thì chúng ta mới bàn được cái vấn đề nó ở đâu, chỗ nào, có bao nhiêu. Thì đó. Chỗ đó chưa? Bây giờ chúng ta chưa có tiền thì không nói được cái điều gì cả. Thôi giờ có anh Trương Thế Dũng ở đây chém gió vậy anh đi. Ví dụ giờ cái chỗ của anh đó là 200 bây giờ rút xuống đúng không? Rút xuống khoảng chừng nhiêu ta? Rút xuống chừng 50 được không anh? 50 mình em đi cũng được nữa, mẹ chẳng cần nào. Bực mình. Đâu có 317 hộ luôn đó. Lên 318 mới đâu. Nhiều nha. Nói chung là nếu như mà anh ấy là nếu mà lần này mà thành công mà thấy ổn định thì lần sau anh nói thật, anh hứa đấy, cứ mỗi một lần là 1,000, bà con cứ thoải mái đi. Nhưng mà thành công con mẹ gì thành công là chắc cú rồi. Bây giờ em cầm đó. Tiền ra ngoài đó không thành công em cầm về thôi chứ có gì đâu ngại.
Có nghĩa là lần này anh em mình kêu gọi nó thành công là ở cái diễn đàn, là tức là kêu gọi đủ cái kinh phí nó ok. Đấy, nó thoải mái. Là lần sau, cứ mỗi một lần nào ở một cái dịp nào, cứ 1.000 anh Tống, không phải suy nghĩ. Riêng Hà Giang thì em biết sao. Nhưng mà chỗ anh Trương Thế Dũng này ở Điện Biên thì chắc anh cúc xuống được 50 hộ. 50 hộ được thì mỗi hộ 2 triệu, 100 triệu chứ mấy. 100 triệu là nãy giờ em thấy em nhận cũng được 3-4 ngàn rồi đó. Đúng không? Thậm chí 100 hộ em làm được. Cái vấn đề là mình muốn đi đến một cái diện rộng, nó muốn phát triển lên một chút. Đấy, chúng ta mang cái tiếng là cái diễn đàn yêu nước. Tất nhiên thì anh cũng biết ở đây thì các anh chị em thì cũng công nhân nói chung là nhiều. Em thấy yêu nước hay không yêu nước gì mà tỷ lệ chém gió không bên nào thua bên nào hết. Bây giờ cứ người thật việc thật tiền thật tốt tươi, không có gì đâu. Bây giờ các bạn cứ mày Việt Nam này, kinh tế phát triển này nọ kia mà 1 triệu không dám bỏ là cũng vấn đề luôn rồi đó, chứ không phải giỡn đâu. Hôm nay anh cũng đang bảo hình như là nước mình còn nghèo lắm, dân mình vẫn còn khổ lắm. Cho nên là 1 triệu, 1 triệu 500, 300, ví dụ như có một số thằng em nói anh ơi cuối tháng có gì thì em bắn thêm, bây giờ em chỉ bắn được 500 thôi, ok vậy cũng được, ok vậy cũng được. Đấy là cái tấm lòng của chúng nó. Anh nói thật là anh rất là quý những thằng em như thế. Đấy, hoặc là như anh Nguyễn Minh đấy, mình kêu gọi mình chưa kịp đưa tiền, chưa kịp đưa số tài khoản, ông đã bụt phát vào trong tài khoản của em 1 triệu rồi, về đã gửi hình anh xong nghĩa vụ. Xuống đi để thầy kêu gọi. Má thầy kêu gọi mà thầy có bỏ tiền không thầy? Thầy có cái nhà hoặc sao quận 3 đó nha thầy. Hả? 5 triệu hả? Gớm thế cửa. Rồi 5 triệu thì cũng được. Hôm ấy đánh nô được. Hôm ấy thầy đánh nô rồi, được. Thêm thầy trả vợ nữa rồi đó hả? Ờ cho em xuống đây anh thầy cũng kêu được tiền bạc luôn. Ok. Ông thật sự mà nói đôi khi có các em nó nhiệt tình. Vâng, chào chú ạ. Cô Phật, nghe chưa? Nghe rồi, bây giờ thì ok rồi. Ờ ok rồi phải không? Sao bữa nay kỳ quá ta, mạng nó cũng phá mình, nó không muốn cho mình làm từ thiện, phải không? À, nói mấy thí chủ nói nhiều quá, nói dài quá, bây giờ đi vô cái đề tài từ thiện trước đi. Nha, chuyện này là chuyện không có không đùa được. Thật ra mình nói nghiêm túc. Bữa trước á là trúng số được 900 ngàn. Đúng không? Wow. 100 nữa hứa là đóng 1 triệu. Nhưng mà hôm rày đó là coi lại cái hòm công quả đó. Wow. Tính là mình sẽ chôm trong cái hòm công quả để mình gửi. Nhưng mà bữa nay thấy tình hình có vẻ nó hơi trật kế hoạch nhiều quá thôi. Giờ mình cũng tăng lên 2 triệu. Nha. Bằng tăng thì tu hành rồi. Thành ra là không có chém gió gì cả. Thế đó thì trong cái thùng công quả thì bằng tăng thấy nó có đủ. Nha, anh chỉ nói vậy thôi. Đó là phần của Bằng Tăng. Bằng Tăng cho nó nhiêu đó. Còn bây giờ là Bằng Tăng nói cho thí chủ Duy biết nè. Thí chủ có biết cái tích mà coi như là người ăn mày, mà người ta nghĩa là coi như mua muối để cúng cho chùa rồi sau này được làm hoàng hậu không? Thành ra thí chủ đó kêu gọi từ thiện, thí chủ nói phải khéo. Đó, bạn nào nãy dưới nó đó là tùy tâm đó. Thấy không? Thành ra bây giờ mấy ông chém gió thì mình biết rồi, cái chuyện đó nó vậy. Nhưng mà mình đừng có nói cái vấn đề mà nặng nề quá rồi là mà cái có những cái người nhiều khi người ta cái tiền người ta ít hoặc người ta còn đang du di đó thì người ta cảm thấy nó hơi chạm từ ái, nó mất hay đi. Đó, thành ra bởi vì hồi xưa cái tích mà của cái cô mà một cái bà ăn xin đó mà bà cúng 20 luôn chú ơi hả? Trong cái hòm công đức của tao tí là tao ăn cắp tiền công đức mà mày suối này, cái này là mà bể chùa bể miễu hết ông nội chỗ tôi tu hành mà tôi về hưu mà 20 luôn chú ơi. Trời ơi, cái này thì để điện thoại lên Campuchia nha, để lên cái Việt Kiều Campuchia người ta gửi về, nhiều khi ngày mai biết đâu gửi mấy ngàn á.
Cái đó không dám nói trước đâu, đừng khi dễ nha. Bây giờ nói cái vụ mà cái hạt muối nè, người ta đi ăn mài đó, ngày hôm đó được có mấy ngàn bạc à, mà bây giờ hôm đó là ngày rằm, người ta muốn cúng chùa mà cúng có ít tiền quá, không biết mua cái gì, cuối cùng mới nghĩ ra được cách là mua một cái bịch muối, chỉ đủ tiền mua muối thôi. Đi vô mới coi cái nồi canh của mấy ông chùa, thầy chùa nấu đó, mới hòa vô trong đó để cho tất cả các cái thầy đều được ăn cái thành quả của mình. Và tấm lòng đó đã động tới Phật trời nha, đó là động tới Phật trời, có cái tâm mà tâm từ thiện đó. Ở đây các bạn ở dưới diễn đàn cũng vậy, bây giờ các bạn á là sau này cái tâm từ thiện đó được Phật trời phù hộ, và cái cô đó được thành làm hoàng hậu. Khi thành hoàng hậu rồi đó thì bắt đầu là mới đem cho đem mấy cái xe vàng, mấy xe bạc đem trở về chùa để cúng. Thì ông phương trưởng đó ông không có nhận, ông nói bởi vì cái vàng bạc này đó là không phải của thí chủ, mà vàng bạc này là từ là thuế má và từ của những cái lê dân khác, mà đó là hoàng cung, đó là cúng cho hoàng cung, đó là hoàng ông vua đó. Thành ra đó là cái của này là cái của nó không có được, không phải do thí chủ tạo ra. Đó, thành ra ý người ta muốn nói cái câu chuyện đó của mình nghe bên Phật người ta giảng đó, là người ta nói về cái tâm trong cái vấn đề từ thiện này, cần cái tâm, rất cần cái tâm. Thành ra các bạn ở dưới diễn đàn đó, bạn nào cũng giống tôi vậy đi, bây giờ mình về hưu rồi, mình ít tiền thì mình đóng góp theo kiểu ít, nhưng mà cái tâm của mình nhớ tới người nghèo, nhớ tới ngoài là bà con mình là đã là ok rồi. Còn duy nó giàu mà nó đóng dưới 2-3 ngàn đó là nó sẽ không có được phước cái con mẹ gì hết. Con bỏ rồi. Tại vì sao? Con mà. Đúng không? Tại vì nếu anh có cái tâm để đi làm từ thiện như vậy là anh phải đóng 10 ngàn, 20 ngàn là vô. Đó. Thì nó mới đúng. Đó thì mới gọi là cái tâm. Rõ ràng anh có cái tâm đúng không? Để mà anh làm từ thiện. Đó. Thì bây giờ là đúng ra nó là mới xây thêm cái nhà bên kia nữa, vậy là ta phải đóng 5 ngàn. À, nếu tôi là Phật á, mà tôi xét soi cái tâm á, thì là cái ông hòa thượng này ông đóng 2 triệu á, là cái ông Duy đó phải đóng 5 ngàn nha, thì mới so bì được với ông hòa thượng đó. Tại vì ông hòa thượng ông nghèo quá mà ông tính đóng có 1 triệu, mà bây giờ ông còn phải ráng móc cái hòm công quả ông ra ông đóng thêm 1 triệu nữa là cả một sự việc rồi. Còn ông á, là ông đóng hôm trước ông tính đóng đó, bây giờ ông phải 5 ngàn. Mà thì cái tâm của ông nó đặc biệt là ông gọi là ông sư này là còn xa vợ nữa chứ. Ông sư này là sư nể vợ. Mới ra xong rồi còn phải đi vận chuyển ra khỏi khu vực đấy là cả một quá trình gian nan. Đâu phải là lấy ra là xong rồi. Không khéo là ra hiên chùa nằm chứ bộ. Không được ở trong Phật đường mà ra hiên nằm đó. Đâu có đùa đâu, bây giờ nói cho mấy ông biết cái vụ sợ vợ nè. Bây giờ cái này là đùa, bắt đầu đùa. Nói từ thiện thì tôi kêu gọi các bạn là tùy tâm nha. Cái tâm mới là quan trọng. Đó, được phước hay không là do cái tâm. À, ông Duy là phải 5 ngàn thì mới được phước. Nghe ông Duy nha, ông là phải 5 ngàn trở lên mới được phước. Đó, còn bây giờ nói cái chuyện sợ vợ nè. Bây giờ tôi đâu có ngu. Tôi nhớ trực là hôm trước ngu quá mà đi đăng chi cái vụ mà sợ vợ này. Giống như thằng Duy nó nói vậy đó, đi xe đạp mà đâu mới sợ tính giá xăng. Đâu mà mình đi ra làm chi cái chuyện cái mấy thằng không có vợ mà nó. Mình có sợ vợ đâu. Mình nói chi. Hả? Nhưng mà mình có sợ vợ đâu, mình đạp với nó làm gì? Thì bà không cái gì, tôi sợ vợ không sợ vợ gì, tôi cũng thấy kệ tôi. Tôi không có cần bàn với mấy người cũng như đi xe đạp vậy đó, mấy người đâu có ở đâu mà xăng. Đó, mấy người có nhà đó, mấy người đi ở nhà thuê mà. Đây là luận điệu của thằng Duy. Cái này là gậy ông đập lưng ông Mộ Dung Phục đã nói rồi. Bây giờ tự nhiên bữa trước mình đi đam chuyện sợ vợ không sợ vợ gì, tối là nghĩ là mình già mà sao mình ngu quá. Có thằng nào nó có vợ đâu mà đi đam với nó chuyện sợ vợ không sợ vợ. Chừng nào nó có vợ đi lúc đó là chinh chiến liền, đam liền. Đó vậy thôi. Đó, còn bây giờ là nói cho các bạn nghe nha. Hồi chiều tới giờ rất nhiều cái diễn đàn, nhiều chuyện mà muốn lên mà cái mạng nó lên không được. Cái chuyện bên Mỹ cũng vậy. Chúng ta chỉ có quyền quan ngại thôi. Duy này ông nói cái chuyện nợ 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 cái gì. Nợ á là hồi xưa nãy tôi còn mang ra đó rồi đó. Người Việt Nam mình á là có ông chúa chỏm. Duy có biết cái tích đó phải không? Lưu Ly biết tích đó không?
đó là con có đại đời vua, ông vua gì, con có bà thứ phi nào đó, mà tới sau này mà khi mà lưu lạc trong dân gian đó, thành ra người Việt Nam mình nó đã có cái sự tích là nghèo bây giờ nợ như chúa chỏm đó, bây giờ con cháu tất cả các thứ là cái gì mà dính tới nợ là khoái à. Còn á, cái này là tam ông duy nhiều cái lắm, ông bây giờ phải đi từ thiện cho thiệt nhiều vô để mà lấy phúc lại nha. Ông nói cái chuyện mà tiền bạc hồi nãy cũng vậy, tôi nói cho ông nghe hạnh phúc hay không á, cái ông ở đồng quê của tôi dưới á, ông ca giùm cổ 6 câu nha, ông nhảy xong cái đùng bắt được mấy con cá lên, ông rất là thư thả đầu óc của ông, và ông xem đó là một cái hạnh phúc. Ông rủ thằng bạn ở bên xóm tới là ngồi nhậu 2-3 cái, 2-3 ly, muốn ngủ chừng nào ngủ ha, rồi ông vô là ông với vợ con ông cùng ăn cùng cười, nghèo nhưng mà rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc này nó có một cái chỉ tiêu từng gia đình, từng mỗi người đó, là nó coi là hạnh phúc hay là không. Tôi ví dụ nè, ngay trong nhà của tôi nha, ngay trong nhà tôi thôi, ông anh tôi đó là ông rất là thương vợ ông. Thế bắt đầu là vợ ông nó làm biến, anh ruột tôi đó, thì đó là ông mới đi giặt đồ cho bà vợ đó. Bà già tôi lúc đó bà mới bực mình lắm, bà bực mình lắm, bà mới nói là tại sao mà nó đi giật đồ giật đặt cái vợ nó vậy, nó làm gì rồi nó các thứ kiểu bà này còn phong kiến. Ông già tôi ông nói câu mà tôi nghĩ là ngẫm nghĩ là tôi nghĩ đúng, ông nói bà sao kỳ vậy, nó giặt nhưng mà nó cảm thấy nó hạnh phúc, nó được làm cái chuyện đó để cho nó phục vụ cho con vợ nó cảm thấy nó vui nha, nó vui nó hạnh phúc đó. Nhưng mà lưu ly biết sao, còn chú á thì lại là không, bắt tôi làm là tôi làm biết lắm. Vâng. Thành ra bà xã chú cái xeo bị hoài thôi đó, thành ra cùng một cái việc làm đó thôi, nhưng mà có người thì người ta cảm thấy là người ta hạnh phúc, người ta vui với cái công việc đó, còn có người cho chú thì lại không thấy vui cái chuyện đó. Thành ra nếu ông Duy này mà ông đứng ở góc độ của ông xét cái vấn đề đó thì ông rồi ông sai bét bẹt rồi. Tôi nói cho ông nghe, cái vấn đề vật chất á nó khác, mà vấn đề hạnh phúc á, vấn đề là đó là nó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Mà nó đừng có sa đà vô cái việc như hôm trước mà chú cháu mình với Luli rồi nó cãi nhau cái vụ cái nhà hát đó cũng vậy. Mình sa đà nhưng mình cãi tới sáng cũng không xong đâu nha. Thành ra đó là phải đứng ở góc độ, phải đứng ở vị trí, phải đứng ở hoàn cảnh của một người cụ thể để đánh giá một vấn đề cụ thể. Còn Duy đánh giá đúng, Duy suy nghĩ đúng là bởi vì cái góc độ của Duy là như thế, thì Duy nghĩ như thế là đúng. Chính vì vậy cho nên người ta mới gọi là xã hội nha. Mà đã là xã hội thì nó phải có đủ thành phần từ bần tăng cho đến là người trần tục nha, người giàu người nghèo, người thì thích thanh cao, người thì thích là ăn rau muống nhưng mà nó vui, nó hạnh phúc đó. Nuôi con trời cực lắm, Duy không biết đâu cực lắm, nhưng mà mình thấy mình rất là vui, mình rất là muốn được để mà làm đầy tớ đó, trở lại cái vấn đề nước Mỹ vĩ mô một chút. Thì nước Mỹ nó cũng vậy, nó cũng nợ nần. Bây giờ mình ở bên đây, nãy ông Duy bắt lỗi với anh ta bên đây là chuyện nước Mỹ, chúng tôi chỉ không có muốn can thiệp cho chuyện nước Mỹ, chúng tôi chỉ quan ngại nha, quan ngại. Chứ là Mỹ trước đây nó quan ngại tình hình nhân quyền của Việt Nam, thì bây giờ tôi lưu ly phải đam lại là chúng tôi chỉ quan ngại cái tình hình của Mỹ như thế đó, vậy thôi. Rồi cho chú xuống đi. Wow, con cảm ơn chú ạ. Nói chung là rất là quan ngại về vấn đề là bây giờ chú cháu mình thì không có hàng, nó bắt đầu cứ quay ra phang nhau, cực kỳ là quan ngại về vấn đề này. Nhưng mà phải nói là thầy chùa là hôm nay là làm con thoát tim đấy. Hôm trước thì có nói là đi đánh xổ số được 900 ngàn, thêm 100 ngàn nữa là 1 triệu. Rồi thấy vỡ kế hoạch nhiều quá, soi xét hòm công đức. Mình tưởng là tụt xuống 500, hóa ra thầy lại nâng lên 2 triệu. Dạo này là con nói thật là con rất quan ngại với cách nói chuyện của thầy đấy nha. Ông nói chung thì đối với Lưu Ly thì khác, trong cái vấn đề từ thiện ấy thì Lưu Ly khác. Lưu Ly thì ai có tấm lòng như nào thì Lưu Ly đón nhận tất, và sẽ đem cái tấm lòng của đó đến với tất cả cái tấm lòng đó đem đến tận tay của những người mà được đáng lẽ được hưởng. Còn Duy Nguyễn thì là một khác, bởi vì Duy Nguyễn thì ở tầm cao hơn, cái quan điểm rồi cái tiêu chuẩn cao hơn,
Riêng với Lưu Ly thì rất là thoải mái, bởi vì Lưu Ly là người của công chúng mà, rất là dễ tính, thân thiện, dễ thương, mong manh nhưng mà không dễ vỡ. Còn Duy gắt quá. Nói chung là thầy mà cứ đưa cái kiểu như thế là con bắt đầu dần dần thấy quan hệ nó chuyện của thầy đấy. Hello, chào anh. Dạ, em chào anh. Anh Duyên chào tất cả các cô chú trong diễn đàn nha, anh chị em trong diễn đàn nữa. Thì con chào Bằng Tăng. Ôi trời ơi, con vào trễ quá, hết nghe thầy giảng. Mà Hòa Thượng ơi, thầy đã tụng xong bài kinh nào chưa mà thầy lên trên này thuyết giảng kinh thế? Thầy bây giờ là bỏ tụng kinh cho thầy vào đếm tiền, kiểm tiền cho hòm công đức rồi. Ồ, nhưng mà thầy, con thấy thầy cũng còn sân si á. Ừ, tại vì á, thầy lên trên này là hình như dạ. Nghe thấy cái mùi trợ lý rồi nha. À, không có, tại vì lên nghe có vẻ bênh bênh gì nha. Không phải em bênh, thì dù gì đi nữa em cũng nói một câu công bằng với không. Cái tại vì thầy đã đi tu rồi mà thầy tụng kinh mà hôm nay thầy lại sân si như vậy, thầy công kích cá nhân của em Duy như vậy thì cũng không được. Biết ngay mà trợ lý đắc lực. Thì nói chung là em là trợ lý rồi thì đương nhiên là em phải nói một câu công bằng cho sếp chứ, đúng không? Thì nói chung là thầy công kích ít thôi, dù gì đi nữa thì cũng trừ lại cho em ấy 5-7 phần tí xíu. Cái chuyện ngày hôm qua thì ngủ một giấc dậy quên đi, thầy lại gia dẳng làm gì. Cái chuyện tuần trước cơ. Thì bởi vậy từ tuần trước mà đến ngày hôm qua luôn, thầy lại lôi ra từng chuyện ngày hôm qua. Thì tưởng là thầy vô thầy tụng kinh sám hối xong mà thầy quên rồi. Mà hôm qua là cũng thấy em Duy cũng đứng cũng ở trên đó, em Duy cũng xin lỗi rồi. Em Duy xin lỗi cái câu là ăn mày quá khứ rồi. Mà sao thầy cũng vẫn còn sân si. Cái này là con cũng kiểm điểm thầy cái câu chuyện này nha. Con lên con nói một câu công bằng thôi. Thì nói chung là thí chủ cũng đã biết sám hối rồi, thì con cũng mong lão hòa thượng bỏ qua đi ha, cho em nó được thôi. Vẫn cay cái bóng đá nhá, hai thầy trò tôi vào comment trong đấy mà nó phang tới tấp. Thì em biết là cũng có em Duy thì cũng đôi lúc thì đam cũng gắt, thì em cũng bắt em nó xin lỗi rồi, mà em nó cũng ở trên rồi, xin lỗi đàng hoàng rồi, em cũng nghe rõ ràng là con cũng xin lỗi thầy rồi, xin lỗi Bằng Tăng rồi. Xin lỗi thầy cũng nói, nhưng mà thằng này nó đam bóng đá, nó phải hiểu rằng là sân trơn bóng ướt, các cầu thủ cũng như là thủ môn ở hàng thì anh cũng phải thông cảm. Cái là penalty. Mà rồi, anh cũng phải thông cảm, ngày hôm qua tới cả ngàn khán giả coi ở bên ngoài, là tới cả mấy chục ngàn view ở bên ngoài nữa, thì đương nhiên là em nó không có thể thiên vị được rồi, em nó fan là phải fan từng người. Nhưng mà chút ít mặt mũi ở trong đấy là công tâm liên minh chứ, thì cái đoạn kết là em nó cũng đã xin lỗi rồi, mà thầy lại cứ để bụng như vậy chi. Lát nữa vô tụng bài kinh sám hối lại đi nha. Con là con cũng thấy là thầy cái điểm này là thầy cũng hơi bị sai. Nhớ là tụng kinh sám hối nha thầy. Đặc biệt là nó lại còn như này, anh nói thật nhé. Anh đã bực ở chỗ này. Nó đang nói chuyện về chính sách thuế của nước Mỹ. Tự nhiên nó đổ cho len xì của anh là béo lùn già. Trời ơi, em cũng bị chà đạp hoài. Anh có thấy từ hồi nào đến giờ nó có đời nào mà nó khen em đâu, nhưng mà đều là em thì cũng công chính liên minh, em thì cũng là người giống như là có trái tim tốt, anh biết không? Mỗi lần nó lên diễn đàn là nó cũng kêu em là chân mày thì cộng ngắn cộng dài, người thì mập xệ xấu xí, trời ơi nhìn bả thôi á hả là không thể ăn được, thấy chưa? Nhưng mà em vẫn, em là trái tim của em rất là tốt, cực kỳ tốt luôn, em vẫn không nhớ, ngủ giấc thức dậy là phải nhớ điều gì. Nancy nhá. Anh nói thật, Nancy kể cả Nancy có béo, có mập, có già, có xấu xí,
nhưng mà anh không dám chê. Trời ơi, em nói cho anh Lưu Lê nghe nè, em với Nancy á thì gọi là chuẩn phụ nữ Việt Nam rồi, khỏi phải nói nữa, đúng không? À, nhưng mà bồng tăng kiểu này là em không chấp nhận được. Bồng tăng lên không có em mà bồng tăng công kích cá nhân em Duy kiểu đó là em không được. Bồng tăng có cái sự mà gọi là dai dẳng như vậy là không được. Ngày hôm qua em nó đã lên diễn đàn, em nó xin lỗi rõ ràng rồi, em nó kêu là ừ không có phải là ăn mày dĩ vãng, đúng không? Em nó đã nói như vậy rồi thì thầy là người gọi là cũng tu hành thì mình nên bỏ qua mọi cái lỗi lầm của thế gian đi. Thầy làm như vậy là con cũng đặc biệt kiểm điểm thầy, không được. Dù gì đi nữa thì cái chuyện thế sự thì để thế sự trần gian người ta lo. Trần thêm về thế IS này nó toàn gọi là toàn một tất cả đều có khuôn mặt, đều có giống tao hết à? Mày biết mặt IS nhiều thế à? Mà cực kỳ kiểm điểm điểm này nữa là em nó lại đang đi chơi với lại bạn gái mà thầy á lại nói cái kiểu đó thì mất mặt rồi. Thì đương nhiên là em nó bị mất mặt thì bảo đảm là sẽ có một cuộc chiến giữa Hòa Thượng và Duy Nguyễn. Nói chung là anh rất quan ngại về tình hình chiến sự là bây giờ. Đúng vậy. Không có là bây giờ là cuối cùng. Thật sự là em đang rất là quan ngại về nội bộ của mình đó. Thầy làm như vậy là không được. Tại là thứ nhất là em nó mất mặt với lại mọi fan hâm mộ. Thứ hai nữa là em nó lại bị mất mặt với lại bạn gái. Là anh không được. Duy Nguyễn lên trên diễn đàn này thì còn có tí mặt mũi chứ đi bạn gái chắc quái gì còn mặt mũi mà mất. Ừ, em không có chấp nhận được điểm này, cũng giống như em nói anh Lưu Ly nghe nè. Không, mọi người với ông giống như Sơn Tây, Jason, Ivy hay là ai đó lên chửi em thôi, em ngủ một giấc dậy em quên mất tiêu, em không có cần nghĩ tới những cái điều đó. Thầy nên học tánh của con cái điểm này. Giống như ngày hôm qua đúng không, là coi như là cái cuộc chiến giữa em với Jason chửi nhau hầm bà lằng lên cả mạng luôn rồi em cũng quên, em ngủ một giấc trưa em dậy em quên mất tiêu. Nhưng mà nhất lúc tối bên Mỹ á, em qua bên Ben này trưa nha, em thấy nó rải rác, trời ơi nó bêu xấu em ở bên đó dã man luôn. Cái thằng quỷ Jason bồi này thiệt á, bữa nay thôi mới khuyên thầy mà em cũng phải thôi để em sân si tí xíu. Mới khuyên thầy rồi đó. Em thiệt ngủ một giấc thức dậy là em quên thiệt rồi. Em vô bên thị trường cái là em thấy nó rải, nó chửi em. Trời, nó chửi cái con An Nhiên, nó sống bên Texas, Dallas, Texas. Rồi hả, mọi người nên tẩy chay cái tiệm nail của nó. Nó có tiệm nail bên Dallas, Texas. À, rồi một thằng nữa thì hôm bữa cũng lên nói là lương làm 100.000 một năm, mà cuối cùng nó một thằng đó cũng nghe tiếng được tiếng mất làm sao, nó kêu nó nghĩ là em ở Việt Nam, nó kêu chứ An Nhiên mày nhận được trời, mày nhận trời, được năm cửu không xuống, anh cho em xuống em giận á, em nói xong cái nó kêu em chứ An Nhiên mày nhận được năm cửu năm triệu một tháng hả, để xuống đây tao làm được năm triệu là chỉ bằng anh làm một ngày rưỡi trời thôi, là anh có 5 triệu cho em rồi. Ngày rưỡi là bao nhiêu? Ngày rưỡi là chia ra là khoảng chừng 200-250 đô hả, tính ra ngày nó làm được 100 mấy đô mà nó dám lên nó kêu là một năm nó làm 100.000. Ôi trời, toàn là dân gì đâu không. Miên man cái gì, ngồi đó ôm ghệ đi. Em là bây giờ là em ngồi đó để nghe chị với lại anh Lưu Ly thuyết giảng đó. Nhưng mà em cảm thấy quan ngại cái vụ mà bằng tăng mà lên công kích cá nhân kiểu này là em không chấp nhận được. Ở dưới cũng có 100 mấy người mà lên công kích cá nhân em Duy kiểu này là em cảm thấy là bằng tăng không được. Tất cả anh thấy vẫn cay cái vụ sợ vợ nha. Cây đã đi tu rồi mà còn cây cứu cái vụ sợ vợ. Đã đi tu rồi mà còn có cái mối thù gia như vậy là không được. Nói thật bần tăng đấy thì đi tu thật thì cũng giống như kiểu là nhân quyền nước Mỹ thôi. Vẫn còn thù hận lắm. Tuần này vẫn cứ lôi ra phang mà. Hèn gì chuyện ngày hôm qua vẫn không thể nào quên được. Em tưởng là bằng tăng ngủ giấc dậy bằng tăng quên rồi thì chắc tối hôm qua ổng không ngủ. Vậy là tối hôm qua ổng không ngủ. Ổng vô tới Hòa Thượng vô tới Benny Trương tụng kinh kêu em đi ra. Đúng rồi, cả đêm ấm ức không ngủ. Em Duy ơi, chết rồi, em hại Hòa Thượng rồi em ơi.
Nhiều khi thấy không, mình nói rồi, thí chủ làm rồi, bần tăng đang luyện công cho thí chủ gì, chứ bần tăng lo việc tu hành việc đời không cần bận tâm nữa, lâu lâu xin ngủ tu 5 phút chửi thôi. Vậy đó hả? Nhưng mà cái đó mà không có phải là luyện công cho em gì, mà thầy thầy công kích cá nhân hơi bị dai. Thầy lôi ra từng từng chi tiết như vậy là làm cho mọi người ở dưới hiểu lầm là thầy chưa quên được thế sự. Đúng chưa? Thầy như vậy là con cũng kiểm điểm thầy. Con cũng biết là hôm qua thầy cũng vô chạy vô bên thì chưa ngừng, thầy cũng kịp thời kéo con ra, nhưng mà nói chung là nhưng mà nói chung là thầy thầy vô trong đó. Nhưng mà con nghĩ giờ con suy ngẫm ra là nguyên đêm thầy không ngủ được chỉ vì một câu cây cú của Di. Em Di đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi thầy ơi. Thầy đừng Chào có mà sáng tu chiều hú bình thường. Trời, nó đi thằng Jackson Bùi đó, anh Lô Lê, nó qua bên bên thị trường, nó qua bên Tân Thái, nó rêu rêu bán em mà bệnh đó. ông Nó qua nó kêu là tẩy chay tiệm nail của em, tìm ra tiệm nail của em ở Đà Lạt, con An Nhiên nó ở Đà Lạt, nó xạo nó lên đi diễn đàn gì đó, nó xạo, nó nói xạo tùm lum cái gì đó, rồi nhờ qua tẩy chay tiệm nail của nó ở Đà Lạt đi, khốn nạn dễ sợ không? cho liền Chứ... coi trời đó đã anh cho mình chút anh thiên kinh vị quá thiên gì em nó đam anh thủng đầu ấy lên nó đem anh em mình chứ được cái gì đâu. kệ nó cho nó đam tí thằng này nó không thỏa mãn được là em ốc nó loa em ốc loa bảo đảm lên sẽ la em ốc loa. Ok lên đi bé, chị ốc loa ok nha chị. mô tu là được mà. mút cái là được không biết điều hành diễn đàn gì hết trơn để cho bà đó bà nói sầm sàm chả cái gì ra cái gì hết á ngồi nghe cũng mệt nữa đúng không bây giờ Thì có nhiều đang người diễn nhiều người muốn trên mạng nghe. đang lâm rồi bị người ta hăm dọa rồi khóc lóc cái gì trời ơi trời còn mấy em trên đang dưới giấy tẩy chay mẹ gì sợ với bà đúng không chừng Nó có nào bao giờ á đi làm neo đâu. chừng nào mà tổng thống Donald Trump của em á mà tẩy chay chị á thì chị hay lo lắng đúng không còn thường thường mấy thằng thu nhập dưới 4.000 tháng tẩy chay đô đon khe nó dưới 4.000 tháng mẹ nó sống còn khó nữa nó đi dễ teo mà khùng nó cứ kêu reo rồi còn cái chỗ mà chú Bình Phương á chú đi tu mà chú sân si với đời dã man luôn đúng không đó thứ nhất là con À, rất chào là em Vũ bất Sinh đồng Dung đó. quan điểm với chú ở nhiều chỗ chú nói là giờ chú 2 triệu quá thì con phải là 5.000 chú chơi một cái chính sách nó khơi lại lòng thù hận của dân Việt nha chú biết cái câu nó giống giống như câu gì không chú cái câu đó là cái thằng Pol Pot nó nói nó dùng một thằng Khmer mà nó chơi khô máu 30 thằng Việt Nam thì 20 triệu ủa gì 2 triệu dân của nó chơi chết 60 triệu dân Việt Nam cái câu đó là câu mà gọi là một người tu hành như chú không được nhắc tới nha chú nó giấy máu đó chứ không phải giỡn đâu đó con kiểm điểm chú ở chỗ này còn nay con đồng tình với chú á, là những ông bạn gì chú ở dưới quê sống nhảy xuống ao rồi bắt cá nhậu gì đó đó là chuyện hạnh phúc cái đó con không có đam đúng không nhưng mà đó là cuộc sống của những người 70 đúng không U70 á, thì lo dưỡng lão đi đó để cho con cháu nó phụng dưỡng còn cái cuộc sống này á, là phải dành cho những thằng U40 nó thể hiện chú nói đồng ý với chú hạnh phúc thì nó không được đo đếm bằng tiền nhưng mà cái đồng tiền nó cực kỳ quan trọng quốc gia có biến gì cũng những thằng có tiền nó gánh đúng không nó đủ sức để nó cứu đất nước nó đủ sức nó làm chuyện này chuyện kia nên chú không thể dùng cái hạnh phúc của chú mà chú đánh đồng cho hạnh phúc của những Bởi người vậy khác nó nên con bởi suy ra bởi cái vậy đấy tương vừa tự rồi của chú như vậy á đất nước nó không phát triển được đất nước nó không phát triển được chú an phận đi chú đi tu rồi mà chú sân si vãi đó chú cứ nhậu nhẹt tiền bởi lương vậy hưu đấy lương hiếp gì đó chú làm Duy còn vừa tuổi rồi trẻ Hà của tụi Nội con có đó thì chú phải cho 2 chữ tham vọng đúng không chú phải cho cái động lực để cống hiến động lực để phát triển động lực để canh tân đất Việt để giúp Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc Nam châu chứ còn tư tưởng kia như chú không là sao thực hiện lời di nguyện Bác Hồ được
lấy cái gì sánh vai cùng cường quốc Nam Châu, ăn rồi méo rồi làm, thích thì đi ngủ, thích gì đó rồi nấu cơm cho vợ, rồi nhảy xuống ao bắt cá lên nhậu. Cái đó không có xã hội đâu chú Phương ơi. Nên cái vụ mà sợ vợ, chú có nói cái kiểu gì chăng nữa, con vẫn coi thường những thằng sợ vợ đó. Còn cái chuyện mà vợ con hay gái gú, đó là chuyện cá nhân, con không được trình bày đây cả đó. Nên chú không thể nào dùng cái luận điểm đừng đa với những thằng không sợ vợ. Đó là chú đang ngụy biện, chú đang ngụy biện. Thương vợ nó khác sợ vợ. Con không cấm chú đi vợ, nhưng mà chú sợ vợ con thích, chú không cãi được. Cái này chú đâu, ý làm ý của chú tốt. Phương, ý chú Phương nói là em đã có vợ, quay đâu mà bây giờ đi đam cái chuyện sợ vợ. Bao giờ nó có đi rồi mình mới đam. Đúng không? Anh nói cái gì đi chăng nữa thì quan điểm của em không thay đổi. Và em đã đưa ra được những cái dẫn chứng, những cái thằng sợ vợ nó chả làm được cơm cháo gì cả. Từ chuyện nhà tới chuyện nước, nói thẳng, đúng không? Từ chuyện nhà tới chuyện nước nó chả làm được cái gì cả. Chuyện nhà đó thì vợ nó bệnh. Ủa lộn, vợ nó sợ không nói, mẹ ruột nó bệnh đi. Mẹ ruột nó bệnh gặp con vợ không biết điều nó làm gì nhau. Đụng nó bấm nước mắt khóc chứ làm gì. Tiền không tiền ra. Anh Hùng Đân vào đây rồi. Duy, có anh Hùng Đân vào đây rồi, cho anh Hùng Đân lên gọi là chia sẻ một từ đi. Anh Hùng Đân ngồi chờ để em đam nội bộ một cái đã, em chấn chỉnh nội bộ phải tống cái đã. Rồi còn cái gì nữa? Rồi chú nói cái gì? Chú nói chú đi tu rồi, chú sân si với đời, chú nghèo lắm. Chú xin lỗi chú nha. Cái con hỏi chú cái nhà mặt tiền quận 3 mà chú nói nghèo. Nhà mặt tiền quận 3 đường Hoàng Sa mà chú nói nghèo. Không, thằng Duy Nguyễn này nó hét to nói lớn, nhưng mà xin lỗi chúng nó chưa có nhà quận 3, mà nhà của nó chỉ là Bình Tân quận 12 quận 9 thôi, vùng quê thôi. Nên chú nói con trước chú đá con sao. Không, chú từ 1 triệu chú nâng lên 2 triệu, con nói chú chơi 20 triệu đi, cái nhà của chú nó bằng 10 cái nhà của con. Nên... kiểu này là lại do cộng sản, kiểu này lại do cộng sản không minh bạch tài sản rồi. Em thì em chả cần biết cộng sản hay cộng hành, nhưng mà em chỉ nhìn vô cái nhà quận 3, cái nhà đó là bèo bèo phải hơn 1 triệu đô, đúng không? Mà bây giờ chỉ vì cái sợ vợ, chắc sổ đỏ vợ đúng tên ở gì đúng không, không có quyền làm gì cả, bị đặt lên mạng nó gì công đức công quả gì được 2 triệu, chắc là quỷ đen rồi. Chú thấy chú nhục chưa? Chú có lòng với đất nước quê hương, chú có lòng với người nghèo, nhưng mà chú không có lực. Tại vì căn bản là bà vợ chú đang cầm kinh tế, mà chú ráng rặn được cái quỹ đen 1-2 triệu để chú nhậu. Mà cái điểm này con đánh giá chú tốt, là chú dám lấy cái tiền quỹ đen chú nhậu để chú ủng hộ đồng bào, cái đó rất đánh giá cao đó. Nhưng mà chú không thể nào qua mặt được con là chú đang bị lấp liếm vấn đề tài sản là vợ giữ. Chú không dám xin bả cũng cho, tại vì chú không có lòng tin với vợ chú. Là thường thường chú xin tiền bả đi nhậu không à, lần này chú xin tiền bả đi từ thiện là bả đâu có đồng ý đâu, đúng không? À, nên chú Bình Phương không đam nữa nha, chú Bình Phương phải đừng có sân si đi. Mà thông tin ở đâu mà móc ra là chú Bình Phương có cái nhà của quận 3 rồi ở đường Hoàng Sa ác thế? Trời đất ơi, em ở Sài Gòn sao em không biết, đúng không? Chú có nhà to lắm, trời ơi, quận 3 mà anh biết nhiêu tiền không? Ở Sài Gòn này giàu nhất là quận 1, quận 3, quận 5, đúng không? Quận 3 là cái quận giàu 2 thì Sài Gòn, mà nhà mặt tiền đường Hoàng Sa ngắm ra sông nha anh. Cái đường Hoàng Sa đường một chiều, nó là đường nằm hai bên bờ kinh Thị Nghè đó, cũng kinh Nhiêu Lộc, lỗi kinh Nhiêu Lộc, nhà thì rất là đắt giá và rất là mất tiền. Chấn chỉnh lại chỗ chú Bình Phương, chú kêu gọi đồng ủng hộ từ thiện là tốt, rất là quan nghênh, nhưng mà chú đừng có lấp liếm cái vụ mà sợ vợ nữa. Sợ vợ là thằng ông vô dụng, ngay cả anh Chay Xanh hay anh Chay Hổng Xanh hay là Tống Kim gì đó, bản chất đều là như nhau. Đàn ông sợ vợ là nhục. Các bạn có nói gì chăng nữa thì các bạn cũng chỉ là nhục thôi, không giải thích được. Còn tôi á, anh còn em á, đúng không, em chả sợ con nào hết á, tiền trong tay em quyết. Em thích á thì 10-15 ngàn, em hứng lên là 10 ngàn, thậm chí là 15 ngàn, các ma nào dám ý kiến cái cò. Thậm chí mẹ em là người đàn bà quyền lực hơn cả gọi là cái gì mà các bạn gọi là sợ vợ, nó mẹ cũng chẳng ý kiến. Tại vì mẹ em tin tưởng thằng Chí Nguyễn này, nó làm một cái việc gì nó đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Hiểu chưa? Rồi anh xin thay Đam Tống Kim hả anh? Này Đam Tống Kim cho em, anh em chứng chỉnh cái tống như đó nha. Rồi Đam Tống Kim đi. Ok. Nghe từ từ, em đang lúc trung tính á. Rồi ok. Anh Hùng Đan có lên chia sẻ không? Vào trong này comment làm gì, lên chia sẻ đi xem là có vấn đề gì.
tình hình sao nước Mỹ tại sao mà cứ đóng cửa ra đóng cửa vào như vậy. Rồi. Hello, chào anh. Rồi, chào Lê, chào mọi người. Vâng. Đang hỏi anh là cái tình hình là nước Mỹ nó đóng cửa thế thì kiện cáo cái gì nữa? Ủa? Sao Việt Nam mà nghèo đói không lo lo chi nước Mỹ vậy Lưu Ly? Việt Nam bao nhiêu có bất công? Bao nhiêu có bất công? Bao nhiêu là cái đầy rẫy xảy ra mà sao không lo? Mình có lòng tự tôn dân tộc Việt Nam, phải lo đến dân Việt Nam, phải lo cái lật đổ chế độ cộng sản này đi. Nghe. Mà bây giờ như mọi người vẫn hỏi đấy, bây giờ lật đổ chế độ cộng sản xong thì lấy cái gì ra để mà điều hành đất nước? Ủa, bữa anh trả lời mà sao Lưu Ly hỏi con này hoài vậy Lưu Ly? Ít ra anh trả lời. Bây giờ em nói anh về trả lời, anh đưa ra một cái đối tượng thay Đảng Cộng sản, nhưng mà em thấy cái đối tượng đó nó chưa đủ uy tín, chưa đủ tin cậy thì làm sao mà em nghe theo được? Rồi. Ok rồi, muốn để sẵn sàng thôi. Muốn học hỏi thì sẵn sàng thôi. Rồi trước khi cho học hỏi cho xem tuyết rơi đâu ngang, rồi nói chuyện. Ôi trời. Rồi bây giờ Lưu Ly muốn hỏi câu gì? Chiếu cho thì tuyết. Ui trời. Coi nè, tuyết rơi nè, đẹp không mấy vị? Bình như mai mà. Tuyết đang rơi rồi đó. Rồi bây giờ Lưu Ly hỏi đi. Bây giờ đấy thì vẫn như cái câu hỏi trước đó, bây giờ anh ví dụ như lật đổ Đảng Cộng sản, anh phải đưa ra được một cái tổ chức, một cái đảng phái nào mà em cảm thấy nó đủ tin tưởng. Anh phải chứng minh đàng hoàng chứ không thể nói khơi được. Nó đã có thành tích như nào trong quá khứ, trong tương lai, trong hiện tại và sau này tương lai. Đấy. Rồi, xong chưa? Rồi, anh cứ nói đi. Rồi. Nếu mà chúng ta biết cái Đảng Cộng sản này quyết định mất nước chứ không chịu mất đảng. Vì vậy, bây giờ, khi người dân đứng lên của đầu tư phòng nó phải có điều kiện cần và đủ chứ. Bây giờ lật đổ nè. Bây giờ em nói như này, anh đã bảo là Đảng Cộng sản xấu để lật đổ, ok lật đổ, nhưng mà bây giờ nếu rồi. Như lật đổ Đảng Cộng sản xong anh phải có cái gì thay thế chứ, bây giờ anh cứ lên đi anh nói xấu Đảng Cộng sản đây nè, thì dĩ nhiên khi mà lật đổ chế độ cộng sản sẽ có một cái nền đa đảng, họ sẽ xuất hiện. Nhưng mà người nào xuất hiện, nhưng mà bây giờ anh đấy, anh nói sẽ xuất hiện đấy là đấy là ở anh đúng không, nhưng mà anh nói làm sao cho người ta tin. Ví dụ như em nói này, em bỏ cái cốc này đi đúng không, thì anh đưa cho em một cái cốc khác, cốc này này đấy, em nhìn thấy thì em mới bỏ được, chứ bây giờ anh bảo tao sẽ cho mày cốc khác, em đập vô cái cốc này đi xong cái anh cười trừ, lúc đấy em làm gì anh, chả nhẽ ăn thịt à? Ủa bây giờ nó nghe, người ta đã chấp nhận là tội chế độ cộng sản là vì sao? Vì đó là độc đảng, một cái độc đảng không đem lại quyền lợi cho người dân thì sẽ có nhiều đảng ra, và nhiều đảng ra thì bắt buộc cái đảng nào nói lên được cái chính kiến đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân thì người dân họ sẽ bầu cái đảng đó. Nhưng mà bây giờ như này như bây giờ như này, anh sau khi mà anh bảo là lật để đa đảng này, bây giờ tự nhiên anh bảo là người dân làm sao biết được cái đảng đó nó sẽ tốt cho mình hay không tốt cho mình, tất cả chỉ là lời hứa. Ví dụ như lời hứa của anh Hùng Vương. Lưu Ly, bây giờ anh nói anh nghe. Bây giờ anh rõ ràng, trước mắt mọi người đều thấy Đảng Cộng sản, độc đảng là một cái đảng người dân, và một cái đảng này đảng thoái quá, nó chỉ cái dình cho một nhóm người thôi. Thì khi lật đổ được cái đảng này, bất kỳ cái đảng nào, anh không nói là đa đảng, bất kỳ đảng này, hay là nhiều đảng không cần biết, bất kỳ cái đảng phái nào ra mà có cái đường lối có thể đem lại được sự ấm no, hạnh phúc cho người dân thì người dân sẽ bầu cái đảng đó. Nhưng mà khi mà bà lật đổ đây rồi sẽ có nhiều đảng phái. Em nói sao? Nhưng mà vấn đề là người dân lật đổ đây có nhiều đảng phái họ ra. Ủa? Em nói sao? Sao làm có đảng nào được? Giờ không quay. Tại vì Cộng sản, Đảng Dân Chủ thiếu gì trong đó đó. Nhưng bây giờ họ chưa có thời cơ, họ chưa có lên được. Nhưng mà bây giờ đó, Đảng Dân Chủ chưa chứng minh được. Những người nói lên tiếng nói Dân Chủ đã bị Cộng sản nó bắt rồi. Làm sao mà được? Nói sao? Nhưng mà em nói này, bây giờ muốn lãnh đạo em đúng không? Thì trước em phải chứng minh cho em thấy được là anh tốt, anh có khả năng, anh tài. Ủa thì dĩ nhiên, thì bây giờ lúc đó khi Đảng Cộng sản lật đổ rồi thì lúc đó cái nhiều của đảng ra, đã nói nãy giờ mà sao lưu ly này? Khi mà lật đổ Cộng sản sẽ có nhiều đảng phái, họ sẽ đưa ra cái lập luận của họ. Cái đảng nào sẽ tốt, cái đảng nào sẽ làm được cho người dân thì người dân sẽ bầu.
ấy lập luận thì em nói với anh là lập còn luận gì nữa, ủa còn gì nữa hết à? Nói trời ơi thì như vậy lật đổ cái đảng cộng sản đi, sẽ có nhiều cái đảng. Chẳng hạn như bây giờ một số nước nè, sau khi đảng cộng sản là lật đổ rồi, ngày xưa tới giờ bao nhiêu đảng cộng sản, bây giờ đã bị lật đổ hết rồi, thì người ta theo thái độ nào? Thì lúc đó người dân họ chọn cái độ nào? Dân, ý dân là ý trời. Thì lúc đó ăn thua người dân họ sẽ bầu lật đổ này là bảo đảm phải có người dân đứng lên. Bây giờ như này, bây giờ để đam cho nó công bằng thì anh nói là bây giờ là nếu mà lật đổ xong đảng cộng sản sẽ có rất là nhiều đảng khác ra và người dân sẽ được quyền chọn cái đảng nào nó phù hợp với mình hoặc là chính xác. Ok, thế để đúng rồi. Em mời người khác lên để phản biện cái ý này, xong đó tiếp tục anh ok rồi rồi. Như thế cho công bằng đúng không? Ông nói ok đúng rồi, như thế mọi người sẽ khó để đàm thoại. Thì đúng rồi, đúng rồi. À hả? An Nhiên đợi một chút, An Nhiên cho Duy à, thôi rồi Duy đợi chút đi, An Nhiên lên trước đi. Xong rồi em lên, mỗi người một chút đi nhá. Làm màn quá này. Thế là nó không ấy. Ok, em chào lại anh nha. À, em chào lại cả nhà nha. À, trước tiên á, muốn lật đổ cộng sản hay là muốn lên trên diễn đàn để mà kêu gọi biểu tình hay là kêu gọi bất cứ cái gì thì em cũng có ý kiến ha. Tại vì cái này là em cũng mới học ở bên cái diễn đàn của Benny Trương với lại Tân Thái ha. Là thứ nhất là những người lên trên diễn đàn giống như Phe Kim á, là có một cái trước mắt là cái người khách vừa rồi của anh á, là chưa giữ được cái sự lễ phép lên trên diễn đàn, là chưa có không có chịu chào diễn đàn, không chịu chào tất cả các anh chị em trong nước Việt Nam. Cái quy định thứ nhất là của Benny Trương với Tân Thái, thì yêu cầu phe nhóm của Benny Trương với Tân Thái với lại đệ tử của Đào Minh Quân là ghi nhận vấn đề này nha. Lên là phải chào chủ diễn đàn với lại tất cả các anh chị em đồng bào Việt Nam trước ha. Đó là cái phép tắc đầu tiên của người Việt Nam. Không giữ được cái phép tắc này là không thể nào mà lật đổ được cộng sản đâu. Tại vì người ta nói tiên học lễ hậu học dân nha. Cho nên là anh cũng có một cái quy định riêng cho cái diễn đàn của anh đi, là những người đó lên là phải chào chủ diễn đàn và chào tất cả các anh chị Việt Nam trước. Trời ơi, không có chịu học lễ phép chút nào là không có được nha. Khi mà họ lên thì họ thể hiện cái phong văn hóa mà không quan trọng. Thì cái văn hóa, thì bởi vậy em nói những người mà muốn đứng đầu Việt Nam mà không có văn hóa, cái gì không có văn hóa lễ phép thì làm gì có tư cách để mà dẫn đầu nước Việt Nam mình. Cho nên là phải có một cái lễ phép trước. Em hôm qua em lên em chưa chào nó đâu cho em nói chuyện đâu. Cái đó mình phải chứng minh cái văn hóa của mình phải chứng minh cái sự lễ phép của mình chứng minh con người mình lịch sự văn minh thì mình mới có thể giảng dạy được cho người dân của mình nghe. Cho nên là cái điều này mọi người chưa có làm được thì không có cái tư cách gì nha. Chào chủ hồi nào lát nữa coi lại coi. Có chào anh rồi. Nhưng mà bạn mình nói trước là những cái địa điểm đó ok. Cho nên là bạn muốn thứ nhất là dạy, thứ hai nữa là mình nghiêm cấm tất cả những ve kim lên trên này. Anh Hùng Đan vội vàng quên chưa chào gọi là diễn đàn. Nhưng mà mình nghiêm cấm là lên trên này là cứ đả đảo cộng sản là mình không có chấp nhận điều đó nha. Thứ ba nữa là lên mà liên quan tới bác là bạn bị mình bem chết đó nha. Okay. Còn mình chưa có kêu tên cái bạn đó, bạn kêu tên mình là bạn coi chừng là bạn bị thì mình cho cái câu là ngu lâu dốt bền mà dòng tộc ngu đó nha. Ok. Rồi em xong, em đi làm đây. Bye. Okay. Chào anh. Thank you. Nó thấy chưa? Hả? Anh nói thiệt với anh Hùng Lâm nha, trên đời không có cái dạy nào giống cái dạy nào nha. Anh hết chuyện chuyện đàn bà với mẹ đàn bà làm chuyện chính trị gì thấy nhức đầu chưa? Bổ vậy á. Mới chính trị giờ mới chào hỏi học lễ. Chị An Nhiên ơi, em nói thiệt chị lung manh chính trị cả nồi. Chị ảo quá. Bây giờ cái cách nam với anh Hùng Lân thì có nhiều cách lắm. Em cũng đam nhiều lần rồi, giờ em đam kiểu Việt Kiều rồi, mình đang nói chuyện Việt Kiều, ví dụ Việt Kiều giờ Việt Nam chịch gái 18 đi. Đúng không? Bây giờ thuyết phục em ơi cho anh chịch phát đi, em cho anh nhà, anh mua nhà cho em. Thì con nhỏ nó ngu nó sẽ đưa cho chịch.
Không phải trong khi nó chưa cầm sổ đỏ là ngu rồi. Bây giờ á, cái giao dịch nó muốn thành công á, thì anh ơi, bây giờ á, bây giờ á, mình làm hợp đồng đi. Bây giờ anh ra mua nhà cho em trước đi, đúng không? Mua nhà sang tên này nọ tốn mấy ngày, rồi anh với em viết thêm cái cam kết vụ chịch chịch riêng đi. Đó, anh mua nhà đứng tên cho em đi, rồi mình mới đi chịch. Mình chịch xong, anh chịch phê xong rồi đó, anh ký giấy, ừ đã chịch rồi, thì em cái nhà đó thuộc về em. Vậy nó mới công bằng, đúng không? Vậy nó mới rõ ràng. Tức là cái gì? Tức là phải một cái gì đó mang tính chất giao dịch, nó phải an toàn. Hiểu không? Hiểu không? Anh Luli hiểu vụ đó không? Bây giờ á, hiểu chứ. Anh cái chỗ mà anh Hùng Lân anh nói là bây giờ lật đổ Đảng Cộng sản, thì trong lúc một phản trống quyền lực như vậy đó, thì ai là đầu đất nước? Bà mẹ lo bầu cử. Bây giờ không có được. Bây giờ quân đội Đảng Cộng sản nắm, công an Đảng Cộng sản nắm, bây giờ anh lật đổ đi là mất mẹ quân đội, mất mẹ công an rồi, thì thằng Trung Quốc nó có răng không anh? Đúng không? Thậm chí Campuchia nó qua nó giải phóng miền Nam luôn đó. Nên cái chỗ đó mình nói nghiêm túc. Còn bây giờ mình đam hài nè, thì ok cứ cho anh lật đi. Bây giờ á, anh muốn lật đổ Đảng Cộng sản thì dẫn quân đội, dẫn gì đó về lật mẹ đi. Em người dân em coi bằng nào mạnh em ủng hộ à. Ví dụ bây giờ anh đưa ra một cái giả thuyết là lật, thì bây giờ anh phải đem cái gì đó về lật, để lật được đi chăng nữa thì mới có những cái đảng gamer, đảng mê gái, rồi đảng trà, đảng thanh, đảng đỏ, đảng thằng bà, đảng sợ vợ gì đó ra tranh cử. Đó là cái câu chuyện của sau này. Còn bây giờ cái câu chuyện là lật, ai lật thì người dân em méo quan tâm. Người dân em quan tâm đâu, ông Liên chả quan tâm. Anh tất nhiên cứ lật đi. Nếu mà Đảng Cộng sản yếu thì để cho anh lật thì ông chịu, Đảng phải chịu thôi, chứ giờ đất ai giờ. À. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng bảo anh đi đặt là không đặt đâu nhá. Giờ đặt nó đập vỡ đầu sao? Thì đó. Được lên lãnh đạo đâu. Thì cứ cho là ừ, anh đang bất mãn Đảng Cộng sản, anh đang thù Đảng Cộng sản, anh muốn lật Đảng Cộng sản thì lật đi. Thì mình lật thì mình cứ lật thôi, chứ mình lý luận gì giờ? Em thấy cái chỗ này đâu có gì đâu lý luận. Đúng rồi. Nhưng vấn đề nằm chỗ là bây giờ anh hỏi là ừ, lật xong thì tao được bảo vệ bởi ai? Công an thì không còn, cảnh sát không còn, lúc đấy đầu gấu lên ngồi à? Thì lúc đó là đảng gamer em ra sao? Tức là đảng gamer của em là cái câu chuyện sau này, đúng không? Còn bây giờ đảng nào lật thì đương nhiên đã có công, đảng đó chắc được người dân ủng hộ rồi đó. Anh thử lật thử đi, anh lật rồi Đảng Cộng sản mạnh thì tao đập anh chết. Còn nếu mà anh mạnh đó thì anh xóa ngồi được Đảng Cộng sản, anh làm được đất nước. Thì cái này gọi là gì? Tranh quyền độc vị. Đó là cái chuyện này, chuyện bình thường, người dân đứng ngoài chứ em ngu gì cái dây vô. Dây bên này bên kia. Tự nhiên mình như này chả có liên quan gì, thằng nào không phải Đảng Cộng sản thì cũng là thằng khác đi lãnh đạo. Mình chả được cái gì, tự nhiên lao đầu vào đi vụt nhau xưng đầu mẻ chán. Thôi thì chuyện này chuyện của các ông, đúng không? Ờ. Thì em nghĩ là cái chuyện mà lật đổ Đảng Cộng sản nên chốt đi. Thì ai muốn lật cầm quân đội về lật, cái cầm gì đó lật thoải mái. Nó là cuộc chiến giữa Đảng Anh với Đảng Cộng sản. Đâu gì đâu tranh luận, đâu gì phản biện. Đúng không? Mình lý luận cho này đâu được gì. Nên tao đổi đề tài đi chứ, đúng không? Nó gì bây giờ anh họ cứ kêu gọi lật đổ, kêu gọi người dân nhưng mà cái vấn đề trả tiền. Kêu gọi người dân đúng không? Vậy là đang mướn người. Đang mướn người trả tiền, làm hợp đồng đi. Bây giờ cái kèo mục đích cuối cùng là đổ Đảng Cộng sản, rồi giờ trả lương ngày, lương tháng, lương năm. Còn trong trường hợp lật được thì sao? Chức gì đi ra? Còn trường hợp lật không được thì sao đây? Trường hợp ở tù thì sao đây? Thì cứ ghi ra rõ ràng hợp đồng đi, được thì người ta tham gia thôi. Chứ anh Hồng Lân đâu có thể nào anh kêu người ta không có tham gia cho anh không công được anh. Đó đoạn này là bất công, đúng không? Không tham gia không công được. Thì cái chuyện này em không ủng hộ, em không phản đối, thì anh cứ làm cái việc anh cho là đúng. Còn tất nhiên anh muốn thuyết phục anh Uli hay gì, hay mọi người ở đây hay gì đó, thì cứ đưa ra hợp đồng, hoặc đọc cái hợp đồng xong á, họ được thì đặt, họ đặt cái bút họ ký vô. Mà khi họ ký vô là họ chịu trách nhiệm với cái việc họ chứ cái việc mình làm. Xong thôi, lớn hết rồi. Chuẩn không các bạn? Mấy bạn nào muốn lật hay gì đó mà cứ soạn hợp đồng với anh Hồng Lân. Rồi quyền lại các bạn tự thương lượng luôn. Gì đó. Đúng đó. Đúng. Thương lộn cái đó. Anh đồng ý đấy. Ừ. Vậy gọn gàng. Vậy là cái việc này đúng rồi, anh chốt. Anh Hồng Lân anh nên không nghe lại vừa. Bảo mình rồi. Không cũng... Anh Hùng Lân ok đi nào anh Hùng Lân. Bây giờ như bọn em là người dân đúng không? Em chả biết là ai đúng ai sai. Đấy, mà cũng chẳng quan tâm. Bây giờ anh nói Đảng Cộng sản xấu. Anh nói Đảng Cộng sản không tốt.
Nhưng mà vấn đề là bây giờ anh có cái đảng nào, có cái chính, có cái nào thay thế cho em thấy được nó tốt hơn là Đảng Cộng sản thì em mới mới mới, mới thay được. Chứ còn bây giờ anh cứ nói khơi khơi là rồi sẽ anh hứa. Thôi, em sợ nhất là con ma nhà họ Hứa. Rồi, em đang mời đấy. Rồi Lê Lê, chào Duy nha. Thứ nhất á, nên nhớ rằng cái câu hỏi của Lưu Ly là anh trả lời vào câu hỏi của Lưu Ly. Đúng. Còn câu hỏi của Duy nó lại thuộc về câu hỏi khác nữa, đúng không? Đồng ý có phải là Lưu Ly hỏi anh rằng là nếu lật đổ chế độ Cộng sản thì đảng nào lên, đúng không? Cái đó là câu hỏi của Lưu Ly, anh trả Lưu Ly. Còn rõ ràng Duy lên trả lời một cái câu khác rồi. Không, đúng có không? Nghĩa là thằng Duy nó hỏi anh là vấn đề là những cái mà anh đưa ra đó. Những cái đưa ra đó không, nó không. Chưa nhìn thấy. Rõ ràng bây giờ hai cái anh nói Lưu Ly nghe nè. Lưu Ly đã đồng ý với anh là quan niệm là lật đổ chế độ tà quyền Cộng sản xong. Đảng phái nào lên? Đấy, cái này anh đừng còn có nói cái vấn đồng ý, đề em nói là nếu, đừng có nói bảo em đồng ý lại xuyên tạc em chết. Ủa em. Thì đó thì anh nếu nào lại là nếu, nếu mà là không à, ok thì anh trả lời đúng với câu hỏi của Lưu Ly. Rồi còn bây giờ Duy đưa một cái câu hỏi khác lên, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nó với em rất là lòng vòng. Nói điều gì không, không phân định thắng thua, nhưng mà bây giờ chúng ta dùng nhau bằng cái lý lẽ, bằng cái đúng. Cái thì bây giờ đó. Thì đó, thì bây giờ ý anh nói là không có nào, anh muốn rõ ràng rạch ròi cho đó. Hả? Mấy em rất là lầm vòng. Phần đam, thí dụ như ở Duy muốn đam anh câu đó, thì ok, anh sẽ đam lại cái câu đó. Anh đã nói rồi, lấy cái gì lật đổ. Đã nói người dân, thời cơ đến, bảo đảm ở trong này cũng vậy nè. Đó, trong cái đảng phái, đảng Cộng sản cũng rất là nhiều mâu thuẫn. Đó, có nhiều, rất là nhiều cái, chứ không phải riêng. Khi mà lật đổ chế độ tài quyền Cộng sản rồi đó, rồi Duy nói là sợ là Trung Quốc hay là này qua. Thì anh, cho nên anh phải nói lặp lại cái gì? Khi chế độ tà quyền Cộng sản lật đổ, nó phải có cái cần và đủ. Là bởi vì sao? Bởi vì Đảng Cộng sản vì thà mất nước chứ không chịu mất đảng sẽ ra đàn áp người dân. Không không, cái này đó anh đam là Duy. Tại anh Duy đã hỏi anh là lực lượng nào này nọ mọi thứ đó, anh đã nói. Rồi còn Duy đã nói nếu không là bị mất nước thì sao? Campuchia qua nó chặn nó kiếm sao? Thì bây giờ anh phải giải thích chứ sao giờ? Duy đồng ý giờ có cái anh đam cái câu của Duy không? Đấy, anh vậy thôi à. Thế đó giờ anh đam lại cái câu của Duy á. Rõ ràng Duy nói bây giờ trong khoảng thời gian đó Campuchia, Trung Quốc rồi vô đi kiếm Việt Nam thì sao? Thì anh phải nói lại điều kiện cần và đủ. Khi mà đã lật đổ chế độ tà quyền Cộng sản này thì bảo đảm 100% là có sự đàn áp của Đảng Cộng sản. Đã gọi là tà quyền rồi thì nó sẽ đàn áp. Mà khi nó đàn áp người dân nổi lên như vậy đó, chắc chắn sẽ có nhân quyền quốc tế, quân đội quốc tế vào giữ an ninh là điều kiện cần thứ nhất. Điều kiện đủ thứ hai, sẽ có tất cả những người Việt Nam hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa tất cả mọi nơi họ về họ chung tay để mà xây dựng đất nước. Hồng Lan nói cái này, tất cả những người yêu người Việt Nam yêu nước tất cả mọi nơi, trong đó có những hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đã thành công ở trong nước Mỹ, họ cũng sẵn sàng về để mà chung tay đóng góp đưa một đất nước Việt Nam hùng cường, hùng mạnh, dân chủ. Rồi, đó là câu đam của anh. Ok, ok, để cho Duy lên nó xem là cái câu đam của anh nó có ok không? Như thế nó thoải mái. Ok, đúng rồi em ạ. Vâng, vâng. Duy có ok không em? Cho bác cầm lên trước nhá. Bác cầm lên trước, sau đó là sẽ Duy sẽ lên. Các em trẻ ngồi bình tĩnh đi, chúng ta đừng có mà dựng lên như thế. Chào vâng. Vâng, chào bác. Con có nghe rõ không? Nghe rất rõ. Nghe rất rõ thì ok, tôi cho quay cái này trước. Sẽ hơn 30.000 lượt like và hàng ngàn lời bình luận. Trong số những lời bình luận, có một người Việt hải ngoại chống cộng đã nói lên những điều không tốt về Việt Nam. Trong đó có một nickname mang tên là Phá Tư Hoài đã viết được tin Việt Cộng ngày tổng thống.
bình luận đó đã phản ứng dữ dội, đặc biệt là những ý kiến phản đối đều là người Mỹ. Thì ngay lập tức một người Mỹ có nickname là Jack Bristow trả lời rằng: mày nghe cho rõ nhé, chúng mày, những kẻ thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều là những kẻ phản quốc. Những con người sáng suốt bao gồm người Mỹ sẽ không thể tin những người đã phản bội lại đồng bào của mình. Nếu chúng mày đã phản bội đất nước của chúng mày, thì điều gì chắc chắn rằng chúng mày sẽ không phản bội nước Mỹ của chúng tao? Làm sao chúng tao tin được bọn mày chứ? Việt Cộng đã chiến đấu cho đất nước mình mà không hề sợ hãi, họ không phản bội đất nước. Và những việc họ làm rất tốt, tại sao chúng mày lại không tin họ? Chúng tao cho chúng mày ở lại Mỹ chẳng qua vì nhân đạo chứ không phải vì đồng minh. Chúng mày chỉ là những con rối làm những gì chúng tao, tức là làm những gì người Mỹ chỉ bảo qua những cái sợi dây mà thôi. Đích đáng quá, nhục nhã quá, đích đáng là vì đấy là những lời trung thực, khách quan, chính xác và xác đáng về những... Nghe rõ không? Mình nghe rất rõ ạ. Cái đó là một người Mỹ, đó là một người Mỹ viết trên một cái status của Facebook. Như thế đầy đủ nói lên cái gì, người Mỹ đối xử như những người đó là tao thấy tao mang cũng nhục lây luôn. Thì thôi đủ, còn gì đâu để phải nói. Ở phục quốc con khỉ. Mày thấy rõ ràng. Mày thấy rõ ràng không? Người Mỹ người ta đã xác nhận cái điều đó chưa? Còn nhiều lắm. Tao không có nói chuyện tới ai, tao không kêu tên ai, yêu cầu đừng có kêu tên tao ra. Nói một cách khác chăng nữa, tao hiện giờ thì tao thấy ở trong nước thì đường hướng họ đi rất là tốt. Thế thôi, còn cái chuyện mà phục quốc chờ đi, không ai nghe đâu, không ai nghe đâu. May là chỉ có người thằng, những cái thằng mà ham ăn biết làm. Bây giờ, ham ăn nát làm. Rồi ngồi đó chờ đồng tiền rơi rác, rồi tụi bay là coi như là rót về 50, 100 đô. Rồi họ ra làng, la xóm lên được lý do tại vì mà có những cái thứ đó là thứ xì ke, ma túy, rồi... Úi trời, đủ nhiều lắm. Đâu còn nữa nè, đủ còn cái vụ, tao mới đọc được cái vụ vào luật sư Nguyễn Duy Hùng là một người có tiếng ở cộng đồng hải ngoại này. Và ông ấy luật sư, ông hình như là ông ở nằm ở trong hạ viện thì phải, luật sư. Ông ấy Hoàng Duy Hùng gì? Hoàng Duy Hùng. Ông ấy là từng là dân biểu ở thành phố Houston. Đúng rồi. Đồ mà ông chửi Phan Kỳ Nhân với lại cái đám biểu tình Đàm Vĩnh Hưng như là chó. Đồ mà. Mệt, muốn nghe không? Mà cái đó là người cộng đồng, người chống cộng bên Mỹ đó nha, chứ không phải là đâu lại. À, muốn nghe thì cho nghe luôn để khỏi mắc công trù dập, có nghĩa là nghe đi bác, đấy là cũng rồi. Là hồng dọa Việt Nam Cộng Hòa đó. Đó. Thì bây giờ đó Trung Cộng như tôi đã nói là đã xây được một cái đường băng để cho máy bay lên xuống, rồi xây được một cái nhà, rồi bây giờ sắp sửa cá hô mà chửi, rồi lên trên đài tiếng nói tôi của Hoàng bắt chửi tôi ngày đêm là chuyện là Việt Cộng. Bây giờ đó là chủ tịch cộng đồng tôi bắt tôi đó, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia ưu tiên của cộng mà biết bao nhiêu người, là 7-8 ngàn lá phiếu mà tôi lên làm chủ tịch cộng đồng mà nói rằng là tôi là coi như Việt Cộng cộng phải biết 7-8 ngàn lá phiếu đó là một mắt hai cái lỗ mũi và hai cái lỗ tai để đâu mà để còn một ông Việt Cộng lên làm chủ tịch cộng đồng, có phải là mấy ông tự tôi là chỉ đã cái sự trí tuệ của mấy ông hay không? Tôi nói với ông Lê Văn Xanh, tôi nói với cả với bác Phan Kỳ Nhân ngày hôm nay đó, nếu mà đó bác Phan Kỳ Nhân nghe cái clip này bác nhớ lại đi, tôi nói rằng chống ông Nguyễn Tấn Dũng đó là cái bổn phận của chúng tôi. Nhưng mà nếu ông Tấn Dũng nhân danh là thủ tướng cộng sản mà muốn tới cộng đồng thì tôi cũng tin ta bổn phận cộng đồng tiếp ông Nguyễn Tấn Dũng tại cộng đồng một cách đàng hoàng, trân trọng ngoại giao của hai quốc gia là nước Mỹ và nước Việt. Nhưng mà đó cộng đồng là cái gì, cộng đồng đó là cái gì đó mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại đến đó thì có bị là tôi đã nói rất là rõ ràng luôn, cả bác Lương Văn Sạch đã nghe cái chuyện này, là người ta cứ tưởng rằng là mình là có to hơn cái gì đó, cả là cái gì hết. Nếu mà ông Nguyễn Tấn Dũng mà ông ngỏ lời ông đến thì đó là cái may cho dân tộc mà để sẵn sàng ngồi lại để nói với ta chúng ta có những cái sự bất đồng. Tại sao chúng ta phải làm
cũng đã biết rồi. Tôi cũng đã từng bị chụp mũ, mà mặc dù là chủ tịch cộng đồng nha, bị vẫn bị đánh giá, mà tôi cũng không có sợ cái chuyện mà gọi là cách bắt nè. Đây là cái chuyện mình của tôi nói lên cái tiếng nói lương tri của tôi. Để trở lại cái việc mà 45 năm rồi ở biển đảo Hoàng Sa đó ra, các bác tổ chức một cái lễ tưởng niệm long trọng, rồi các bác cũng sẽ mặc áo phụng ở tái nhau. Tôi, chúng ta là những người đã hy sinh cho đất nước chúng ta, cái này cái nọ. Tôi nghĩ rằng là những cái điều đó mà họ cứ nói là chống cộng sản thì họ là cũng tệ hơn cộng sản. Đối với tôi như vậy, tôi không có sợ cái chuyện mà gọi là các bác mang súng tới nhà tôi hoặc là mang bom đạn đến nhà tôi nổ đâu. Thì các bác nói cho đảng, nhưng mà thực tế các bác cũng không khác gì bên phía cộng sản mà còn tệ hơn cộng sản. Khi mà cái cuộc chiến mà Trung Cộng bắn chết lính Việt Nam, được rồi, nghe tiếng đủ rồi bác cầm. À, cái này ông nói đang nói chuyện huyện Điều Hòa, trường Hoàng Sa là ông chửi cái đám này ngu quá, tại vì tụi bay không có biết ở đây đã giải mã rồi tất cả những cái mà Mỹ nó đã ký hiệp ước với lại Trung Quốc rồi, mà chúng mày ở đây tụi bay còn tưởng niệm, tụi bay còn hô hào cái là ủng hộ Mỹ này kia, rồi ông chửi tưng bừng sao bay qua lá luôn. À, mà thấy rõ ràng không có nghe đủ, mà thứ nhất là người Mỹ không ủng hộ, thứ hai là những người ở chống cộng cực đoan như ông này cũng là chống cộng luôn mà ổng còn chửi, thì tôi hỏi mày lấy cái cục cức gì mà đi về, không lẽ xách dép lê đi về hả? Đồ cái này là video nhất của nữa, cái này là nữa. Ngoài thật anh Hùng Lân, anh ở Mỹ, anh là một trong những người chống cộng, anh không biết Hoàng Diều, anh nghe tiếng của Hoàng Diều mà anh không nhận ra. Thứ ngu biết gì, đủ mệt quá. Ok. Vâng. Rồi sao mà tao chỉ nói vậy thôi đó, tao đưa bằng chứng xác thực thì thôi. Ok. Vâng vâng. Thì bác cầm, bác ấy đưa ra cái ý kiến rất là hay ở chỗ này. Bác ấy đưa ra một cái ý kiến của người Mỹ, một cái ý kiến của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Mà nói thật, nếu mà để mà nói nhận xét thì em tin ông Hoàng Duy Hùng hơn anh Hùng Lân, bởi vì ít ra ông ta cũng là dân biểu của thành phố Houston. Ông ta là một quan chức của thành phố Houston. Ông ta có thể đại diện được một phần nào đó cho chính quyền của nước Mỹ, đại diện được cho người Việt ở Mỹ. Chứ còn anh thì chưa có quốc tịch Mỹ, lại còn gọi là nói cho cùng thì cũng lại không có cái tên tuổi gì trong cái gọi là cộng đồng chống cộng ở Mỹ. Các em sắp sang mời anh lên đó. Ông Lưu Lê. Vâng vâng. Đó là Hoàng Duy Hùng Lưu Lê. Nghe anh nói nè, Hoàng Duy Hùng là ở Hilton anh quá rõ ràng rồi. Vâng. Cái video clip này là bị lắp ráp, lắp ghép. Bây giờ nếu anh sẽ đưa bằng chứng lên, kêu cái thằng lão cầm nè, lúc trước đã lấy cái video anh của anh nghe, lắp ghép mà nghe, rồi la cho đặt anh nghe, là cái ngu thứ nhất rồi, vẫn chưa phản biện lên. Bây giờ xem cái ngu thứ hai, nếu anh đưa ra được bằng chứng, những cái gì lão cầm đưa những toàn những cái video lắp ghép, bây giờ lão cầm có cục tui, có cất và ăn không? Dám cả với anh không? Anh nói một câu thôi. Anh nói một câu thôi, trả lời đi. Rồi anh đưa ra cái đường link không lắp ghép đi. Ủa, bị cái thứ nhất, kêu lão cầm đưa lên cái video ngày xưa ông đưa của anh lên, ông xuyên tạc, ông nói là anh làm cái video clip mà có con Hạ My đó, là cái thứ nhất. Bây giờ kêu ông lên trả lời với anh lại cái đó cái đã, rồi anh đưa bằng chứng ra cho. Chuyện nhỏ, nó ngu vừa vừa lắm, thằng lão này già nó ngu. Bữa trước đã một lần rồi đưa cái video clip, cái hình ảnh video clip của nói anh với ai lúc đầu nói anh với IQ á, anh với Jason đó nói xấu Hạ My, có cái hình Hà My với lại ai bên hông á. Nhưng mà đây là một cái clip ở trong cái đài lửa bóng. Không, anh xem Hoàng Duy Hùng xin lỗi, là người ở chỗ anh đây, anh sẽ lấy video clip anh đưa lên lại, anh sẽ phản chứng lại. Lâu cầm này ngu, anh nói thật cái này ngu lâu chốc bền lắm. Cái của anh nó đã không nhận ra được rồi, thêm một cái video clip nữa anh nói thẳng luôn nè. Một cái video clip thứ hai, nó đưa lên nó nói là người Mỹ ác đốt cháy nhà, nhưng mà nó không chịu chiếu lên cái đoạn thứ hai, người ta cắt ghép rồi, người ta không chịu đưa đoạn thứ hai, đốt cháy cái nhà đó, xây dựng một cái nhà khác. Anh có quyền video clip chứ mà. Đó là cái ngu thứ hai. Cái ngu thứ ba bây giờ nè, nhìn lên thử coi. Đó, bây giờ đó, Tư Tân Bình trả lời vậy đó, đồng ý là có bất kỳ video clip, nhưng mà mình nhìn vào cái miệng nó nhét như thế nào mình phải phân biệt được, đừng có ngu quá. Mình phải nhìn coi cái miệng và bây giờ khẩu hình. Anh nghe tiếng Hoàng Dùng đó, kể cả cái lời nói ở cái hình đó không phải là trong lúc nói đi, những cái tiếng đó là tiếng của ông Hoàng Dung.
cái tiếng, cái âm thanh đó thì không ai nhép được. Trời ơi, nó lăn ráp ráp được mà. Có những cái video clip anh đưa lên cho. Nó lắp ráp, nó chửi đời nọ mọi thứ thì sao? Đó, cả hàng như bây giờ em thấy cái có con An Nhiên đi. Thấy không? An Nhiên là người đó luôn luôn là chống phá những người hải ngoại như thế nào. Nhưng mà lại có những cái video clip lắp ráp vô. An Dương chửi cả cụ Hồ á. Thì sao? Thì bây giờ là An Dương nói thiệt hả? Bữa là anh đưa cái đó lên nha. Vậy là đó là An Dương nói thiệt nha. Mình bây giờ đầu não phải có đầu cái não. Nếu mà có bem đấy thì anh đi bem cái lửa vòng trái đất. Bởi vì nó đưa cái video clip đó mà mọi người chỉ biết ngồi. Không, bây giờ cái đó rồi. Cái đưa cái đường lên tới đây. Rồi anh phân tích ra cho. Mình phải nhìn cái khẩu hình. Quay những cái chỗ nào, khẩu hình ở đâu, cái tiếng ở đâu, lắp ráp vô rồi đưa vô cũng được chị. Nó không ra đâu, giờ đâu hết á, mình phải có cái đầu chứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, đây anh thấy có tên Phú Nguyễn vậy nè. Bây giờ hỏi cái tên này nè, có dám cho anh biết được địa chỉ chính xác của Phú Nguyễn ở Phan Rang không? Để làm gì? Đây là một cái thằng á, là ngày xưa chuyên môn đi bắt người dân. Nếu anh không lầm, ngày xưa cái thằng này đó, Phú Nguyễn mà hay lên diễn đàn của em á, ngày xưa chuyên môn đi bắt người dân biểu tình. Mà tại sao bây giờ chạy qua đất trốn? Anh đang kiếm cách anh lôi ra đó. Anh mà kiếm được cái địa chỉ, bây giờ nó dám đưa địa chỉ chính xác mình đang cho anh đi. Bây giờ chúng ta đang nói chuyện về cái vấn đề là to tát, như là lịch sử, là cái vấn đề ví dụ như lật đổ hay là không lật đổ lý lẽ, cái chúng ta không đi bem vào cái chuyện cá nhân. Không, thì bây giờ cái này đó là bây giờ anh đã đam cái phần của Duy rồi đó. Bây giờ lão cầm đưa lên cái này anh đam lão cầm thôi. Đúng không? Bây giờ rồi. Bây giờ cái vấn đề anh nói đấy là khi mà lật đổ xong này thì sẽ có bạo loạn này, có bạo loạn thì lúc bấy giờ là sẽ có các tổ chức nhân quyền hoặc là rồi là đúng rồi, quân đội quốc tế ngoài nó vào để nó bình ổn cái đất nước mình, đúng không? Đúng rồi. Thế đến khi mà bình ổn xong ấy thì nó không ra thì làm nào? Ví dụ như Trung Quốc nó vào, nó đưa quân vào, nó bảo là thấy Việt Nam loạn lạc quá, nó vào nó bình ổn cái điều kiện cho Việt Nam, điều kiện an ninh cho Việt Nam, thì bây giờ anh sẽ nghĩ sao? Tức là ý em nói là sau khi lật đổ rồi hay là sao? Ví dụ đang cái trong lúc cái lật đổ bạo loạn xảy ra đúng không? Thì chính quyền đàn áp dân đi đúng không? Chính quyền cộng sản đàn áp rồi đúng rồi. Thế là bắt đầu lúc ấy Trung Quốc nó thấy đàn áp, nó tràn quân vào, nó bảo nó mang danh là xuống để dẹp loạn, ấy nó giữ trật tự cho đất nước nào nọ kia, thì đến lúc ấy anh sẽ nghĩ sao? Trung Quốc nó đang muốn nhăm nhe, nó lợi dụng cái điều đó để nó tràn vào. Quyền quốc tế thấy nhiều nước còn bên vô chứ đâu có thằng Trung Quốc đâu được cho xỉn gì? Đồng minh Việt Nam làm gì có đồng minh với ai? Ủa, Việt Nam làm bây giờ nó thằng Trung Quốc một mình nó vô. Anh so sánh như là khập khiễng rồi. Nếu một mình thằng Trung Quốc nó vô là bảo đảm nó càng vi phạm nhân quyền quốc tế hơn nữa. Nó phải cái nhân quyền quốc tế là phải cái nhiều nước đồng minh quốc tế cùng vào, chứ không phải là một mình Mỹ con dân không vào được nữa. Vấn đề là khi mà muốn khi mà các nước mà họp với nhau bảo chúng ta quyết định vào Việt Nam đấy, thì các nước sẽ mất thời gian này tập trung quân này, rồi là viết kế hoạch này, rồi chuẩn bị hậu cần này. Thì lúc bây giờ thằng Trung Quốc nó cũng lên tiếng nó đã thôi tao ở gần tao vào trước cho. Việt Nam nào? Em nói chuyện bây giờ đó được gọi là nhân quyền quốc tế, phải có quốc tế nhiều đồng minh nó vô chứ, tự nhiên nó phải nước nào muốn vô mình vô được em. Không, anh đưa cái này ra anh không khập khiễng quá, không được đâu đi ơi. Thì bây giờ anh bảo là quốc tế nó vào thì bây giờ quốc tế trong đó có cả Trung Quốc đúng không? Cái chuyện đó là dĩ nhiên đúng không? Không, cái vấn đề nó xin lỗi em, quốc tế là bắt buộc phải có nhiều nước vô và người ta phải giữ vô. Thằng Trung Quốc nào mà dám nó dám đàn áp dân hay là nó dám mấy đâu? Nó không đàn áp mà nó vào, nó đưa quân đội vào, nó bảo nó giữ trật tự không được đánh nhau nữa để nó bảo vệ dân. Đấy, nó mang cái tính chất là gọi là bảo vệ nhân dân. Ủa như vậy còn những nước đồng minh thì sao? Nước đồng minh thì bây giờ thằng Trung Quốc nó đã vào rồi, nó bảo nó để tao vào cho, chúng mày cứ đứng ngoài, tao cái này tao lo được. Anh Hùng Lân tự nhiên bị tụt rồi. Các bạn có thấy không? Đúng không? Không, các bạn, chúng ta cứ phải nghe những luận điệu như thế thì chúng ta mới thấy được là cái nào nó có lý, cái nào không có lý. Nên chúng ta cứ bình tĩnh mà nói chuyện làm sao mà với những luận điệu này mà chúng ta cũng sợ. Với những luận điệu như này mà chúng ta cũng sợ thì tôi cũng chịu, các ông các bà cũng hiểu được là tâm lý chúng ta thế nào.
Nhật Đông anh không mời được em lên nhá. Anh đưa anh Cao Chính lên xem nào. Chung quy thì cũng lại vẫn nhờ nước ngoài, mà nước ngoài vào thì nó lại vào, nó lại hà hiếp dân mình. Đến lúc đấy dân mình súng ống không có. Biết lúc đó tôi hỏi các bạn làm được cái gì nữa nào. Của anh Cao Chính cũng không đưa lên được. Ôi mời sư phụ lên vậy. Hello. Hello, chào sư phụ. Ơi, chào lại diễn đàn một lần nữa. Nãy mới vừa coi được tới chỗ Bắc Cành thì cái đề máy nó hết pin. Tranh thủ cắm sạc tôi giờ mấy phút nó có lên được chút rồi nói mấy câu thôi. Nghe cái e này á, thì thấy nó gì đơn giản vậy, tôi không có đam với cái ông này rồi. Nhưng mà nói thiệt nó cũng ngứa cái miệng của bằng tăng xin tu thôi, nghỉ tu thêm một phút nữa, nãy nghỉ tu 5 phút. Cái lộn với gì nãy rồi. Tam đội bộ rồi bây giờ xin nghỉ tu thêm 1 phút hay 2 phút gì nữa đi. Nói ngay với bác Cầm thôi nha, bác Cầm ơi. Anh Cầm ơi. À anh Cầm, thì ai anh thôi nha, tại vì anh lớn tôi chắc cũng vài 3 tuổi vậy thôi. Bây giờ tôi nói anh đó là tôi nghe cái e này là tôi biết rồi. Anh có biết tại sao mà người dân trong nước đó nhiều khi có những lúc đó, họ cũng bực mình mấy cái ông mà tham nhũng rồi nọ lắm. Không phải là tất cả chính phủ này tham nhũng, chứ tất cả chế độ này tham nhũng, nó có một bộ phận thôi, nhưng người ta cũng bực mình đó. Nếu như mà có một cái ai đó mà tốt đẹp, ngon lành đó, là dân đó, nó đã là lật mẹ nó lâu rồi. Nhưng mà nó đưa ai lên này tôi không biết, tôi không biết ai, nhưng mà điều dứt khoát là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì là dân ở trong nước mà nó ớn tới cần cổ. Tại sao? Tại vì kẻ thù nó đang lâm le ở biên giới kia kìa đó. Mà nếu mà cho mấy ông nội này về đó là mấy ông đu càng tập hai, hiểu không? Ông đu càng tập hai là đúng mẹ nó mất nước chết luôn. Cho nên thì thôi bây giờ mấy ông này á, mấy ông cộng sản này ông cũng còn chưa có được hoàn thiện lắm nha, một số cái còn sơ sót này nọ, nhưng mà quánh giặc là chì nha. Quánh giặc phía Bắc, quánh giặc phía Nam, quánh cho Mỹ Cúc, quánh cho Ngụy Nhào, quánh Pol Pot ở bên kia nhăn răng chắc luôn mấy tụi bay viện trợ cho tụi Pol Pot Mỹ nè, Trung Quốc nè, viện trợ cho phe Tân San nè, phe Pol Pot nè, tất cả các thứ chắc luôn nha. Một mình Việt Nam cân hết, cân cả Trung Quốc phía Bắc à, được chưa, ngon chưa? Như vậy thì nhân dân này không tin vào cái khả năng đánh giặc để giữ đất nước của mấy ông này thì còn tin ai? Thành ra nó là giữ mấy bên kia nó mới có nhúc nhích là ông nhảy lên cạnh để chết mẹ luôn. Đúng rồi, thấy không? Đó là người ta sợ. Cái điều thứ hai nữa đó là chuyện của nước Việt Nam là để nhân dân Việt Nam tự quyết, tự giải quyết. Một cuộc chiến tranh mấy mươi năm mà cuối cùng Mỹ ngồi xuống ký, giao lại cho nội bộ người Việt Nam giải quyết với nhau. Bữa nay các anh đã lòi cái đuôi tròn các anh ra là tưởng sao? Thì ra là chuẩn bị kêu nước ngoài vô. Bà mẹ đó, ta tốn xương máu bao nhiêu lâu để người ta giành cái độc lập. Mà bây giờ mẹ hở hở cái là kêu mà bu chứ kêu thầy vô à. Rồi đất quỷ thần nó nổi bao nhiêu đó là nhân dân Việt Nam này người ta là quốc các anh từ mới chống đối các anh, tức là lý do nó như thế thôi. Thôi cho chú xuống hai cái lý do đó để nói rõ là nhân dân Việt Nam không đồng ý các anh. Thôi nói thật mấy Hùng Nhân này, bây giờ mà đấy anh cũng thấy đấy, Ukraine khi mà thay đổi chính quyền đấy thì Nga nó nhân tiện đấy nó thu hồi lại Crimea đó. Thế giới làm được gì Nga chưa? Đấy là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai, Syria đó, khi mà định thay đổi chính quyền cuối cùng ra bây giờ đất nước loạn lạc đó. Bài học thứ hai. Bài học thứ ba, Iraq khi mà lật đổ xong Saddam Hussein thì bây giờ Iraq còn cái gì? Tất cả những cái dẫn chứng đó, mùa xuân Ả Rập ở đó đều đập vào mắt nhân dân Việt Nam rồi. Cho nên tất cả những điều đó không đánh đổi được cái mà gọi là tự do, cái mà gọi là dân chủ
mà trong mơ hồ của các anh đâu. Người dân Việt Nam không mời anh đổi cái sự hòa bình này để đổi lấy cái điều đó. Cho nên nếu mà anh có muốn thì anh cứ đưa quân đội về anh lập thôi. Còn nhân dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận điều đó. Còn nhân tiện đây thì cũng nói cho các bạn mà có cái quan điểm là chúng tôi lăng xê Hùng Lân. Thì tôi nói như này này. Muốn lăng xê thì phải lăng xê người có tài, có khả năng, có trình độ, có lý luận sắc bén, có khả năng ăn nói thu hút. Chứ không ai lăng xê một cái người mà trình độ nó thấp kém cả. Đúng không? Không ai lăng xê một cái người như thế cả. Mà có lăng xê với những người như thế thì cũng không bao giờ có cái thành công được. Nên các bạn đừng có vu cáo cho chúng tôi để rồi bảo chúng tôi trở thành những con người là... Alo. Thôi, nói chung là nói chuyện chính trị nó nặng nề quá. Thì cái ý của anh Hùng Lân thì em cũng hiểu. Bây giờ em đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam nha. À, những cái đối tượng mà đóng góp rất là nhiều cho nền kinh tế Việt Nam như ban giao quốc tế. Thì chỉ đơn giản vậy thôi nè. Giờ cho dù có nước ngoài như Trung Quốc hay là Mỹ hay là gì đó nó vô Việt Nam mình á, nó cũng tạo ra một cái sự bất ổn chính trị, đúng không? Nó tạo ra sự bất ổn chính trị dẫn tới sự bất ổn kinh tế. Thì các doanh nghiệp như các doanh nghiệp Việt Nam đa phần ta không có muốn đâu. Đó, thứ nhất là ta không muốn chuyện này. Người ta muốn chuyện này người ta gom hết tài sản người ta đi nữa thì Việt Nam mình còn gì. Đó. Mà giờ cái miếng bánh của Việt Nam mình đó thì có gì có gọi là bất hòa, xích mích gì đó. Thì anh em bem nhau chút đỉnh, cùng lắm là u đầu chảy máu thôi. Chứ còn sao mà phải đem cho hàng xóm vô phân xử rồi từ lưa hộp chưa hết nó cũng kỳ. Nó là cái vấn đề số 1. Cái vấn đề số 2 là em đam cho nước Mỹ, đúng không? Bây giờ nước Mỹ của em nó cũng đang đầu bù đầu bù cổ những cái vấn đề lớn của thế giới. Mà bây giờ mẹ thằng Việt Nam này mà yên bình đi, mày đặt lộn lộn lên nữa, tao phải đem quân vô. Tao đem quân vô, tao gọi là tao giữ gìn hòa bình. Rồi tao tốn súng, tốn đạn này nọ, tốn tiền thuế cho dân tao. Nó làm từ thiện nhiều không có tốt. Mà rủ tôi một cái nữa, lính lính của Mỹ đó, nó ham vui. Nó ở là Việt Nam này nọ, tùm lum tùm la hết. Rồi cái nước Mỹ của em lại mất mặt với thế giới, nói là những gì vi phạm nhân quyền này nọ kia. Nó cũng là giữ thể diện cho nước Mỹ thôi. Em cũng không muốn bằng toán nó ra đâu. Cả Việt Nam và cả Mỹ em đều không muốn. Em không chính trị chứ em vậy nha. Em nói chuyện trên lợi ích dân tộc, lợi ích kinh tế, lợi ích của nước Mỹ thôi. Giờ Mỹ đủ phiền rồi. À, thì tôi nói bạn Nguyễn Đồng Xuân này, bạn nghĩ tôi trở thành điệp viên hai mang hả? Tôi mong tất cả các bạn cũng chỉ hy vọng trở thành điệp viên hai mang như Nuni thôi. Thế thôi, chứ còn tôi không mong hơn. Đó, các bạn hiểu không? Tôi thì tôi không muốn gay gắt với các bạn nhiều, chứ còn nếu không là tôi rất là gay gắt đó. Ok, anh Hùng Lân cứ đi công việc đi. Các bạn sợ những người như anh Hùng Lân nên tuyên truyền điều gì ở trên cái diễn đàn này? Tôi hỏi thật đấy, có 169 người ngồi đây. Có bao nhiêu người mà chấp nhận được cái ý kiến của anh Hùng Lân? Thôi diễn đàn cũng sắp hết giờ rồi, Nguyễn Hà, Minh Tâm ơi. Anh cũng chuẩn bị đi nghỉ, bên anh là 1 giờ 15 rồi. Anh muốn chia sẻ với mọi người một chút về vấn đề gọi là cái việc đưa những người mà trái chiều quan điểm lên trên diễn đàn. Mình lên đây mình phản biện lẫn nhau. Mình lên đây để cho thấy được rằng chúng ta là những người chính nghĩa. Chúng ta có lý luận trong tay. Chúng ta có cả một lịch sử hào hùng để chứng minh. Làm là cái vốn. Chúng ta có cả một cái dân tộc đang phát triển để làm vốn liếng để đi ra chiến trường. Mà chúng ta lại sợ cái loại mã tấu răng đen à? Các bạn sợ như thế à? Các bạn hèn lắm. Không cho họ lên đây thì họ cũng mở những diễn đàn 500-600 người kia, họ ngồi truyền tải YouTube kia, họ đăng lên trên YouTube với cả vài chục nghìn lượt xem kìa. Các bạn sợ cái điều gì? Nó nói ngu thì nó thể hiện cái ngu của nó ra trước diễn đàn cho tất cả mọi người thấy được. Mình đi theo thằng ngu như này à? Chúng ta đưa lên để cho thấy cái ngu rốt của nó.
cái kém cỏi của nó, cái vô lý của nó, hay là chúng ta muốn giấu đi cho chúng nó cái sự ngu dốt, cái sự kém cỏi, cái không có lý trí. Có đúng không? Chúng ta giấu à? Còn một số người nói rằng từ ngày D3Q và những người mở diễn đàn này ra gây thù hận, kích động bọn ba que nó trở lên điên cuồng hơn. Tôi cũng chịu thôi. Tôi thử hỏi vì sao D3Q ra đời, vì sao chúng tôi lên diễn đàn? Bởi vì chúng nó lên diễn đàn, chúng nó xuyên tạc về tình hình đất nước thì chúng tôi mới phải lên. Thế mà rồi bảo chúng tôi lên thì gây ra một số người coi là họ bình thường họ đã quên thù hận rồi, nhưng vì chúng tôi lên là dẫn đến là họ 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 mới kích động lên, họ mới theo ủng hộ ba que. Tôi cũng chịu các anh các chị thôi, không biết các anh các chị nằm ở cái luồng gọi là lý luận nào. Các anh các chị nên nhớ một điều gì? Chúng ta có một lịch sử hào hùng, chúng ta có chính nghĩa trong tay, chúng ta có một dân tộc đang phát triển để làm vốn liếng, để đi ra chiến trường đấu lại những luận điệu xuyên tạc. Mà chúng ta lại đi sợ một thằng vong nô, một thằng ngoại vong nô gọi là ngoại bảng. Chúng ta lại sợ cái tư tưởng gọi là ăn bám, sợ tư tưởng gọi là xuyên tạc. Tôi lạy các vị vài vái. Xin các vị đừng có yêu nước cái kiểu đó đi. Yêu nước mà đóng cửa ở nhà toàn chửi anh em yêu nước, toàn xuyên tạc, toàn úp cho mọi người là cái gọi là luận điệu hai mang ba mang. Em không nói những người không muốn nghe, mà em nói những người sợ. Những người sợ là bảo đưa diễn đàn Hồng Lân lên là để lăng xê cho họ. Lăng xê cũng phải lăng xê cho thằng có tài thì mới lăng xê, chứ lăng xê cái loại rốt nát thì lăng xê làm gì. Bây giờ cái cỡ như em nói thật, em lăng xê cho ai nó phải có tài à, mình lăng xê cho đỡ mất công, chứ lăng xê loại ngu dốt lên để người ta chửi à? Anh Nguyễn Minh, em nói thật, riêng anh Nguyễn Minh thì là anh như ấy, anh trai của em rồi, em không có ấy, còn anh thì coi em nào coi. Nhưng mà nói để cho những cái kẻ đang úp em kìa, những cái kẻ mà nói em là lăng xê để trở thành gọi là điệp viên hai mang kia kìa. Các bạn sợ xích mích với họ đấy à? Họ chửi tôi hàng ngày. Chúng ta mở diễn đàn, chúng ta bẻ luận điệu xuyên tạc thì phải cho chúng nó vào, chúng nó xuyên tạc đi, chúng ta bẻ. Chúng ta lại đi sợ những cái điều đó, tôi không chịu. Địa vị xã hội của Hùng Lân làm sao mà cao hơn tao? Hả Minh Quân? Nó chỉ là một cái thằng mà bây giờ ở Việt Nam thì như theo nó nói là thằng bị trục xuất không về được. Một thằng mà công dân nước Mỹ không phải. Nó làm gì có cái gì đâu mà hơn tao. Còn cùng lắm thì bây giờ nó làm cái nghề nghiệp là đi dắt gái chứ làm gì. Đi dạy nhảy đầm cho mấy ông bà U60, 70 chứ làm gì. Không phải ai sợ nhưng mà nó chửi anh em. Tôi nói cho Phạm Đồng Xuân biết một điều này. Quân địch bắn mình bao nhiêu mình không thấy đau, nhưng đồng đội đập đâm sau lưng đấy, đấy mới là đáng sợ. Bạn có biết cái hiệu lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam không? Gặp quân thù có thể là khống chế, nếu như không có điều kiện khống chế, chưa cần phải bắn ngay, làm sao phải nhân đạo với quân thù. Nhưng những kẻ mà đồng đội quay lưng cầm súng quay ngược về quê hương đất nước, bắn bỏ liền. Các bạn phải bình tĩnh, các bạn cũng giống tôi những cái năm mà 2006, 2007 khi mà lên diễn vào Fan Talk, khi mà lên đọc những cái điều mà của bọn xuyên tạc, mình rất ức chế. Thế nhưng mình phải tu luyện cái bản lĩnh của mình, đừng có ức chế, hãy coi đó như một cái trò hề đi. Mình rất thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì nói thẳng một điều. Hùng Lân là công dân của Mỹ à Minh Quân, mày ngu thế. Chính Hùng Lân nói nó chưa thèm thi quốc tịch Mỹ kìa. Nó chỉ là vĩnh cư thôi kìa. Nó chỉ là thẻ xanh thôi kìa. Rốt thì rốt nó vừa phải thôi. Các bạn hãy coi Hùng Lân nó giống như là những người mà vào cho chúng ta giải trí đi. Làm sao mà chúng ta phải sợ những điều đấy. Chúng ta phải chán nản.
chúng ta có cái để bàn, chúng ta có cái để cười. Tại sao mà chúng ta không mất tiền mua mà chúng ta không sử dụng? Nhân tiện đây thì chúng ta mới thấy được, khi mà có những điều như thế chúng ta mới thấy được à, cái đất nước mình nó hào hùng ra sao, cái Đảng Cộng sản chính xác bao nhiêu, và vì sao trong cái chúng ta giải phóng được đất nước năm 1975, 30/4/1975, nó đơn giản bởi vì chúng nó toàn hạng như thế thôi thì thua là cái chắc chứ còn gì nữa. Dù có đứng đằng sau lưng là Mỹ hay cả thế giới thì chúng nó cũng vẫn thua, bởi vì nói cho cùng dù đứng sau gọi là như kiểu là cái gì, huấn luyện viên dù có là Gus Hiddink, dù có là Jose Mourinho, dù có là Guardiola mà về dẫn dắt Campuchia thì đá với Việt Nam vẫn đánh 3-0, 4-0 là chuyện bình thường. Tôi có lăng xê cái bọn mà ba que xỏ lá thì chúng nó cũng vẫn chết là chuyện bình thường, bởi vì chúng nó làm gì có đầu óc với cái tư tưởng như thế. Chửi chúng thì chúng bảo là cắt ghép. Cho nên là hy vọng các anh các chị đừng có sợ cái điều đó. Không phải lóng, đây là nói nó có khí thế thôi chứ không phải lóng. Bởi vì tôi lóng với anh chị em mình lóng được cái gì đâu. Không phải là lóng, mà đây là muốn nói cho anh chị em hiểu. Để bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của những nhóm khác. Những kẻ mà vẫn cứ thường xuyên xuyên tạc chúng tôi. Ví dụ như anh em chúng tôi làm từ thiện, kêu gọi mọi người để làm cái một việc tốt. Thì chúng nó xuyên tạc bóp méo. Cái điều đó anh chị em không phản biện thì thôi. Phản biện làm gì những người như chúng tôi? Rõ ràng đưa lên để mà vui chơi, mà giải trí, mà không sướng thì thôi. Thò đầu vào trong nhà chúng nó để rồi chúng nó chửi. Anh Nguyễn Minh ơi, em nói rồi, nó có chửi mình như thế nào đi nữa bình thường. Nhưng đồng đội chửi mình nó mới đau. Thôi... diễn đàn cũng hết giờ rồi nhá. Chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon. Chúc tất cả anh chị em nào bên Mỹ thì có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Bye bye.